Xin chào các thính giả yêu quý của kênh truyện HPT Channel. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi mang đến cho các bạn câu chuyện. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Ngồi ở bàn ăn, khuôn mặt thẫn thờ nhìn bàn đồ ăn nóng hổi. Hôm nay cô đã hẹn với anh ta để cùng ăn cơm tối. Có lẽ đây sẽ là bữa tối cuối cùng mà bọn họ còn có thể ngồi ăn cùng với nhau. Kim giờ, kim phút đều quay theo quy luật. Trong không gian yên tĩnh của phòng bếp, tiếng tích tắc trở nên chói tai, khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội lạnh, bát canh đã không còn tỏa hơi nóng nữa. Nhưng cánh cửa kia vẫn chưa được mở ra, mà người cô đang chờ đợi cũng không thấy bóng dáng. Chỉ cầm chiếc di động, gọi cho dãy số quen thuộc kia. Alo, Thủy Giao, có chuyện gì không? Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Anh ta mở đầu cuộc đối thoại bằng một câu hỏi, khiến trái tim cô thêm giá lạnh. Đôi mắt Đan Thủy Giao cụp xuống, cô giữ giọng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng hỏi câu hỏi mà mỗi một ngày, một năm qua cô đều hỏi. Hôm nay anh có về nhà ăn cơm không? Hôm nay anh sẽ về rất muộn, em đừng chờ. Người chồng không kiên nhẫn, từ chối thẳng thừng yêu cầu của vợ. Muộn như thế nào, em cũng sẽ chờ. Cô vẫn chưa hết hy vọng, kiên định nói rồi cúp điện thoại trước, không để cho chồng cô có cơ hội từ chối. Ngần người nhìn di động trên tay, Đoàn Thủy Giao lặng người, ngồi xuống giường, đã không biết bao lâu, cho đến khi bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm, suy nghĩ trong cô mới bừng tỉnh, đôi mắt trống rỗng của cô dõi nhìn tấm màn đen kịt bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi. Cô đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn một bàn thức ăn ngon lạnh vẫn còn nguyên. Cô nhấc chai vàng đỏ đang được ướp lạnh từ trong xô đá nhỏ, tự rót cho mình một ly. Nâng ly với cái vị trí trống, đã lâu không có người ngồi kia, cô lẩm bẩm trong đầu, không khí tịch mịch. Ông xã, kỷ niệm một năm ngày cưới, hạnh phúc. Cô uống cạn ly thứ nhất, cô lại tự rót thêm cho mình ly thứ hai. Ly thứ hai, ông xã, chúc chúng ta ly hôn vui vẻ. Cô không chút chần chừ uống cạn ly rượu vang đó, cũng như quyết định thu lại tình cảm của mình đối với anh ta, không một chút tiếc nuối. Gian phòng được tổ chức tiệc sang trọng, giai điệu du dương của nhạc cổ điển vừa vang lên. Trong đại sảnh, những nam thanh nữ tú mặc lễ phục đi lại, cười nói với nhau, một cảnh tượng thực sự xa hoa. Vốn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kê Hướng Huệ thường hay bị chặn lại hỏi han. Anh không cảm thấy khó chịu với điều ấy, bởi một mặt nó sẽ đánh bóng sự nổi tiếng của anh, đồng thời nó sẽ tạo cho anh cơ hội sử dụng sự khôn khéo của mình để có được những mối làm ăn mới. Nói chuyện xong với những người này, rồi là phải quay đi xã giao với người khác, Hướng Huệ cảm thấy hơi nản. Anh nhìn quanh, tìm kiếm một góc yên tĩnh. Đi ra phía sau bức màn ban công, trên tay vẫn cầm ly sâm panh, anh hơi bất ngờ khi thấy có người đã đứng tại nơi vắng lặng này từ trước. Đôi mắt của cô gái mặc lễ phục màu hồng nhạt lộ ra sự kinh ngạc, tựa như sự xuất hiện bất ngờ này của anh đã khiến cho cô hoảng hốt. Sự ngạc nhiên thoáng xẹt qua đôi mắt của Kê Hướng Huệ, anh nhanh chóng lấy ra nụ cười xã giao. Thật xin lỗi, tôi cứ nghĩ nơi này không có ai. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, Đan Thủy Giao nhỏ nhẹ nói. Không sao, tôi đứng ngoài này vì nghĩ cũng sẽ không có ai. Cô không nghĩ tới là sẽ có người cũng tới đây. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái xuất hiện những sắc đỏ do ngượng ngùng. Phản ứng của cô làm cho Kê Hướng Huệ, kẻ đã gặp qua không ít phụ nữ đẹp trong bữa tiệc này, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong số những cô gái mà anh đã từng gặp, cô gái này tuyệt đối không phải là cô gái xinh đẹp nhất. Nhưng lúc này anh dám khẳng định, cô gái này được make up như các ngôi sao. Để rồi cô ấy đứng chụp hình chung với họ thì đảm bảo cô ấy sẽ chính là người xinh đẹp nhất. Ánh mắt thâm trầm như lửa nóng của anh chuyên chú nhìn cô gái mới xuất hiện này. Đan Thủy Giao đang e lệ đánh giá chàng trai tao nhã trước mặt cô. Cô đã từng thấy độ gã đàn ông, nhưng cô dám khẳng định không ai mặc vest có thể đem lại cảm giác tao nhã như anh ta. Chỉ là không hiểu vì sao anh ta lại dùng ánh mắt đó kỳ cục nhìn cô chằm chằm. Cô che tay trên ngực, không hiểu vì sao bỗng nhiên tim của mình lại đập rộn lên như vậy. Kê Hướng Huệ tiến lên mở lời trước, phá tan bầu không khí u ám. Tôi chưa gặp cô bao giờ, đây là lần đầu tiên cô tham gia bữa tiệc này sao? Tôi mới về nước, hôm nay tôi thay chị gái tham dự buổi tiệc. Khó trách trước đây tôi chưa gặp cô, nhưng sao cô lại đứng đây một mình ngoài ban công? Giọng điệu ôn hòa của anh ta không thay đổi theo từng bước chân. Tôi...
Cô không thể tiếp tục mà giả bộ tươi cười nữa, nên mới đứng ban công này nữa. Nhưng cô không thể trả lời anh ta như vậy được. Cô kiếm cớ nói, tôi cảm thấy hơi nhức đầu nên muốn ra ngoài này cho thoáng. Nhức đầu? Kê Huống Hòe nhỏ giọng lặp lại câu trả lời của cô. Trong khi đó, anh bước thêm một bước nữa, rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh. Giữa hai người lúc này chỉ còn cách nhau một bước chân. Cô có thể cảm thấy được hơi thở ấm nóng của anh ta qua từng câu nói. Trái tim của cô như muốn ngừng đập, hai gò má của cô ửng hồng. Cô giơ tay chặn ngang anh ta ở ngực nhằm kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ta, nhịp tim của anh xuyên qua lớp áo nơi bàn tay cô chạm vào. Mặt cô càng lúc càng đỏ, khiến cho nó càng thêm phần quyến rũ. Cô rút tay về, nhưng lập tức lại bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn khác và được đặt nơi ngực của người đàn ông cô vừa gặp. Anh... Cô hoảng hốt nhìn anh ta, không thể tin chính mình lại thân mật với một người đàn ông vừa mới gặp chưa đầy 10 phút. Tôi muốn biết tên của em. Kê Hướng Hòe có thể cảm nhận được cô gái đang đứng trước mặt anh đây cũng có những sự rung động giống hệt như anh. Mẹ tôi sẽ không vui khi biết tôi nói tên mình với một người đàn ông xa lạ. Cô ngẩng cao đầu, đẩy kiêu ngạo trả lời. Là lỗi của tôi, tiểu thư. Hướng Hòe lui về phía sau một bước, nắm tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay của cô. Xin cho tôi được tự giới thiệu, tôi là Kê Hướng Hòe, một nhà thiết kế trang phục tầm thường. Anh ta đã tự giới thiệu rồi, mà giờ cô còn làm bộ tịch nữa thì thực sự là bất lịch sự. Vì thế Thụy Giao đáp lễ lại. Tôi tên là Đan Thụy Giao, 25 tuổi. Thụy Giao. Anh ta dùng chất giọng tao nhã, khàn khàn ngân nga tên của cô. Nắm tay cô trong tay của mình, anh ta tăng thêm lực kéo, tạo cho cô cảm giác không được phép từ chối. Tôi có thể mời em nhảy được một bản hay không? Khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đôi mắt đen thâm thúy đầy nhiệt tình của anh như hút hồn cô. Cô thẹn thùng đồng ý trong vô thức, rồi trong nháy mắt, cô ở trong lòng của anh ta, bước trên sàn nhảy. Trong điệu văn du dương, hai người đã trở nên thành tiêu điểm của khán phòng lúc nào không hay. Trong mắt Thụy Giao lúc này chỉ có hình ảnh của đôi mắt anh ta. Đôi mắt thâm thúy đã bắt được trái tim của cô làm tù binh, làm cho lòng của cô xốn sang. Mấy ngày hôm sau, Đan Thụy Doanh bắt gặp em gái mình đang ngồi ăn hùng hục. Chị nhăn mặt nhìn chiếc bàn chất đống cả đồ ăn ở trên, còn cô em thì đang dùng tay tống chúng vào miệng. Thụy Giao, không phải hôm nay em hẹn hò với Kê Hướng Hòe sao? Hai đứa không đi ăn à? Mồm miệng nhộm nhoàm, Thụy Giao trả lời. À, em có đi ăn, nhưng lúc em ăn phải duy trì phong cách của một thục nữ. Lúc ăn bít tết, em phải cắt bỏ hết ra rồi mới ăn. Vừa mới ăn được 2 miếng thì nhân viên phục vụ đã đến thu dọn mất rồi. Chính vì thế nên mới là không đủ no. Đan Thụy Danh trao mày lại hỏi. Anh ta chẳng lẽ không biết sức ăn của em sao? Không khuyên em ăn nhiều một chút. Nhét thêm 2 miếng bánh ngọt vào trong miệng, Thụy Giao mới trả lời. Chị này, anh ấy làm sao mà biết được? Với lại, em đã nói rồi mà, anh ấy chỉ thích thục nữ tao nhã, em không thể mất hình tượng trước mặt anh ấy được. Đan Thụy Doanh cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ không thích hợp. Em gái cô vốn không phải là loại con gái dịu dàng ý tứ, vì cách gửi tên Kê Hướng Hòe kia mà đã tự ép mình thay đổi, trở thành một thục nữ. Thụy Giao, không phải là chị nhiều chuyện, nhưng mà chị cảm thấy em đang miễn cưỡng chính mình trở thành một người khác khi ở trước mặt anh ta. Như vậy đối với quan hệ của hai đứa là không được tốt lắm đâu. Không tốt. Tạm dừng lại hành động nhét đồ ăn vào miệng, Thụy Giao phản đối. Không tốt ở chỗ nào chứ, em thấy rất tốt mà. Đan Thụy Danh không đồng ý, chị lại lắc lắc đầu. Tốt ở chỗ nào chứ, em tự ép mình mặc thứ đồ mà mình không thích. Lúc ăn cũng phải giữ kẽ, cố đi giày cao gót, rồi tối về tìm nhũ mẫu xin thuốc bôi. Em có thể duy trì những thứ đó trong bao lâu chứ? Thụy Giao cố gắng thuyết phục cô, đồng thời cũng muốn thuyết phục chính mình. Tuy đúng là em đang phải miễn cưỡng chính mình, nhưng chỉ cần có thêm thời gian, em có thể sửa được những thói quen đó. Có thể mặc được những bộ đồ mà em không thích, đi giày cao gót, ăn ít đi khi ra ngoài. Em tin, chỉ cần có lòng quyết tâm, em có thể làm được. Cô cũng biết, cố gắng thay đổi theo ý thích của bạn trai là thực sự mệt mỏi. Nhưng con người ta có thể thay đổi mà. Cô tin sự khó khăn này chỉ như cơn đau bụng lúc sinh nở, chịu đựng một lúc rồi sẽ qua mà thôi. Nhìn ánh mắt tự tin của cô em gái, Đan Thụy Danh không biết nên giải thích sự lo lắng của cô như thế nào để cho nó hiểu. Thụy Giao, chị biết em có quyết tâm thay đổi, nhưng mà như vậy là em đã tự lừa dối chính mình, lừa dối cả anh ta nữa. Tình yêu như vậy không thể lâu dài. Thụy Giao giận dỗi nói.
Thôi, chị kể em đi, chuyện của em sẽ tự xử lý. Nói rồi cô tiếp tục cúi đầu đánh chén. Bất đắc dĩ nhìn em gái, Đan Thụy Danh biết giờ cô có nói gì em cô cũng sẽ không nghe vào. Cô khẽ thở dài trở lại phòng của mình. Bây giờ cô chỉ có thể cầu nguyện, mong sao thời gian thích ứng của cô em gái qua nhanh, mà cái tên cái Hướng Huệ kia nên thích chính bản thân nó, chứ không phải là thứ thục nữ dịu dàng, không phải nó lúc này. Mà cũng có thể chị đã quá lo lắng rồi. Có lẽ như lời của thị giao đã nói, hai đứa chúng nó cần có thêm thời gian. Và dĩ nhiên, Kê Hướng Huệ không phải loại đàn ông có tính nhẫn nại. Quen nhau đến ngày thứ 10, mỗi ngày anh ta đều gửi đến nó một bó hồng. Chúng nhiều đến nỗi có thể phủ kín cả phòng khách của nhà họ Đan. Quen nhau đến ngày thứ 15, anh ta đưa Đan Thụy Giao đi du lịch. Điểm đến là Maldives, nơi được gọi là thiên đường trăng mật và nghỉ dưỡng, hay còn được gọi là thiên đường của thiên đường. Âm nhạc du dương lãng mạn, tiếng sóng biển rì rào, hai người ngồi ở một trong những căn phòng xa xỉ trong khi ngự dưỡng. Trong dáng chiều yên bình, trong cái ôm dịu dàng, Hướng Huệ thủ thỉ nói những câu tâm tình bên tai Thụy Giao, rồi bá đạo thân mật với cô khi cô e lệ đỏ bừng thuận mặt theo anh. Trước khi kết thúc chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm, hai người gắt gao ôm nhau nằm trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Thụy Giao. Anh ta nhẹ gọi cô bằng cái giọng ngái ngủ, nhưng ngón tay trượt nhẹ trên mái tóc dài mềm mại của cô. Em cảm thấy ngay lúc này kết hôn có quá sớm hay không? Kê Hướng Huệ nhẹ nhàng dịu hỏi. Chưa bao giờ anh nghĩ đến việc trói buộc mình bởi một cuộc hôn nhân. Đây là lần đầu tiên anh có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Kết hôn? Không đâu. Mơ mơ màng màng nằm trên ngực của anh, Đan Thụy Giao lơ mơ trả lời. Không đâu, vậy là đồng ý rồi. Anh vừa lòng nghĩ, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy cô đã bị vẻ đẹp bên ngoài xinh đẹp, phong cách tươi mới của cô thu hút. Số lần gặp gỡ cô càng tăng, cảm giác anh dành cho cô càng lúc càng tăng. Đôi môi cô luôn khẽ mỉm cười, thi thoảng trong đôi mắt cô lại ánh ra chút tinh nghịch. Nhưng hầu như lúc nào cô cũng rất dịu dàng, mỗi lời nói, hành động của cô đều thể hiện phong thái của một thiên kim tiểu thư. Trong lúc hoàn ái ở trên giường, cô luôn thẹn thùng, không dám nhìn thẳng vào mặt anh, luôn cố gắng kiềm chế mình, không kêu lên thành tiếng, rồi lại tự cắn môi mình đến rớm máu. Sự hồn nhiên thẹn thùng của cô khiến dục vọng của một đại nam nhân như anh càng thêm thỏa mãn. Tuy quen nhau chưa tới một tháng, nhưng mà anh tin anh và cô đều yêu nhau. Anh còn xác định chắc chắn sẽ cưới bảo vật này về. Anh có chút lo lắng vì cô còn trẻ. Anh sợ cô không muốn vướng vào chuyện hôn nhân. Lúc này khi đã có được câu trả lời như ý tứ từ cô, anh có thể yên tâm tiến hành bước tiếp theo được rồi. Quen nhau đến ngày thứ 23, máy bay hạ cánh. Đan Thụy Giao rời đi trước, Kê Hướng Huệ đi sau. Đang đi thì một cậu nhóc đáng yêu cầm trong tay một bông hồng, thẹn thùng chạy đến trước mặt cô nói. Của chị này. Sau đó lại vội vàng chạy đi. Thụy Giao khẽ cười, vô cùng ngạc nhiên nhận lấy đóa hồng. Cô nghĩ, trời ạ, nhóc con này ái mộ mình sao, đáng yêu quá đi. Sau khi cậu nhóc tặng hoa chạy mất từ bốn phía của sân bay, rất nhiều những cô bé, cậu bé cầm trên tay một bông hồng với vẻ thẹn thùng chạy đến cho cô. Cảm ơn. Cô định hỏi chuyện, nhưng mấy tiểu thiên sứ này đưa hoa xong thì liền chạy đi biến mất. Chỉ trong phút chốc, trên tay Thụy Giao đã toàn hoa lạ hoa, nhiều đến nỗi cô không thể ôm xuể. Đúng lúc này, cô nhìn thấy Kê Hướng Huệ đang từ nơi lấy hành lý đi đến. Cô vừa mừng vừa sợ khi thấy trên tay anh cầm những bông hoa hồng. Trên sảnh lớn của sân bay, Kê Hướng Huệ quỳ xuống trước mặt cô. Thụy Giao, em đồng ý lấy anh chứ? Đây là trò đùa phải không? Cô vừa khóc vừa cười, nhìn bộ tay Hướng Huệ cầm hoa, còn tay còn lại cầm chiếc nhẫn kim cương. Không phải. Nhìn những giọt lệ đang rơi và nụ cười của Thụy Giao, Hướng Huệ tự tin nói. Đây là màn cầu hôn anh chuẩn bị cho em. Đồng ý lấy anh ấy. Dưới những đoạn tấn công lãng mạn và sự reo hò cổ vũ của đông đảo quần chúng chứng kiến, Thụy Giao cảm động đến nghẹn lời. Cô nói ra những lời tự trong khát vọng của mình. Đồng ý, em đồng ý. Đeo nhẫn kim cương vào tay cô, tặng cô cả trăm đóa hồng. Hướng Huệ hôn lên môi của cô. Hành khách trong sân bay reo hò ầm ĩ, hét lên những lời chúc phúc dành cho cả hai người. Giờ cô đã là của anh. Nhị tiểu thư nhà họ Đan sắp kết hôn với nhà thiết kế tài hoa trong giới thượng lưu. Đây chính là hạng tít chiếm đẩy trên các mặt báo và tin tức giải trí ngày hôm đó.
Quen nhau chưa đến ngày thứ 24, Kê Hướng Huệ đã bay đến Mỹ chào hỏi bố mẹ vợ tương lai, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị cử hành hôn lễ. Sau một tháng quen nhau, với vẻ mặt hạnh phúc, Hướng Huệ và Thụy Giao làm đám cưới. Hôn lễ được tổ chức trang trọng với rất nhiều hoa hồng trắng, những hình trang trí bằng thủy tinh sang trọng và vui mắt. Truyền hình, báo đài điên cuồng đưa tin, tiêu điểm của đám cưới là cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới bằng lụa trắng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc sau hôn nhân không phải chỉ là ảo tưởng, chỉ là đối với Thụy Giao lúc này, sự trải nghiệm qua mươi kiểu đói khát chính là nỗi khổ sở lớn nhất. Tuần trăng mật của cô là những ngày hạnh phúc nhất, đồng thời cũng là những ngày đau khổ nhất cho mỗi lần cô nhớ lại. Du lịch trên đất Pháp, mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của chồng, khách sạn cao cấp là nơi nghỉ ngơi mỗi đêm của họ. Âm nhạc luôn hiện hữu, hai người dính vào nhau như đuôi sam, yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào hơn cả lúc chưa cưới. Mỗi ngày qua đi, Thủy Giao cảm giác mình giống như một chú chim nhỏ, hạnh phúc muốn bay đến thiên đường. Nhưng mỗi ngày đều bên nhau không rời như vậy, Thủy Giao không tìm được cơ hội để ăn thêm, để bổ sung thể lực. Mỗi sáng cô chỉ có thể ăn salad, uống một ly rượu sherry và ăn thêm hai lát hoa quả. Buổi tối và trưa, đi ăn cùng với chồng, cô cũng chỉ có thể ăn hương ăn hoa trước mặt anh. Hầu hết đồ ăn kiểu Pháp trên bàn, cô không dám đụng đũa nhiều, bởi vì cô muốn duy trì vẻ tao nhã trước mặt chồng mình. Mỗi lần như thế, cô sẽ uống thêm một cốc nước thật lớn, rồi cười nói với chồng rằng cô đã ăn no rồi. Có trời chứng giám, sau khi kết hôn, chỉ cần anh chồng yêu quý của cô ở nhà, ngày hôm đó y như rằng cô sẽ không được no bụng. Cảm ơn trời, hôm nay, anh chồng yêu quý của cô cuối cùng cũng chịu đi làm như bình thường. Sau khi hôn tạm biệt chồng yêu, đàn Thụy Giao tao nhã xoay người trở lại phòng khách. Như một con mèo ăn trộm, cô luồn tay vào kẽ hở của chiếc sofa, lôi ra được một bao khoai tây được bí mật tàng trữ dưới đó. Đôi tay tào nhã, xé lớp viền bên ngoài, mùi khoai tây chiên thơm lừng bay ra. Thụy Giao nhắm mắt, hít người tất thỏa mãn. Cái mũi hít hít, hoài niệm nhớ nhung thứ mùi thơm, ngon lành của khoai tây chiên. Như ngón tay trắng thon, vội vã bốc vài miếng, đưa vào cái miệng đang trực trở nãy giờ. À, chính là thứ này. Không đúng, phải nói chính là hương vị này. Cô cảm động ăn thêm một miếng khoai tây chiên nữa. Salad đúng là thứ đồ ăn ma quỷ, không thuộc âm, cũng chẳng thuộc dương. Ăn vào chả thấy vị gì ngon, suýt chút nữa thì cô đã chết vì đói. Cô hài lòng ăn thêm mấy miếng nữa để bổ sung năng lượng, làm no cái bụng đang đói khát của mình. Chưa đầy vài phút, bao khoai tây chiên đặc biệt to đã hết sạch. Vào phòng bếp, lấy cái cốc sứ lớn, cho thêm vài cục nước đá, rồi rót coca đầy cốc, dứt khoát đưa lên miệng, uống một ngụm lớn. Đây mới chính là sống, Thủy Giao vừa lòng nghĩ. Nhưng tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong phòng khách. Thủy Giao cuống cuồng, coca phụt khỏi miệng cô. Cô có thật giận mình, lúc này cô chính là như vậy. Lấy lại được bình tĩnh, Thủy Giao lầm bầm rủa trong họng, vẫn nhớ mình chính là Kê phu nhân. Cô dùng ngữ khí mềm mại nghe điện thoại. Xin chào, ai đây ạ? Tên khốn dư hơi nào tự nhiên lại gọi điện đến thế không biết. Thủy Giao. Cô ngạc nhiên, chột dạ buông cốc coca trên tay xuống. Ông xã, không phải là anh đang đi làm sao? Trời ơi, tên khốn mà cô lỡ vừa mắng chính là anh chồng yêu quý của cô. Anh nghĩ lại, anh nhớ bà xã xinh đẹp của anh quá. Thủy Giao ngẩn ngơ, thẹn đến đỏ mặt. chồng thật là... Ai nói hôn nhân là bộ phận của tình yêu? Cứ nhìn chồng cô đây này, sau khi kết hôn, sự lãng mạn ngọt ngào không hề giảm đi, dù không phải tuần trăng mật, nhưng lời anh nói vẫn ngọt như mật vậy. Thủy Giao đang vui vẻ nghĩ, nhưng câu nói kế tiếp của Kê Hướng Huệ làm nụ cười trên mặt của cô héo ngay lập tức. Thủy Giao, hôm nay có thể anh sẽ về muộn, em cứ ăn cơm trước đi, đừng chờ anh. Kê Hướng Huệ vừa nói vừa nhìn đống giấy tờ chất trên bàn, trong thời gian anh đi hưởng kỳ trăng mật. Anh không ngờ công việc sau ngày cưới lại bận rộn đến như vậy. Thế nhưng vợ anh là người rất hào phóng, còn rất tâm lý, chắc chắn cô sẽ thông cảm cho anh. Trước khi làm đám cưới, anh đã xác thực vợ của anh hội tụ đầy đủ những tính tốt mà một tiểu thư khuê các nên có, cho nên cô sẽ không bị công việc của chồng quá bận rộn mà khó chịu gây gổ. Vậy tối anh mới về à? Nhưng mà... Nhưng gì? Kê Hướng Huệ cầm tập tài liệu trong tay, vừa nghe trợ lý giải thích vừa hỏi lại cô. Nhưng mà hôm nay không phải chúng ta sẽ về nhà em sao? Chẳng chút do dự, Kê Hướng Huệ an ủi cô. Xin lỗi, anh quên mất. Chiều nay em dạo phố, tìm mua những thứ mà bố mẹ với chị em thích, dùng thẻ của anh đã đưa cho em để thanh toán.
Em nói với họ là anh rất xin lỗi. Có thời gian anh sẽ cùng em tới thăm mọi người, được chứ? Trong lòng chồng, Thủy Giao luôn là một cô vợ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Có lẽ cô phải nên thông cảm cho chồng, vì bận rộn với công việc mà mắc sai lầm nho nhỏ này, quên mất lời hẹn. Lúc này đang là một người vợ hiền hậu, khi nghe chồng nói như vậy, cô nên phản ứng như thế nào cho thỏa đáng đây? Nếu là bình thường, đảm bảo Thủy Giao sẽ gào lên mắng, đi chết đi, rồi dập máy, chờ anh chồng xin lỗi. Nếu không thì sẽ bắt đầu trò chơi chiến tranh lạnh. Nhưng mà hiện tại trong mắt của chồng cô là một cô vợ lễ phép, một quý cô tâm lý. Ai, cô nên làm gì lúc này đây? Bỏ đi cái vẻ tươi cười cứng ngắc, Thủy Giao thầm cảm ơn trời vì lúc này cô và chồng đang nói chuyện với nhau qua điện thoại. Được, em sẽ nói lại với bố mẹ như vậy, anh đừng làm việc quá sức nhé. Nói với cái giọng nhẹ nhàng như thế này, đầy bao dung lạ thế, chắc chồng cô sẽ không nghe ra sự khó chịu trong đó. Kế Hướng Huệ cười hài lòng, một lần nữa tự khen mắt mình nhìn người rất chuẩn, mới có thể tìm được một cô vợ vừa hiểu lý lẽ, vừa ngoan hiền như vậy. Cuộc gọi kết thúc, Thủy Giao khó chịu, cô uống ửng ửng cốc coca đã hết ga từ lâu. Để giảm bớt tâm trạng bực dọc, cô cố gắng tự thuyết phục chính mình. Mình phải nhẫn nại để trở thành mẫu phụ nữ mà chồng yêu thích. Mình nhất phải nhẫn nại. Hít một hơi thật sâu, môi cô giãn ra nụ cười, mỉm ra hoàn hảo. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Điều mà cô cần bây giờ chỉ là thời gian, có lẽ như vậy. Em về rồi đây. Đã ngồi đợi trong đại sảnh từ sớm, nghe thấy tiếng của cô em gái, Đan Thủy Danh vội vàng đi tới cửa, thấy chỉ có một mình Thủy Giao thì ngạc nhiên. Hướng Huệ đâu, sao không thấy đi cùng với em? Hôm nay hai vợ chồng em gái sẽ về nhà thăm bố mẹ, lúc trước không phải đã nói hai đứa sẽ về cùng sao? Tại lúc đi tuần trăng mật, công việc tồn đọng lại nhiều quá, làm không kịp, cho nên em về thăm nhà trước. Tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, Thủy Giao tươi cười nói. Chị cứ yên tâm, anh ấy có dặn em mua quà cho mọi người nè. Nhìn mấy túi quà kia, Thủy Danh có cảm giác lo âu về cuộc sống sau này của vợ chồng em gái. Giả vờ không nhận ra sự lo lắng trong mắt của chị gái, Thủy Giao ồn ào vào nhà, tiện tay vứt áo khoác ngoại xã một bên, làm nhũ mẫu theo sau, hậu cô phải lắc đầu. À, em đói bị chết mất, nhanh, ăn cơm thôi chị. Chờ tí, để chị gọi bố mẹ xuống nhà ăn cùng luôn. Bố mẹ hai chị em cô ở nước ngoài đã lâu, nhân dịp này hai người họ mới về nước. Tuyệt quá! Thủy Giao kêu lên sung sướng, trên bàn ăn toàn là món mà cô yêu thích. Không thể kiềm chế nổi, cô cầm đôi đũa lên, gắp một miếng cho vào miệng. Đàn Thủy Danh đi đến, vỗ nhẹ đầu em gái, vừa tức vừa buồn cười vì dáng ăn thô lỗ của em gái. Gì thế này, chắc là Hướng Huệ không cho em ăn nên mới trở thành tham ăn như thế này chứ gì. Liếc mắt nhìn xung quanh, thấy bố mẹ chưa xuống dưới, Thủy Giao mới nói. Chị à, chị thừa biết, mỗi lần em ăn cùng anh ấy, em đều ăn rất ít mà. Đàn Thủy Danh không thể tin nhìn em gái. Ăn rất ít, ý em là trước mặt nó em vẫn làm bộ đấy hả? Cứ nghĩ sau khi lấy nhau, em gái của cô đã lựa chọn thời điểm thích hợp, nói ra mọi chuyện với Hướng Huệ. Nếu không thì khi sống với nhau, anh ta cũng có thể chú ý, nhận ra được bản tính thực sự của em gái cô. Cô chưa bao giờ lường đến trường hợp em gái cô vẫn tiếp tục sống cuộc sống hai mặt như vậy. Làm bộ gì chứ, đâu có nghiêm trọng như thế chứ. Em chỉ là muốn giữ hình tượng của một quý cô trước mặt anh ấy thôi mà. Đương nhiên là không thể ăn quá nhiều rồi. Nhưng chị nghĩ sau khi làm đám cưới em đã nói việc này với nó rồi chứ. Cứ phải giả vờ như vậy thực sự là quá mệt mỏi đi. Giả vẻ không thèm bận tâm, Thủy Giao khẽ ngẩng đầu lên, phất phất tay. Ây, không phải là người ta vẫn hay nói rằng vợ chồng mới cưới sẽ luôn có một khoảng thời gian để cọ sát với nhau hay sao? Hiện tại tụi em đang ở thời kỳ cọ sát đấy chứ. Dĩ nhiên là mọi khuyết điểm không thể cùng lúc lộ ra hết được. Qua một thời gian thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi mà. Đan Thủy Danh vẫn còn muốn nói thêm nữa, nhưng bố mẹ cô đã xuống dưới. Họ mà nghe thấy chuyện này thì hỏng bét. Cái gì mà qua một thời gian mọi chuyện sẽ đâu vào đấy? Mẹ cô hỏi. Thấy bà chị mình mở miệng định trả lời, Thủy Giao dùng ánh mắt ngăn lại. Cô nhìn mẹ tươi cười giải thích. À, không có gì đâu ạ. Chị vừa hỏi con sao không thấy Hướng Huệ về cùng. Con bảo với chị là Hướng Huệ đang phải chịu án tử. Thời gian này công việc của anh ấy rất bộn bề. Qua một thời gian nữa mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi ạ. À, mẹ cô bị thuyết phục nhanh chóng bởi lời giải thích vô cùng hợp tình hợp lý. Dù công việc có bận như thế nào, lần sau con phải bảo nó về đây cùng ăn cơm một bữa, hiểu không? Ông bố gia trưởng của cô nghiêm túc nói.
Vâng, con sẽ bảo với anh ấy ạ. Thủy Giao vội vã trả lời, đôi mắt to ngậm nước của cô đang định hướng đến đĩa thịt nướng trên bàn. Thật là đã lập gia đình rồi mà vẫn còn tham ăn như vậy. Mẹ buồn cười nhìn cô. Rồi rồi, ăn cơm đi. Bố mẹ và Thủy Giao lập tức hướng sự chú ý lên bàn ăn trước mặt. Thủy Giao khẽ thở dài. Cô hướng đôi mắt lo âu về phía cô em gái đang vì đống đồ ăn mà la hét om tỏi. Cô hy vọng mọi chuyện thực sự chỉ đơn giản như lời cô em đã nói. Thủy Giao bắt đầu tàng trữ lương thực ở trong nhà. Do không dám đụng đến tiền chồng cho nên chỗ tiền cô có trước khi kết hôn đang cạn dần. Chưa đầy một tháng, cô nhận ra một sự thật vũ vàng. Đồ ăn vặt cô có thể mua càng lúc càng ít, lương thực dự trữ của cô đang có nguy cơ cạn kiệt. Mỗi ngày ở nhà, đồ ăn càng được tàng trữ, hết xem tivi rồi lại chơi điện tử, cuộc sống thực sự vô vị. Trong một bữa ăn tối, cô thương lượng với chồng rằng cô muốn đi làm. Trước khi kết hôn, cô nói gì chồng cô cũng ok. Thế cho nên lúc kế hướng Huệ đang tập đề nghị đó, cô thực sự bất ngờ. Không cho ra ngoài đi làm. Kế hướng Huệ lạnh lùng nói, vợ anh là thiên kim nhà giàu, bằng cấp cao nhưng lại không có kinh nghiệm làm việc. Cô chồng còn ít yếu đuối nữa, có thể làm nổi việc gì cơ chứ. Huống hồ anh không muốn vợ anh phải làm việc vất vả ở bên ngoài. Công việc duy nhất anh muốn vợ anh làm, đó là cùng anh tham dự mấy buổi tiệc lớn nhỏ mà thôi. Vì sao chứ? Cô cố gắng nén lại ý muốn chất vấn của mình. Thủy Giao dùng ngữ điệu yếu đuối để hỏi lại. Em chưa có kinh nghiệm, ra ngoài làm việc sẽ rất nguy hiểm. Nếu không may bị người ta lừa thì tính sao? Không sao, em sẽ cẩn thận mà. Với lại em cũng có kinh nghiệm thực tập lúc đi học. Thủy Giao cố gắng thuyết phục chồng. Lần đầu tiên thấy vẻ không nghe lời, Kê Hướng Huệ không kiên nhẫn mà buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Thủy Giao, tự tốn lặp lại quyết định của anh. Anh đã nói không cho em ra ngoài đi làm, cứ quyết định như vậy đi. Bản án đã tuyên, bị can không có quyền kháng án. Nắm tay thành đấm, Thủy Giao vẫn còn mua ý kiến ý cỏ nữa. Nhưng nhìn vẻ kiên quyết trên mặt chồng cô đành ủ rũ cúi đầu, có nói gì thêm cũng vô ích. Nếu như là bình thường, Thủy Giao đã hất cái bàn, đập cái bát, không để ý kiến gì đó kịp hãng cô. Nhưng mà cô lúc này không thể làm như vậy được. Cô đang đóng vai một người vợ cao thượng, hiểu lý lẽ. Chồng nói đi đặng đông, cô sẽ không dám đi đặng tây. Cô nghiến răng nghiến lợi mà nhịn. Chỉ là sự nhẫn nhịn chịu đựng đó của Thủy Giao vẫn không thể kéo dài thời gian yêu thương ngọt ngào của hai vợ chồng. Thủy Giao phải chịu đựng cơn đói trong thời gian dài do lượng lương thực dự trữ trong nhà sắp cạn queo. Nhiều lần tính cách táo bạo của cô suýt chút nữa thì đã bộc phát trước mặt chồng cô. Không hiểu dạo này chồng cô bận cái gì mà luôn tỏ ra vội vã. Trước lúc lấy nhau, cô và Hướng Huệ luôn bên nhau. Sau này anh ta tỏ ra rất bình thường mỗi khi vị trễ. 2-3 ngày hai vợ chồng cô cũng không thấy mặt nhau, cũng là điều bình thường. Lấy nhau đã được 2 tháng, sau một lần tham dự tiệc với chồng trở về, Thủy Giao mệt mỏi ngồi ở mép giường, đôi mắt to linh hoạt đã mất đi ánh sáng rực rỡ vốn có. Không được rồi, mình sao không chịu nổi nữa rồi. Cơn đói đang tàn phá dần sức sống trong cô, chuyện trò với mấy bà phu nhân thì cô không có hứng thú, cho nên cô đều tự nhốt mình ngơ ngẩn trong nhà, đợi chồng đi làm về. Hoặc là cô độc chiếm cái giường đến ngày hôm sau. Đợi thật lâu cuối cùng chồng cũng về. Nhưng cuộc sống của hai người không thắm thiết như trước khi cưới. Ngoài chuyện sinh hoạt vợ chồng, chỉ còn lại công việc và những cuộc tiếp điện thoại. Những lúc cơ thể hai người trần trụi tiếp xúc với nhau, cô cũng phải đè nén sự nhiệt tình của mình. Bởi cô chưa từng quên, cô đang phải sắm vai một quý cô, giờ là một quý phu nhân. Dạo này Thủy Giao phát hiện ra hai vợ chồng của cô bắt đầu có khoảng cách. Cô thấy sợ hãi hơn, không biết phải làm sao. Chỉ mới sau 2 tháng lấy nhau, cô đã cảm thấy bắt đầu mệt mỏi, muốn sống hơn 10 năm với Hướng Huệ, không biết có khả năng hay không nữa. Nhưng chỉ mới nghĩ đến điều này, toàn thân cô đã cảm thấy ớn lạnh. Cuộc đối thoại trong thời gian cô về nhà mẹ đẻ lại hiện lên trong đầu. Thủy Giao, em đã bàn với Hướng Huệ là sẽ sinh mấy đứa con chưa? Con á? Thủy Giao ngơ ngẩn. Không, em chưa có bàn. Hai đứa tuy vẫn còn trẻ nhưng cũng nên sớm sinh con. Như thế thì tình cảm của em và Hướng Huệ mới bền vững. Hai đứa quen nhau chưa bao lâu đã kết hôn, chị lúc nào cũng lo. Chị à, chị đừng có lo, em với anh ấy tốt lắm. Không hiểu sao khi nói những lời này, Thủy Giao cảm thấy chột dạ, không còn sự khẳng định như trước khi lấy nhau nữa. Sao cũng được, tốt nhất em nên cùng với nó bàn chuyện lại luôn đi, biết không hả? Tiếng đóng cửa phòng kéo Thủy Giao trở lại thực tại. Cô lấy lại tinh thần, nhìn cái Hướng Huệ mệt mỏi đi tới,
lặng im cởi bỏ trang phục dự tiệc tối ra. Hứa Huệ, có lần em về thăm nhà, có bàn với chị về chuyện sinh em bé. Chúng ta dự định khi nào thì sinh em bé? Cô tìm từ ngữ để nói. Em bé ư? Nghe thấy lời này, Hứa Huệ cảm thấy phiền phức. Anh nhăn mày lại phán. Bây giờ hãy còn sớm. Trẻ con chỉ biết khóc ầm ĩ, còn làm phòng bị xáo trộn, bẩn thỉu, gây ra một đống phiền phức. Trẻ con là một thứ yếu ớt, không tự gánh vác nội chính sinh mệnh của nó. Khi lấy nhau, Hứa Huệ dự tính trong năm đầm đầu sẽ không phải nhìn thấy thứ trẻ con đó. Thủy Giao nghĩ đến chuyện chưa có con chính là điều khiến hai vợ chồng cô trở nên như vậy. Cô bướng bỉnh nói. Không phải là em nghĩ quá sớm, nhưng mà em muốn sinh một đứa. Đang lúc mệt mỏi, nghe thấy vợ nói thế, Hứa Huệ mất kiên nhẫn, dùng khẩu khí lạnh lùng nói với vợ. Anh đã nói không muốn có con. Không phải chỉ lúc này không muốn, mà trong 5 năm tới cũng sẽ không muốn. Trước đây giọng của anh chỉ cần lộ ra một chút không vừa ý, vợ anh sẽ im lặng ngay. Anh cho là lần này cũng sẽ như vậy, nhưng anh đã sai. Thủy Giao vẫn bám sát đề tài không rời. Tại sao? Có con không tốt sao? Em muốn có một đứa. Không tại sao cả. Hơn nữa, chúng ta chỉ mới vừa kết hôn. Anh còn chưa nghĩ đến, chứ không phải là muốn có hay không. Và lại, em hiện tại có khả năng chăm sóc cho con cái sao? Lúc con khóc, em có biết phải xử lý như thế nào không? Em sẽ làm được mà. Thủy Giao bướng bỉnh, coi đây như một canh bạc. Phải tranh cãi với vợ, Hứa Huệ giận dữ hơn. Thủy Giao, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Sự hiểu biết không bao giờ mỹ vì mấy chuyện nhỏ nhặt của em chạy đi đâu mất rồi hả? Hôm nay anh đã đủ mệt mỏi rồi, em có thể đừng cố tình gây sự nữa được hay không? Em cố tình gây sự? Chút lý trí cuối cùng của Thủy Giao cuối cùng cũng đã tan mất. Cô bùng nổ, giọng cao chói tai. Em cố tình gây sự ở đâu? Em chỉ muốn bàn bạc với anh, vậy mà cũng được coi là cố tình gây sự đấy hả? Phản ứng của em lúc này không phải là cố tình gây sự thì là gì chứ? Kê Hướng Huệ tháo caravat, cởi bỏ áo sơ mi, lạnh lùng nhìn cô. Em không cố tình gây sự. Thủy Giao gằn từng tiếng một, trừng mắt nhìn lại. Nếu em cố tình gây sự thì lần anh không đồng ý để em đi làm, em đã mặc kệ mà cứ đi rồi. Hướng Huệ trầm giọng hỏi lại. Em nói thế là có ý gì? Ý em là lúc nào cũng phải hàm hàng trưng bày, tham dự những bữa tiệc nhảm chán thì thà em đi làm còn hơn. Nếu em thực sự cố tình gây sự thì lần trước em đã không nhẫn nhịn mà sẽ đi kiếm việc làm. Những dồn nén chất chứa từ bao lâu nay cuối cùng cũng thoát ra từ trong miệng Thủy Giao trong vô thức. Đến lúc nói xong, cô chỉ còn biết chớp mắt, thế là toi rồi. Mặt Hứa Huệ tối sầm lại, không khí giữa hai vợ chồng càng lúc càng lạnh cực điểm. Anh không ngờ bên ngoài em dịu ngoan, nhưng bên trong lại có nhiều bất mãn với anh đến thế. Hứa Huệ nói với giọng điệu hỏa hoãn, nhưng mang theo sự trào phúng. Em... Thủy Giao muốn giải thích, nhưng lại không thể tìm được từ ngữ thích hợp nào để nói vào lúc này. Vợ yêu của anh à, đến hôm nay anh mới biết em bất mãn với anh nhiều như thế nào. Chuyện vừa rồi, anh và em bạn với nhau. Giờ anh có thể cho em một đáp án chính xác. Anh không muốn có con. Nếu em không muốn theo ý kiến của anh nữa, anh sẽ không gặp em nữa, hiểu không? Hứa Huệ bình thản nói ra những lời nói ấy xong, thì mặc lại áo sơ mi, đẩy cửa phòng. Trước khi rời khỏi phòng, anh quay đầu lại, khóe môi cười châm biến. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, em không cần phải lo lắng, phải lộ diện làm hàng mẫu nữa. Anh sẽ tìm được người tình nguyện, làm bạn gái của anh. Dứt lời, cánh cửa bị anh đóng sầm lại. Trái tim Thủy Giao cùng với tiếng đóng cửa ấy mà vỡ vụn theo. Mắt mở to trừng trừng, nhìn cánh cửa đã đóng kín. Giọng nước trong trẻo đã đọng lại nơi khóe mắt. Thủy Giao cảm thấy mọi chuyện cô đã trải qua trong thời gian qua như những mảnh ghép hình đang tan rã bởi sự gian dối của cô, mà giấc mơ có một gia đình hạnh phúc cũng bởi đó mà tan nát. Sau buổi tối ngày hôm đó, rất hiếm khi Hứa Huệ trở về nhà. Nếu có lúc nào anh có mặt ở nhà thì anh cũng không nhấc chân vào phòng ngủ chỉ nửa bước mà ngủ lại trong phòng khách. Hai vợ chồng dù có chạm mặt nhau, ngoài vài câu chào hỏi xã giao thông thường thì khi đối mặt với nhau luôn mang vẻ mặt nặng nề. Qua tuần san của các tạp chí, Thủy Giao nhận được thông tin xoay quanh chồng của mình. Cô đã đập vỡ cái đèn để trên bàn khi nhận được bức ảnh chồng của cô đang ôm một người phụ nữ diễm lệ tham gia yến tiệc. Đó là lần đầu tiên. Lần thứ hai, chồng của cô lại một lần nữa xuất hiện trên tạp chí cùng với một người phụ nữ xinh đẹp khác. Lần đó cô đã khóc suốt đêm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Sau khi đã cố gắng gọi suốt mà không được, cô đoán lúc này chồng cô đang bận bịu gì đó với người phụ nữ kia. Lần thứ ba, lại một lần nữa, chuyện kia của chồng cô
lại được xuất hiện trên tạp chí. Cơn ghen lên đến đỉnh điểm khiến cô không tài nào mà nhịn được nữa. Vừa khóc, cô vừa chạy vọt tới phòng làm việc của chồng, muốn anh ta cho cô một lời giải thích. Kệ Hướng Huệ, anh vị sao lại? Nhưng câu chữ nghẹn lại trong cổ họng, cô quăng quyển tạp chí đứng trước mặt chồng. Em muốn một lời giải thích. Hướng Huệ lạnh lùng nhìn quyển tạp chí. Anh không làm gì hết. Anh biết trong tạp chí viết những gì, nhưng hai tuần trước cũng thế, cũng chỉ là báo chí viết sai sự thật. Thủy Giao có thể hiểu điều ấy, sao giờ cô lại đến đây hỏi tội anh, đòi anh giải thích này nọ. Anh không làm gì cả phải không? Vậy anh hãy chứng minh đi. Khóe mắt của Thủy Giao lúc này đỏ hoe. Hãy dùng lý trí của em đi. Anh không kiên nhẫn nói, vì cần một mẫu má mới có thể đứng đầu trong bảng đợt tiêu thụ quý này, mà anh đã phải tối mày quay mặt, bận biểu thiết kế suốt mấy ngày nay, chưa hề có thời gian trợn mắt. Anh đang rất mệt mỏi, về mà Thủy Giao lại muốn làm phiền anh vào ngay lúc này. Lý trí, phải rồi ha. Điều Thủy Giao cô đang thiếu ngay lúc này chính là lý trí nha. Hướng Huệ, anh đang cố tình lẩn tránh sự thật có phải không? Nếu anh thực sự chưa làm gì cả, vậy sao không dám giải thích với tôi? Cô hầm hầm ép hỏi anh. Không đâu lại phải cùng vợ tranh cãi ầm ĩ. Hướng Huệ đạp cửa rời đi, không muốn phải cãi vã với vợ nữa. Thủy Giao đau đớn đứng nhìn chồng rời đi, thút thít không thôi. Chuyện như thế tiếp tục xuất hiện thêm vô số lần nữa. Cô chán nản, trên báo có viết gì cô cũng không quan tâm nữa. Giờ cô có tức giận, có rơi nước mắt cũng đã trở nên vô dụng. Chồng cô sẽ chỉ quay đầu bỏ đi mỗi lần như thế mà thôi. Trước hôm kỷ niệm ngày cưới một tuần, chống chọi lại cơn buồn ngủ, mỗi ngày cô đều ngồi chờ chồng về, muốn nhắc anh ngày kỷ niệm hãy về nhà ăn cơm với cô. Chồng cô chẳng có mấy phản ứng khi cô nói với anh. Anh chỉ biết nói rằng đã biết. Ánh nhìn thân thiết trước đây hay dừng lại trên người cô của anh cũng đã không còn. Một mình đứng bên cửa sổ, Thủy Giao mong ngóng nhìn ra xa xăm, nhưng ngón tay gầy yếu của cô miết nhẹ trên mặt hình phản chiếu ngược lên trên khung kính. Đôi mắt hồn nhiên đầy sức sống của cô lúc này trở nên u buồn, trong đó như đang chứa cả màn đêm vô tận, không sức sống. Cơ thể của cô lúc trước bị phán là hơi béo, nhưng sau chưa đầy một năm, cô đi kiểm tra sức khỏe và đã bị bác sĩ cảnh báo cơ thể cô đang ở trong hiện tượng thiếu máu và suy dinh dưỡng. Vậy là cuối cùng sự kết thúc cũng đã tìm đến vợ chồng của cô. Kể Hướng Huệ đã trở về nhà là chuyện của sáng ngày hôm sau. Bên ngoài ánh mặt trời ngập tràn nơi nơi, nhưng đã bị rèm cửa sổ che lại mà trong nhà có vẻ âm u. Anh không nhịn được cau mày, bật đèn lên. Phòng khách yên lặng không tiếng động, không một bóng người. Bỗng dưng từ trong phòng bếp truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Anh xoay người đi về phía phòng bếp. Anh cho rằng sẽ thấy vợ mình đau lòng ngồi khóc thút thít. Có lẽ là do anh về trễ nên cô không vui. Nhưng anh không nghĩ tới anh lại nhìn thấy một người phụ nữ uống say đến nỗi không biết gì. Trên bàn bình rượu đỏ trống không, cộng thêm một tá bia, mà người cô thì nồng nặc mùi rượu. Anh không nhìn được, mở miệng giọng khó chịu. Thủy Giao, em đang làm cái gì vậy? Đàn Thủy Giao vì say rượu mà ghé đầu lên nhìn bàn ăn, chợp mắt một chút, nghe thấy thanh âm không vui của người anh thì tỉnh lại. Cô chống đầu, thân mình cố gắng ngồi thẳng, đầu có chút choáng váng, nhau mắt nhìn người đàn ông mà cô đã từng rất yêu sâu đậm. Mọi thứ của anh đều hoàn mỹ, nếu như cô có thể làm như không thấy vết son môi đỏ trên cổ áo của anh ta. Cô cười khổ, nhanh chóng phục hồi lý trí, không muốn mình bị ám ảnh bởi sự quyến rũ của anh. Không có gì. Cô lười nhác tựa vào thành ghế, chọn tư thế thoải mái nhất để ngồi. Anh muốn chúng ta nói chuyện ở trong này hay là ở phòng khách? Cái ghế này chỉ có thể ngồi 1/3, lưng phải dựa thẳng mới dáng ngồi thục nữ. Loại tra tấn chính mình này cô sẽ không làm và cũng sẽ không cần làm nữa. Kinh ngạc nhìn dáng ngồi lười nhác không câu nệ tiểu tiết của Thủy Giao, Kê Hướng Huệ nhất thời không biết phải nói gì. Vợ của anh so với trong ấn tượng hình như có phần không giống. Mà thôi, quên đi, đến phòng khách nói chuyện. Thấy anh không phản ứng, Đàn Thủy Giao đành tự mình quyết định. Hai vợ chồng trầm mặc cùng nhau đi đến trong phòng khách. Mới vừa gọi xuống, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Đàn Thủy Giao đi ra mở cửa, quả nhiên đúng như cô dự đoán là chị của cô, Đàn Thủy Danh đến. Chị, sao lại tới sớm như vậy? Đàn Thủy Danh lo lắng đi theo cô sải bước tới trong phòng, ùn nhu nói. Chị nghe giọng nói của em đêm qua hơi lạ, cho nên sáng nay chị tới đây sớm. Nửa đêm qua, cô đột nhiên nhận được điện thoại của em gái.
Thủy Giao không nói gì nhiều, chỉ bảo cô hôm nay có rảnh thì nó muốn gặp cô một lát. Nửa đêm gọi điện thoại tới luôn làm cho người ta bất an, cho nên cô gần như mất ngủ cả đêm, sáng sớm lập tức chạy đến đây. Đàn Thủy Doanh lúc này mới để ý thấy còn có một người khác ngồi trong phòng khách. Cô kinh ngạc hỏi: Hương Huệ đang ở đây à? Chị tới sớm như vậy có phải làm phiền hai người hay không? Không sao đâu chị ngồi đi, bọn em nói chuyện xong, mọi chuyện có thể đi rồi. Kể Hướng Huệ nghi ngọc nhìn vợ mình, người đang đối diện với anh trên ghế sofa, cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Kể Hướng Huệ, chúng ta ly hôn đi. Đàn Thủy Giao bình thản nói một câu, nhưng lại như giấy lên một cơn sóng gió động trời giữa ba người. Không có lời mở đầu, cũng không có đấu tranh, cô vốn cho rằng sẽ rất khó để có thể mở miệng mà nói, hoàn toàn không nghĩ tới có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Kể Hướng Huệ hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào khuôn mặt bình tĩnh của cô chất vấn: Thủy Giao, em đang đùa phải không? Anh có thể dễ dàng tha thứ việc vợ mình ghen tuông tụy hứng, nhưng không có nghĩa là anh chịu được cô đem việc ly hôn ra để uy hiếp với anh. Đàn Thủy Doanh vội vàng nói: Thủy Giao, em đang nói đùa đi. Em không đùa. Cô ngắt lời chị, vẻ mặt lạnh lùng. Việc này cô đã hạ quyết tâm sẽ không thay đổi nữa. Kể Hướng Huệ sắc mặt càng thêm chán nản nhìn cô, khẩu khí vẫn duy trì bình tĩnh. Phải không? Nếu không phải là nói đùa thì anh đã làm gì sai để khiến em phải mở miệng đòi ly hôn chứ? Sau khi kết hôn, anh tự nhận mình là một người chồng, phải có trách nhiệm cố gắng làm việc vì gia đình này, để cho cô có một cuộc sống xa hoa như trước. Cho dù trên báo có vô số vụ bê bối, nhưng thực sự anh chưa làm chuyện gì có lỗi với cô. Anh càng ngày càng không thể hiểu được rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với vợ anh. Đàn Thụy Giao nghe thấy lời anh nói, khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót, ánh mắt lại càng thêm bi thương. Anh không biết là anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta sao? Cô lạnh lùng chế giễu, anh nhíu mày, không hài lòng hỏi lại. Em nói những lời này là có ý gì? Cô cười lạnh, ánh mắt mang theo tức giận nhìn thẳng vào anh. Nếu không phải anh cảm thấy chính mình đã làm chuyện gì sai, thì anh hẳn đã hỏi là anh đã làm cái gì mà em lại đề nghị ly hôn. Mà không phải vừa mở miệng anh đã cho rằng mình làm sai cái gì. Với tính kiêu ngạo của anh, nếu không phải chính trong tâm cũng tự hiểu, thì làm sao có thể mở miệng đã hỏi chính mình đã làm gì sai. Em... Kể Hướng Huệ cho tới bây giờ mới biết, thì ra người vợ của mình đã kết hôn được một năm, lại có tài hùng biện đến như thế. Thủy Giao, nói ít một chút. Đan Thủy Giao nhận ra không khí giữa hai người này càng ngày càng đậm mùi thuốc súng, vội vàng ngăn cản lại. Nói ít một chút. Đàn Thủy Giao không nhịn được, cười nhẹ, cuối cùng lại phá lên cười, cười đến hốc mắt cũng ửng hồng rơi lệ. Sao em lại phải nói ít một chút? Chị, dù sao cũng phải ly hôn, còn phải nói ít làm gì cơ chứ? Cô không phải khống chế mà là gạo lên. Người vợ lý tưởng trong lòng anh căn bản không phải cô, không phải Đan Thủy Giao chân chính. Anh thích là thích diễn xuất đến biểu hiện giả dối của cô, mà cuối cùng thì cô không thể tiếp tục duy trì vai diễn giả dối này. Mà tình yêu đối với anh đương nhiên cũng sẽ không thể tiếp tục. Cái gì gọi là ôn nhu thiếu ngôn, cái gì gọi là khí nhất tao nhã, cái gì là khoan dung, những thứ đó không phải chính là cô. Kể Hướng Huệ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống cảm giác phiền chán đang trào rực ra. Chị cả, cứ để cho cô ấy nói, tôi cũng muốn nghe một chút cô ấy đối với tôi và cuộc hôn nhân này có bao nhiêu bất mãn chứ. Hiện tại người bất mãn là anh. Anh hoài nghi có phải mình đã cưới về một cô vợ mà chính mình chưa bao giờ hiểu biết về con người thật của cô ấy. Bằng không, một cô gái mà hàng ngày anh vẫn luôn thấy, luôn nhẹ nhàng với những lời nói nhỏ nhẹ, bây giờ lại la hét hệt như một người đàn bà chanh chua. Thân mình cứng lại, Đàn Thủy Giao nhếch một bên môi, mỉm cười chua xót. Cho dù ở trong hoàn cảnh như thế này, anh vẫn y như trước, vẫn như một bức tượng mẫu hoàn mỹ đến mức làm cho người ta cảm thấy tức giận. Bất mãn? Tôi làm gì có dám bất mãn chứ? Cô thấp giọng mỉa mai chính mình. Thấy sắc mặt của Đan Thủy Giao có vẻ lạ, Đan Thủy Danh nắm chặt tay cô, nhìn cô đầy lo lắng. Cô ngẩng cao đầu, nói ra tất cả. Anh không cho tôi ra ngoài làm việc, tôi chỉ có thể không đi. Anh muốn tôi làm cho xứng đáng cái chức kê phu nhân, là một bình hoa trong các yến tiệc nhỏ lớn. Tôi cũng phải chấp nhận. Tôi muốn có một đứa con, anh cũng không muốn. Tôi cũng phải chấp nhận, mà cũng buộc phải chấp nhận. Ngay cả khi anh mang theo mùi hương của người đàn bà khác về nhà, các kênh tin tức, báo đài liên tục đưa tin về chồng tôi cùng hết người này đến người khác,
tôi cũng phải chấp nhận hết sao? Cô hét lên giận dữ, như muốn trút hết tất cả những bất bình trong một năm qua. Tôi là con người, chứ không phải là tượng gỗ. Cuộc sống như vậy, tôi không thể tiếp tục nhẫn nại nữa. Nói xong, cô mới bất giác phát hiện hai gò má của cô đã ướt đẫm lệ. Kê Hướng Huệ thấy cô hét to thì bỗng giận mình. Anh đột nhiên nhận ra bộ dạng của cô bây giờ không có điểm gì là giống với trước kia. Chỉ sau một thời gian ngắn, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười dịu dàng đã trở nên hốc hác, dính đầy nước mắt. Cơ thể trắng mịn đầy đặn cũng đã trở nên gầy gò, mảnh mai từ bao giờ. Giọng nói ôn nhu ngọt ngào biến thành tiếng la hét, phẫn nộ len lẫn thất vọng. Kê Hướng Huệ không biết rốt cuộc mình đã làm cái gì để cho cô có thể thay đổi nhiều như vậy. Nhưng anh vẫn nghĩ ít nhất anh có thể nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong quá khứ để làm quan hệ giữa hai người trở nên tốt hơn. Nhưng không thể phủ nhận là cuộc hôn nhân này, vô luận là đối với cô hay với anh mà nói, đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi trải qua những tranh cãi ầm ĩ trong khoảng thời gian này, anh thậm chí đã quên vì sao lúc trước anh lại cưới cô. Là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, hay là cô phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ tiểu thư khuê các của anh? Có người nói tình yêu trước hôn nhân chỉ là tình yêu mơ hồ theo cảm tính. Thực ra hai bên chưa bao giờ hiểu rõ về nhau. Sau khi kết hôn rồi, họ mới hiểu được nhau, mới phát hiện ra đối phương cũng không thực sự thích hợp như trong tưởng tượng. Bây giờ anh không muốn tiếp tục làm cô bị kích động. Nhàn nhạt nhìn ánh mắt đã không còn hy vọng của cô, sự tào nhã thường thấy trong đôi mắt đã không còn, những giọt nước mắt vương đậy trên khuôn mặt cô. Anh lý trí nói, được, tôi đồng ý ly hôn. Đàn Thủy Danh không thể đứng yên nhìn em gái khóc, chỉ luống cuống tay chân, vội vàng trấn an. Thủy Giao, em đừng khóc. Hướng Huệ, anh... Còn thủ tục ly hôn thì cứ để sau, tôi sẽ mời luật sư đến nói chuyện trực tiếp với cô. Đứng lên, Kê Hướng Huệ cầm lấy chìa khóa xe rồi rời đi. Anh phải về phòng làm việc, nhìn vợ mình. À không, phải nói là vợ trước mới đúng. Nhìn cô khóc than làm cho anh cảm thấy phiền não. Anh không muốn ở lại những nơi mình đã từng gọi là nhà, nhưng giờ đây lại sắp mất đi nữ chủ nhân của nó. Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Đoàn Thị Giao rốt cuộc không thể khống chế được sức nặng của thân thể. Trước mắt cô bỗng tối sầm, từ từ ngã xuống. Một giọt lệ chạy ra hốc mắt. Cô cùng anh thực sự đã kết thúc rồi sao? Đàn Thụy Giao một lần nữa mở mắt ra, trần nhà màu lam, vài con búp bê vải đặt trên đầu giường. Trên tủ có mấy đoá hoa hướng dương, gương mặt tái nhợt của cô lộ ra một nụ cười nhạt nhạt. Cô biết cô đã về nhà. Em tỉnh rồi sao? Đàn Thụy Danh bưng cháo đi vào phòng, thấy em gái đã tỉnh, ánh mắt cô đơn nhìn vào một điểm vô định. Vâng. Cô phục hồi tinh thần đáp. Thực dậy đúng lúc quá, ăn một chút gì đi. Hồi sáng em đột nhiên té xỉu, làm cho chị sợ chết đi được. Thiếu chút nữa là đã kêu xe cứu thương đến rồi. May mà lái xe trong nhà biết một chút trung y. Anh ta nói em chỉ bị thiếu máu mà thôi, chị mới dám đưa em về nhà nghỉ ngơi. Thế ạ? Nhìn em gái sau khi kết hôn đã không còn vui vẻ hoạt bát như ngày nào, Đàn Thụy Danh thực sự rất đau lòng. Một người con gái như vậy lại bị tình yêu tra tấn đến mức này. Thủy Giao, vừa rồi lúc em còn đang ngủ, chị đã giúp em nghe điện thoại. Là Hướng Huệ gọi tới. Đàn Thụy Danh không biết có nên nói chuyện ở thời điểm này hay không. Cô ấp á ấp úng, chỉ sợ làm tổn thương để em vừa tỉnh lại sau một hồi hôn mê. Anh ta nói gì? Đàn Thụy Giao không có khóc, cũng không ồn ào náo loạn. Nghe thấy tên của anh cũng không phản ứng gì, chỉ lặng lặng hỏi lại. Anh ta nói anh ta đã mời luật sư để làm thủ tục ly hôn. Sau khi hoàn tất sẽ mang đến đây để em xem có muốn sửa chỗ nào hay không. Anh ta còn nói chỉ cần em có điều gì không thỏa mãn thì đều có thể xem xét. Tất cả đều ưu tiên quyền lợi của em. Vâng, em biết rồi. Đàn Thủy Giao ngồi dậy an ủi chị gái. Chị không cần phải thương hại em như vậy đâu. Cảm ơn chị, nhưng em thực sự không sao mà. Đàn Thủy Danh nhìn vào hình ảnh của Bình trong chiếc gương đầu giường, gương mặt bi thương, hốc hác hơi ửng hồng. Chị cứ nghĩ đến những lời nói em sáng nay, chị không thể không buồn được. Nhớ lại hồi sáng, tiếng em gái la hét đến khàn cả giọng, vẫn luẩn quẩn bên tai chị. Lại thêm hiện tại, Thủy Giao giả bộ đạm như không có việc gì, lại càng khiến chị thêm đau lòng hơn. Em gái cô từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ cưng chiều. Hai mươi mấy năm qua, chưa từng chịu qua khổ cực hay gặp chuyện gì làm nó suy sụp. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên cô thấy em gái không thể kiềm chế được mà gào khóc. Lắc lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của Đan Thị Giao
lộ ra một nụ cười nhẹ. Chị, trong chuyện này nếu muốn trách thì chỉ có thể tự trách chính bản thân mình thôi. Là em quá ngây thơ, lúc trước đã không nghe lời chị khuyên bảo. Em cho rằng mình có thể giả bộ trước mặt anh ta cả đời, nên bây giờ mới phải chịu kết cục như thế này. Vậy mới nói việc này là do em bị báo ứng mà thôi. Dẫn tới kết cục như vậy, cô cũng không thể trách ai. Cho dù là cây hướng huệ cũng không được, bởi vì anh ta cũng chỉ là kẻ bị hại mà thôi, bị những lời nói dối của cô lừa gạt. Thủy Giao, Đàn Thủy Giao hướng ánh mắt nhìn ra xa. Chị có biết không, thật ra ngay sau khi anh ta trở thành tiêu điểm của các tin đồn, em đã hối hận. Hối hận tại sao lại cố ép mình trở thành một người khác để có thể cùng anh ta kết hôn. Chính những điều đó đã làm giữa chúng em xuất hiện những bất đồng. Không chỉ có những bất đồng đó, chúng em đã không có tiếng nói chung. Anh ta luôn yêu cầu em trở thành một tiểu thư khuê các, cao quý thanh lịch. Yêu cầu này càng ngày càng làm cho em cảm thấy không kiên nhẫn. Càng không kiên nhẫn lại càng hay mắc lỗi. Chúng dần dần trở thành các khối u ác tính. Cho dù chúng ta thật là vì yêu nhau mà kết hôn, nhưng cũng không thể hâm nóng tình cảm lại trong những ngày này. Đan Thụy Danh lo lắng nhìn cô, vừa muốn an ủi lại muốn làm cho em gái dừng lại. Chị không cần lo lắng cho em không sao đâu, thật đấy. Thủy Giao, về cười hướng hòe, chuyện kia... Chị không cho rằng lúc này cô còn muốn gặp lại anh ta. Chị nói với anh ta, em không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần nhanh chóng ly hôn là được rồi. Cô nhàn nhạt nói. Còn cha mẹ bên kia, em tính như thế nào? Em đã phải giải thích như thế nào cho tốt chưa? Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết chuyện bọn em ly hôn, cho nên em cũng không muốn che giấu nữa. Chờ thêm vài ngày nữa em sẽ giải thích cho bố mẹ hiểu là do cá tính không hợp. Em nghĩ đó là một lý do chính đáng. Có thể tưởng tượng được vội vàng kết hôn lại vội vàng ly hôn sẽ làm cha mẹ khó có thể chấp nhận được. Bị trách mắng là không thể tránh được, nhưng đối với cô bây giờ điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Một năm sống trong hôn nhân, lòng cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tình yêu không chỉ ngọt ngào mà còn có thể gây thương tích. Và để hiểu được vấn đề này, cô đã phải dùng nước mắt để trả giá. Kế Hướng Hòe cuối cùng cũng đã giải quyết xong công việc của buổi trình diễn trong quý. Sau khi hoàn thành nốt mấy thỏa thuận quan trọng, anh ta mới kéo cơ thể mệt mỏi trở về nhà. Bước vào trong nhà, đối diện với căn phòng tối đen, không chút hơi người, anh có phần không thích ứng kịp. Lúc này anh mới nhớ, mấy ngày trước vợ anh đã đòi ly hôn, mà anh cũng đã ủy thác cho luật sư xử lý. Ngả người lên ghế sofa mềm mại, anh cầm lấy di động gọi cho luật sư. Luật sư Hoàng, chào, tôi là Kế Hướng Hòe, tôi muốn bàn bạc với anh về chuyện ly hôn. Anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, tai nghe luật sư báo cáo quá trình Đan Thủy Giao bàn bạc. Cho đến khi thảo luận đến vấn đề tiền nuôi dưỡng, anh đột nhiên mở mắt ra, trầm giọng hỏi. Anh vừa mới nói cô ấy không cần bất cứ cái gì, chỉ cần yêu cầu nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Không biết vì sao, khi nghe anh nói những lời này, trong tim như có gì đó khuấy động. Nghe thấy Đan Thủy Giao như thế, rất muốn thoát khỏi cuộc ly hôn này, hay nói đúng ra là thoát khỏi chính anh. Anh không ngăn được cơn tức giận cùng cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng. Sau đó luật sư còn nói những gì, anh cũng không còn tâm trạng để nghe hết, chỉ nói cảm ơn rồi tự động ngắt điện thoại. Ngay cả khi đối mặt với căn phòng tối om, anh cũng không muốn bở đèn. Cơ thể mệt mỏi, tưởng rằng chỉ cần một chiếc gối là có thể ngủ ngay được, nhưng không hiểu sao, sau khi nói chuyện điện thoại cùng với luật sư Hoàng, anh cố gắng nhắm mắt lại cũng không thể nào ngủ được. Luật sư làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã làm thông báo rằng chuẩn bị thủ tục ly hôn đã hoàn tất, chỉ còn thiếu con dấu. Hai người chỉ cần đến cơ quan hộ chính để hủy bỏ đăng ký kết hôn. Kế Hướng Hòe đã đến cơ quan hộ chính từ rất sớm. Trong tim anh có một khao khát khó hiểu, đó là muốn được nhìn thấy cô. Dù điều trớ trêu là khi chưa có ý định ly hôn, đôi khi vì công tác, anh còn có thể làm việc liền 3-4 ngày mà không nhớ tới vợ. Bây giờ khi đã quyết định ly hôn, anh ngược lại rất muốn gặp cô. Chỉ trước giờ hẹn 1 phút đồng hồ, anh mới nhìn thấy Đan Thủy Giao được cha mẹ lái xe đưa đến. Cô mặc toàn đồ đen, một chiếc áo thun ngắn tay màu đen kết hợp với quần jean đen, đeo một chiếc kính đen to bản, che khuất gương mặt tái nhợt như là muốn để tang một ai đó. Thủy Giao, anh tỏ ra thân mật, mở lời chào hỏi trước, nhưng cô ngay cả nhìn cũng không nhìn, lướt qua trước mặt anh. Cùng luật sư tiến vào cơ quan hộ chính như là muốn thể hiện quyết tâm ly hôn của chính mình. Sự phớt lờ của cô làm cho Kế Hướng Huệ tức giận, cất bước đi theo sau của cô. Hai người vào trong,
hoàn tất thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể. Vẫn là cô trước anh sau, cũng bước ra ngoài như thế. Nhìn Đan Thủy Giao bước nhanh ra khỏi tầm mắt của mình, anh bỗng cảm thấy hoảng loạn. Thủy Giao! Anh muốn giữ cô lại, nói với cô rằng bọn họ vẫn có thể giữ liên lạc. Cho dù đã không còn là vợ chồng thì vẫn là có thể làm bằng hữu. Nhưng cô không hề dừng lại, bằng tốc độ nhanh nhất bước lên xe rời đi. Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi, tim anh như bị khuyết đi một mảng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, không biết nên đi đâu. Cho đến khi bàn tay cảm nhận được bụi bẩn trong không khí, tâm trí của anh mới chợt bừng tỉnh. Kỳ thực thì trong cuộc hôn nhân này, bọn họ đều đã quá ngu ngốc, mỗi người sống theo một cách riêng của mình. Anh dùng cách sống độ thân vốn có của mình trong cuộc sống hôn nhân của hai người. Còn cô thì lại che giấu con người thật của mình để chung sống cùng anh. Cuối cùng không ai chịu thông cảm cho ai, ai cũng nghĩ rằng cuộc hôn nhân này đổ vỡ là vì họ không còn yêu nhau. Nhưng thực sự nếu không còn yêu, thì cảm giác trống vắng và đau khổ trong trái tim anh từ đâu mà đến. Một tiệm ăn gia đình được trang trí khéo léo, khoảng sân vườn được bao bọc bởi những bụi cây xanh tốt cùng hàng rào gỗ, bằng phong cách cổ điển đặc trưng của vùng nông thôn nước Pháp. Trước cổng có treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ, được trang trí với gam màu nhẹ nhàng, đơn giản mà cái tên Elin. Trên cửa ra vào được đính một quả chuông nho nhỏ, mỗi khi khách ghé vào tiệm sẽ phát ra những tiếng kêu leng keng vui tai, báo cho chủ tiệm là có khách đến. Tiệm gia đình kiểu Pháp này vừa mới được nâng cấp và khai trương 3 tháng trước. Trong tiệm ăn, ngoài hai nhân viên phục vụ bên ngoài, giả nam ra, tất cả đều là nữ. Tất cả đều tốt đẹp làm Đan Thủy Doanh muốn giúp, nhưng không biết phải làm gì, đành ngồi bên cửa sổ nhìn mọi người. Hai, chị đến đây, sao không bảo Tiểu Uông báo trước cho em một tiếng? Em có thể còn cho người chuẩn bị trước mấy khối macaron để cho chị uống, khỏi phải ngồi chờ như thế này. Đan Thủy Giao nhìn thấy chị mình, liền kéo ghế ngồi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi tỏ ra bận rộn. Nhìn khuôn mặt tươi cười của em gái, Đan Thủy Doanh thầm cảm thán. Thời gian thực sự có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Một năm trước, sau khi ly hôn, cha mẹ vội vàng trở về. Thủy Giao không chịu nói bất cứ điều gì, chỉ không ngừng nói xin lỗi, làm cho bọn họ dù muốn tức giận cũng không thể thốt ra lời nào. Sau đó Thủy Giao quyết định ra nước ngoài để thư giãn. Không nghĩ tới, sau khi đến Pháp, cô quen biết được với một vài người bạn tốt ở đó, rồi bắt đầu hứng thú với món ăn Pháp. Cô ở Pháp khoảng nửa năm rồi mới về nước, mang theo làn da rám nắng màu mật ong với nụ cười nồng nhiệt. Cô tuyên bố muốn mở một tiệm ăn gia đình theo phong cách Pháp cổ điển. Ngồi nghỉ đã. Đan Thủy Doanh đưa tay cho em gái rồi cười nói. Mấy nhân viên phục vụ của em, người nào cũng bận rộn. Một người phải làm công việc của hai người, đừng làm họ bận thêm nữa. Bĩu môi, liếc nhìn nhóm phân viên phục vụ tối tăm mặt mũi, Đan Thủy Giao nghịch ngợm nở nụ cười. Phương châm của nhà hàng chúng em chính là nữ làm như nam, nam làm như vật. Chỉ là bận một chút thôi mà, không có gì đâu. Một vài nhân viên phục vụ vừa khéo đi qua, nghe được bà chủ của mình nói như vậy, đều không nhịn được mà oán trừng mắt với bà chủ của mình. Đan Thủy Giao không hề có chút xấu hổ, vẫn ngang nhiên cười, chỉ kém là không quay đầu lại, làm mặt quỷ với bọn họ. Nhìn bộ dáng hoạt bát của em gái, Đan Thủy Doanh không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Có lẽ bây giờ cô thực sự yên tâm, tuy rằng mới một năm qua, nhưng là đứa em này đã tìm về với con người vui vẻ tự tin trước kia. Bây giờ nhìn nó thực sự rất hạnh phúc. Chị, nghe nói gần đây có người theo chuỗi chị, có phải thật không? Đan Thủy Giao nháy mắt tinh nghịch hỏi. Nghe bà Vu nói gần đây trong nhà không cần tốn tiền mua hoa, vì ngày nào cũng có hoa được gửi đến cùng với những tấm thiệp với lời lẽ rất buồn nôn. Mặt Đan Thủy Doanh hơi hơi ửng hồng. Nào có, đừng có mà nói bậy. Xem ra bác sĩ Trương kia thực sự có chút tài năng, làm cho chị gái giống như tiên nữ tỷ tỷ của em cũng không thể chịu nổi, cứ thế công mãnh liệt mà động phàm tâm nhá. Đừng có nói bậy, hôm nay chị đến là muốn cùng em nói chuyện. Ho nhẹ vài tiếng, Đan Thủy Doanh đỏ mặt rồi muốn nhanh chóng chuyển đề tài. Nói chuyện? Chị có chuyện gì sao? Tại sao đột nhiên lại dùng khẩu khí nghiêm túc như vậy chứ? Cái đó, đêm qua, Hướng Huệ lại đến nhà chúng ta. Sau khi từ Pháp trở về, Thủy Giao đã mua một căn hộ để ở riêng ở bên ngoài, nên không biết chuyện này. Đàn Thủy Giao ngẩn người, một hồi lâu mới cố tình làm như không hiểu nói. Hả? Anh ta đến nhà chúng ta làm gì chứ? Ngày hôm qua nhà chúng ta có tổ chức hội yến sao? Thế mà em lại không biết, không phải là em bị mọi người lãng quên rồi đấy chứ? Đan Thủy Doanh nhìn biểu hiện bình thản trên mặt em gái, cô cẩn thận nói. Anh ta ngày hôm qua không phải là lần đầu tiên đến nhà chúng ta.
Kỳ thực anh ta đến đó cũng đã vài lần rồi. Đan Thủy Giao nghe vậy chính là cúi đầu, dùng thìa khuấy ly nước chanh trước mặt, lạnh nhạt hỏi. Anh ta tới làm gì chứ? Thật ra hiện tại cô không muốn biết tin tức về gã đàn ông kia, cũng không muốn biết anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu có thể, cô hy vọng bị giống như những nhân vật trong tiểu thuyết, bị mất đi một phần trí nhớ. Nhớ kỹ mọi người, nhưng chỉ duy nhất, quên đi người con trai mình từng yêu thương sâu sắc. Anh ta muốn gặp em một lần. Gặp em? Cô nhíu mày không thể tin nổi, mỉa mai nói. Gặp em là cái gì chứ? Xem em sau khi ly hôn đã trở nên bình thường hay chưa sao? Lúc ly hôn em không đòi hỏi bất cứ thứ gì, làm cho anh ta có chút áy náy. Hơn nữa, về sau tất cả thủ tục ly hôn em đều ủy thác cho luật sư giải quyết, làm cho anh ta có chút lo lắng. Đan Thủy Danh tuy rằng không hề lý giải hành vi của Kê Hướng Huệ, nhưng là xem thái độ của anh ta trong vòng một năm nay có vẻ rất chân thành. Cô nghĩ chuyện này vẫn nên là nói cho em gái biết. Lo lắng, Đan Thủy Giao không nghĩ tới hai chữ này, lúc nghe qua lại có thể buồn cười đến như vậy. Lúc hai người còn là vợ chồng, anh ta có thể bởi vì không muốn có con mà cãi nhau với cô, để cho cô một mình ở nhà cũng không thèm quan tâm. Bây giờ đã ly hôn, anh ta lại chạy đến nhà cô, nói rằng anh ta quan tâm cô, thực sự đúng là chuyện được cười. Lo lắng cho em, anh ta tỉnh lại đi. Thay vì lo lắng cho em thì anh ta nên xem mình có mắc phải các bệnh hoa liễu trước hay không. Cô mỉa mai châm biếm. Thủy Giao. Đan Thủy Doanh hơi nhíu mày, nhìn em gái vừa nói lời độc miệng. Đan Thủy Giao thấy ánh mắt không hài lòng của chị gái, thở dài nói. Được rồi mà chị, em vừa rồi là do giận dỗi quá, nhưng mà em thực sự không cần tới sự quan tâm dư thừa của anh ta. Hiện tại em có công việc yêu thích, không cần miễn cưỡng đi làm chuyện mình không thích. Cô không cần phải dạ dạng, thành thục nữ xinh đẹp tao nhá, theo sở thích của người ta nữa. Cô không có cần có người theo đuổi. Đối với em, cuộc sống hiện tại thực sự rất tốt. So với một năm trước mà nói, em thực sự rất hài lòng. Cô nhún nhún vai, nói với chị mình. Nếu mà anh ta lần nữa có đến, chị giúp em chuyển lời đến anh ta. Hiện tại em đang rất hạnh phúc, anh ta không cần phí công lo lắng cho người vợ trước vô duyên như em. Đan Thủy Danh nghe xong lời của em gái, không biết nên nói gì, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, chị biết rồi. Con bé tuy rằng đã trở nên khá hoạt bát vui vẻ giống như trước kia, nhưng mà sau khi trải qua những tổn thương đó thì ai cũng sẽ phải có gì đó thay đổi. Sâu trong mắt của Thủy Giao đã không còn đơn thuần hồn nhiên giống như trước kia, mà chính là sự kiên định trưởng thành. Chị, mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, mất hứng quá. Mau đến đây giúp em nếm thử các món điểm tâm vừa mới nghĩ ra đi. Điện Tâm là đầu bếp chính của Ellen, dáng người nhỏ gầy nhưng là sức lực không hề nhỏ, chủ nghề lại tốt đến không tưởng. Lúc trước ở trong quán ăn nhỏ tại Pháp, sau khi ăn qua đồ ăn của Điện Tâm, cô quyết tâm 10 ngày này về Đài Loan cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nói xong, cô gọi một nhân viên phục vụ đang thở không ra hơi, nhờ anh ta vào bếp đem tất cả các món mới ra cho cô nếm thử, nhưng lại rước lấy ánh mắt ai oán cùng với tiếng khóc của nhân viên phục vụ. Nhưng Đoàn Thị Giao nào có dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô thô lỗ nhấc chân đá anh ta, trừng mắt lượm anh ta một cái. Anh ta chỉ có thể cắn khăn vai vào bếp. Cảnh này lập tức thu hút ánh mắt của các thực khách trong quán ăn. Thế là một trận tiếng cười lớn lại vang lên. Đoàn Thị Giao nhìn khách khứa mỉm cười nói. Thật là thất lễ, đào tạo nhân viên không được tốt, làm cho mọi người xem chê cười rồi. Nhất thời trong phòng ăn lại tiếp tục tuôn ra những trận tiếng cười. Đúng lúc đó, chuông ngọ được gắn trên cửa cũng phát ra âm thanh vui tai, tạo ra không khí thực sự náo nhiệt. Đan Thủy Danh cũng lộ mỉm cười, em gái cô đúng là đã quay trở về, cô cũng có thể yên tâm. Hướng Huệ, Hướng Huệ! Một âm thanh ôn nhu khẽ vang lên, làm cho Kế Hướng Huệ vốn đang gần người, cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần. Không gian được bài trí trang nhã, món ăn tinh tế, tiếng nhạc cổ điển du dương, cũng như người bạn gái xinh đẹp ngồi đối diện, mọi thứ đều hoàn mỹ như trong tưởng tượng của anh. Nhưng gần đây, số lần anh ngẩn ngơ ngày càng nhiều. Vừa nghĩ đến vấn đề này, anh lại vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nguyên nhân chính làm cho anh ngẩn ngơ nãy giờ là do có một thân ảnh rất giống với vợ trước của anh đi ngang qua. Đan Thủy Giao, người vợ trước xinh đẹp của anh, chính là nguyên nhân làm cho tinh thần của anh những ngày gần đây không được an ổn. Đã một năm trôi qua, anh nên quên người đó rồi mới đúng. Nhưng là không hiểu vì sao, hình ảnh của cô lúc ấy lại không kiềm chế được mà la hét, lại thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Càng tự nói với chính mình là hãy quên cô ấy đi, nhưng lại càng dễ dàng nhớ lại. Hướng Huệ, anh không thoải mái sao? Hay là hôm nay đến đây thôi, anh về nhà nghỉ ngơi đi,
Kế Hướng Huệ đưa mắt nhìn về phía cô gái đang ôn nhu nói chuyện với anh. Đó là Hạ Ấu Dung. Cô rất giống với vợ trước của anh, là thiên kim của hảo môn thế gia, tào nhã xinh đẹp, tốt nghiệp từ trường nữ sinh tại Nhật Bản. Giờ tay nhấc chân đều là bản mẫu thục nữ điển hình của giới thượng lưu. Ngay cả trang phục cũng rất hoàn hảo, đều là của những nhà thiết kế nổi tiếng, không thể tìm ra dù chỉ là một lỗi nhỏ. Một cô gái hoàn hảo, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh, và cũng là bạn gái anh duy trì quan hệ lâu nhất sau khi ly hôn. Chỉ là không hiểu vì sao hoàn mỹ như vậy nhưng lại làm cho anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Công việc cũng như vậy, trước đây cứ dựa theo từng mùa đưa ra các thiết kế khác nhau, cho dù đầy áp lực nhưng anh cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy nhiên, không biết đớt đầu từ lúc nào, những công việc này cũng lại làm cho anh cảm thấy phiền chán. Mặc dù đối mặt với cứ việc gì đều cảm thấy nhàm chán, nhưng anh lại thường xuyên nhớ đến vợ cũ. Đôi khi ở trên đường, anh bất giác đuổi theo những bóng lưng giống với cô ấy. Có khi anh thực sự bị ngớ ngẩn chăng, anh không nhịn được mà nở nụ cười khổ. Không có việc gì, chính là gần đây có chút việc bận mà thôi. Anh thuận miệng nói ra một lý do không liên quan gì đến tâm trạng của anh đêm nay. Như vậy sao? Nếu như anh đã vận vậy, tối hôm nay nên về nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta có thể hẹn lần sau mà. Hạ Ấu Dung không hỏi nhiều, ngược lại còn quan tâm nói. Ừ. Gật đầu, Kế Hướng Huệ cũng không từ chối việc về sớm hơn dự định, sảng khoái cầm lấy hóa đơn đi tính tiền. Hạ Ấu Dung nhìn bóng lưng của anh, trên khuôn mặt xuất hiện thần sắc khác thường, nhưng cô lại nhanh chóng lộ ra nụ cười điềm đạm thanh nhã, che giấu đi cảm xúc của mình. Tào Nhã bước theo sau lưng anh rời đi. Trên xe dọc đường đi, hai người không nói chuyện nhiều với nhau. Bên ngoài màn đêm đen đặc, hai người cứ duy trì trầm mặc như vậy cho đến khi tới trước cổng nhà cô. Cảm ơn anh đã đưa em về, hôm nay em cảm thấy rất vui. Nở ra một nụ cười tiêu chuẩn, Hạ Ấu Dung nhẹ giọng nói. Vậy sao, hôm khác anh hẹn em một lần nữa. Lộ ra tươi cười không hứa hẹn, Kế Hướng Huệ lực sĩ trả lời cô. Nhưng là bọn họ đều hiểu rõ, buổi hẹn hò hôm nay chẳng có cái gì là vui vẻ. Vâng, hẹn gặp lại, em chờ điện thoại của anh. Khi Hạ Ấu Dung đưa một bước, anh không chút lưu luyến, đạp chân xuống ga, phóng xe rời đi. Kết giao như vậy, hoàn mỹ như một khuôn mẫu, nhưng thật là do bọn họ muốn sao? Hạ Ấu Dung đứng ở trong đêm gió, bắt đầu suy nghĩ lại. Sáng sớm hôm sau, Kế Hướng Huệ đau đầu, bước nhanh đi về phía văn phòng. Thư ký đã chờ anh rất lâu, vui vẻ báo cáo với anh lịch trình ngày hôm nay cùng các hạng mục công việc khác. Giám đốc, có một tin tức rất tốt mà anh nhất định không thể tin được. Day day huyệt thái dương ẩn ẩn đau vì không ngủ đủ giấc. Anh thật là không nghĩ ra được, đối với anh mà nói, hiện tại có tin tức gì mà tốt đến mức như vậy? Tin tốt gì vậy? Anh cảm thấy không hứng thú hỏi. Giám đốc, lúc trước chúng ta giúp công ty điện ảnh bên Pháp thiết kế trang phục, đã đoạt được giải thưởng về thiết kế trang phục. Anh ta thoáng nhìn nhíu mày. Thật sao? Anh ta nhớ bộ phim điện ảnh kia nói về một đôi tình nhân lưỡng quốc ở hai quốc gia khác nhau, gặp nhau tại Pháp, yêu thương nhau nhưng lại chia tay, rồi sau đó gặp lại. Bởi vì kịch bản khá độc đáo nên anh mới đáp ứng nhận dự án này. Thật? Thư ký gật đầu như giã tỏi. Buổi sáng tôi có nhận được thư cảm ơn của diễn viên, đạo diễn bộ phim, còn có thư thông báo về giải thưởng của ban tổ chức liên hoan phim nữa. Giám đốc, có vẻ như chúng tôi không cần lo lắng về kiện thưởng năm nay rồi. Anh cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà vui sướng trong nỗi cô đơn. Vinh quang như vậy, nhưng anh có thể cùng ai chia sẻ đây? Đúng rồi, những người khác đã biết chuyện này chưa? Để có thể thiết kế trang phục cho bộ phim, cần có sự đồng tâm hợp lực của mọi người. Anh nghĩ thành tựu này thuộc về tất cả mọi người. Thư ký vui vẻ nói. Vừa rồi tôi đã thông báo cho mọi người rồi, bọn họ đều muốn thấy bộ dạng vui vẻ của giám đốc, cho nên tất cả đều cố làm việc, chờ giám đốc phát thưởng. Kế Hướng Huệ đương nhiên hiểu được thư ký muốn ám chỉ điều gì, anh cũng không cao kiệt mà nói. Được rồi, tôi hôm nay tôi mời khách, anh tìm quán ăn đặt bàn, buổi tối chúng ta mở tiệc chúc mừng. Còn nữa, báo cho phòng kế toán, hạch toán tiền thưởng, tháng này mọi người sẽ được tăng lương. Anh vừa nói xong, ngoài cửa lớn lập tức ỏa lên một trận reo hò. Thư ký cũng vui mừng, hướng về phía giám đốc nói. Cảm ơn giám đốc tăng lương, tôi lập tức bắt tay vào làm ngay. Chuẩn bị đi, ngoài ra, hôm nay nếu như không có việc gì, mọi người có thể tan ca sớm để đi liên hoan. Anh vừa nói xong, bên ngoài lại một lần nữa chuyển tới một trận hoan hô. Thủy Giao, tối hôm nay có một công ty dự định bao hết toàn bộ nhà ăn nhà mình, có nhận hay không? Nhân viên phục vụ ở quầy tiếp tân che lại ống nghe, lên tiếng hỏi Thủy Giao. Bao toàn bộ, rất nhiều người sao?
muốn dùng buffet hay là dùng cơm bình thường? Đàn Thủy Giao hỏi. Ước chừng khoảng 20 người muốn dùng buffet. Số người cũng không nhiều lắm, Điển Tâm chắc cũng sẽ không quá bận. Bây giờ mới là giờ nghỉ trưa, vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Đàn Thủy Giao vui vẻ đáp ứng. Ok, Tiểu Lam, cùng bọn họ thống nhất thời gian trước. Lát nữa chị sẽ bảo Điển Tâm chuẩn bị thực đơn cho tối hôm nay. Em gọi lại xem cho họ muốn thay đổi gì hay không. Ok bà chủ. Bọn họ nói là muốn mở tiệc chúc mừng, hỏi mình có cung cấp bia hay rượu hay không. Đàn Thủy Giao nghĩ đến rượu vang đỏ của Pháp cô đem về từ tuần trước, đó là rượu tốt nhất năm nay. Có, lát nữa chị sẽ lên danh sách cùng thực đơn rồi gửi cho bọn họ. Tiểu Lam mỉm cười gác điện thoại, vỗ vỗ vào danh sách vừa viết trên tay. Bà chủ, bọn họ rất hào phóng. Họ nói cứ theo như chúng ta sắp xếp, tiện không thành vấn đề. Tốt lắm. Vỗ tay, Đàn Thủy Giao cất giọng thông báo. Buổi tối, quán ăn chúng ta có tiệc lớn. Mọi người cố gắng thêm chút nữa nha. Tiểu Uông, lát nữa cùng chị xuống hầm rượu, chuyển rượu ra. Chị, không thành vấn đề. Tiểu Uông rất có tinh thần đáp ứng. Đàn Thủy Giao mỉm cười nhẹ, hôm nay sẽ là một ngày may mắn đây. Cả buổi tối, Đàn Thủy Giao bận rộn ở trong phòng bếp hỗ trợ. Cho đến khi không còn quá nhiều việc, cô mới đi ra ngoài sảnh tiếp khách. Vừa nhìn thấy đoàn khách, gương mặt của cô cứng lại. Cô thầm ước gì mình chưa từng dừng bước ở đây. Đêm nay bao toàn bộ nhà hàng chính là công ty chồng cũ của cô. Trong công ty có không ít người nhận ra cô là vợ cũ của giám đốc. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Đàn Thủy Giao nhìn qua một vòng, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ở trong đám người không nhìn thấy Kê Hướng Hòe. Nhưng cô đã yên tâm quá sớm. Sau khi đám người tản ra, cô nhìn thấy một người say đến nỗi không biết gì nằm ghé vào trên bàn. Rõ ràng cô đã cầu nguyện sẽ không gặp lại anh ta. Sắc mặt cô chuyển sang trắng bệch, đang suy nghĩ có nên quay lại phòng bếp hay không, nhưng rất tiếc đã không còn kịp nữa. Xin chào phu nhân tổng giám đốc. Vài người đã uống đến lảo đảo, không còn phân biệt rõ ràng, ngây ngô cười lên tiếng chào đáp, lập tức bị đồng nghiệp bên cạnh trừng mắt ngăn cản. Thật là giám đốc và cô đã ly hôn, đừng có gọi bậy. Gọi như thế không phải là làm cho người ta càng thêm xấu hổ hay sao? Này này, đừng có mà gọi bậy. Trong đám người đó có người nhỏ giọng nói. Đúng mà, cô ấy là phu nhân của giám đốc nha. Không chịu bị người ta trừng mắt cảnh cáo, anh chàng say rượu kia chỉ vào Đan Thủy Giao, không biết sống chết lớn tiếng nói. Đan Thủy Giao cảm thấy trên mặt đầy huyết sắc. Thư ký mở miệng hỏi. Xin chào Đan tiểu thư, cô đến nơi này dùng cơm sao? Nói xong anh ta thật sự chỉ muốn tự tử cắn lưỡi. Bọn họ đã bao toàn bộ nhà hàng này, làm sao còn có thể có người khác đến ăn cơm? Đàn Thủy Giao cười gượng, có chút mất tự nhiên trả lời. Không phải, đây là quán do tôi tự mở. À, không gian lại trầm mặc. Thư ký vội vàng dùng ánh mắt nhắc vài đồng nghiệp không nên uống rượu nữa, đem cái tên uống say không còn biết gì kia kéo sang một bên. Cái kia, tôi nghĩ tiệc chúc mừng của công ty chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Đàn tiểu thư, đồ ăn ở quán ăn của tiểu thư thực sự rất ngon. Rảnh rỗi chúng tôi sẽ quay lại ăn nữa. Nói những lời khách sáo xong, thư ký đem hóa đơn nhét vào tay tổng giám đốc của mình, rồi vội vàng lôi kéo đám người nhanh chóng rút lui. Đợi chút. Đàn Thủy Giao gọi thư ký lại, chỉ vào người uống quá chén kia đang nằm ghé trên bàn nói. Các anh quên một người. Thư ký vỗ cái trán, thiếu chút nữa thì quên giám đốc nhà mình. Nhưng giám đốc lại uống say như vậy, thực sự là phiền toái. Chúng tôi đều phân chia xe đủ rồi. Mà lúc tới đây, giám đốc cũng một mình lái xe đến. Cho nên thực sự chúng tôi không có cách nào để phân công người đưa giám đốc về. Cho nên... Đàn Thủy Giao thấy ánh mắt thư ký kia như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy không ổn. Đợi chút, không phải là... Suy nghĩ hiện tại của anh ta là không phải như cô đang nghĩ đấy chứ. Cho nên muốn xin Đan tiểu thư cho giám đốc chúng tôi ngủ lại đêm một đêm. Dù sao tiểu thư và giám đốc cũng xem như là có quen biết. Tuy rằng đã ly hôn, nhưng dù sao cũng từng là quan hệ vợ chồng. Nói như thế nào đi nữa, thì so với việc trên đường tùy tiện, đón một chiếc xe taxi vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng tôi không thể. Cô vội vã cự tuyệt. Đan tiểu thư sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ. Chẳng nhẽ lại để mặc giám đốc của chúng tôi ở trên đường sao? Cô không thể làm như vậy, nhưng mà... Các anh có thể đưa một vài đồng nghiệp về trước, sau đó quay lại đây đón anh ta, hoặc là đưa anh ta đến khách sạn cũng được. Đàn Thủy Giao cũng không bỏ cuộc, cố động não, giúp họ tìm vài ý tưởng. Đàn tiểu thư cũng không phải không biết, đường về nhà của giám đốc cùng mọi người ngược hướng nhau, làm như tiểu thư nói là không thể. Thư ký dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô. Chuyện này...
Đan Thụy Giao còn chưa suy nghĩ được biện pháp khác, thư ký lại xem như cô đã đáp ứng, vội vàng chạy trốn, làm cho cô chỉ có thể đứng tại chỗ mà ai oán. Chị Thụy Giao, bọn họ thực sự cứ như vậy, đem giám đốc bỏ lại đây sao? Tiểu Lam cảm thông, nhìn người bị say không còn biết gì, lại còn bị nhân viên của mình ném lại trong quán. Thuận miệng đáp ứng, Đan Thụy Giao không nói nhiều, liếc anh ta một cái. Chẳng nhẽ cứ để anh ta ở trong tiệm, nằm ngủ đến như vậy, đến ngày mai sao? Nhìn dáng ngủ của anh ta, chắc là cũng không thoải mái. Tiểu Lam than thở. Nhưng nếu mà không cho anh ta ngủ ở đây, mọi người đều đi xe về. Không phải không có cách nào đưa anh ta đi chỗ khác được. Đan Thủy Giao đành cắn răng lên tiếng. Thôi được rồi, Tiểu Lam, chị rất hiểu ý đồ của cậu. Chị có lái xe, chị sẽ xử vị trí tiên sinh đáng thương này, ok? Tiểu Lam cười híp mắt, vui vẻ rời khỏi quầy, chuẩn bị dọn dẹp. Đan Thủy Giao quay đầu nhìn cái hướng Huệ, bất đắc dĩ thở dài. Quên đi, cho anh ta ở tạm đây một đêm, dù sao anh ta cũng bị nhân viên vứt bỏ. Hơn nữa, vẫn còn nợ mình tiền cơm tối nay. Chỉ có đêm nay thôi, qua đêm nay, cô tuyệt đối sẽ không cùng anh ta có bất kỳ quan hệ gì nữa. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Kê Hướng Hòe mở mắt ra, phát giác chính mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại, mà bên giường còn có một cô gái đang đưa lưng về phía mình, đang cùng giày da của mình chiến đấu hăng hái. Chết tiệt, đôi giày này sao lại khó cởi đến thế chứ? Cô gái cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Cô có một mái tóc dài, bóng lưng làm cho anh cảm thấy quen thuộc. Anh lắc đầu cười khổ, bởi vì anh lại bắt đầu cảm thấy đối phương rất giống với vợ trước của mình. Nhưng đây là việc không có khả năng xảy ra. Rốt cuộc, cô gái cũng chiến đấu thành công với đôi giày của anh. Thùng thùng hai tiếng, đại biểu cho đôi giày đặc chế Italy của anh được xem như rác tùy ý quăng loạn. Sau đó cô gái quay người, đầu tiên là đôi mắt to tròn, rồi đến chóp mũi xinh đẹp. Cuối cùng là đôi môi đỏ mọng khéo léo, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt anh. Thụy Giao, anh hiện tại đang nằm mơ sao? Kê Hướng Huệ nhắm mắt lại, suy nghĩ như vậy. Đoàn Thụy Giao không biết chồng cũ của mình đã sớm tỉnh lại. Sau khi cởi giày của anh xong, cô tiếp tục dùng caravat của anh chiến đấu. Thật là, rốt cuộc ai quy định? Ra ngoài nhất định phải đeo caravat chứ. Một cái vải dệt thắt phức tạp như vậy, làm cái gì chứ? Bộ không có ai nói, nghĩ tới khả năng sẽ làm cho người ta nghẹt thở chết sao? Vừa cởi caravat trên cổ anh ra, cô vừa không nhịn được, bắt đầu nói lảm nhảm. Không hề báo động trước, tay cô bị một đôi bàn tay to ấm áp, gắt gao nắm giữ. Cô giật nảy mình, vội vàng muốn rút tay về. Nhưng là người đạo đó không có ý định để cho cô như ý nguyện. Cô càng giãy giụa thì sự kiềm chế của anh ta lại càng chặt chẽ. Kê Hướng Hòe lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn người trước mặt lại càng thêm xác định. Chính mình là không mơ, bởi vì người vợ trước xinh đẹp của anh đang ngồi ở bên cạnh anh, đôi mắt to tròn xinh đẹp đang nhìn anh, mà đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô đang ở trước ngực anh, không ngừng cọ sát. Mặc kệ đây là sự thật hay chỉ là một giấc mộng đẹp, ít nhất anh xác định hiện tại anh không muốn mất cô một lần nữa. Nghĩ như vậy nên anh càng muốn giữ chặt cô hơn. Thủy Giao. Anh buông tay cô ra, nhanh chóng chuyển sang ôm chặt lấy cô. Ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, nở nụ cười thỏa mãn. Đoàn Thủy Giao bị ôm lấy không có tâm tình tốt giống như anh, cô kinh hoàng không thôi. Không rõ một gã đàn ông say rượu lấy đâu ra sức lực lớn như vậy. Buông ra, Kê Hướng Huệ. Cô liều mình đẩy anh ra, bật quá mặc kệ cô giãy giụa như thế nào, anh chính là không muốn buông cô ra. Bởi vì thân cận quá gần này, phần dưới của anh đang nhanh chóng có phản ứng, ánh mắt dấy lên một nhiệt tình hỏa diễm, nhìn cô chằm chằm. Anh làm gì nhìn tôi như vậy? Cô cảm giác được ánh mắt của anh khác thường, hoảng hốt nhận ra được thân thể của anh đang biến hóa. Hơi thở ấm áp cùng mùi rượu phất trên mặt cô, anh không có trả lời vấn đề của cô, chính là càng không ngừng thấp giọng gọi tên cô. Thụy Giao, Thụy Giao. Cơ thể của hai người càng ngày càng gần nhau, môi anh lẩm bẩm tên của cô, rồi trực tiếp dán lên bên má của cô, không ngừng công thành đoạt phá, hôn lên chóp mũi của cô, đôi môi một đường đi xuống hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô. Nên đẩy anh ra, Đan Thụy Giao trong đầu mơ hồ nghĩ như vậy, nhưng tay cô lại dãy rủa ôm lấy cổ anh. Kê Hướng Hòe vừa hôn vừa thuần thục thoát quần áo của cô, hai tay làm càn xoa lên nụ hoa kiên định trước ngực cô. Ở trên người cô châm lên một ngọn lửa dục vọng. Bọn họ nằm ở trên giường giống như đứa nhỏ, luống cuống tay chân rút đi quần áo lẫn nhau. Anh cẩn thận chạm vào mỗi tấc da thịt trên người cô, cảm thụ được da thịt non mềm đầy cảm xúc của cô. Thụy Giao, Thụy Giao. Anh đưa vật cứng rắn đặt ở nơi mềm mại của cô,
gắng gượng kiềm chế lửa nóng, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô. Biểu cảm của cô mê man mà trầm mê là đáp án tốt nhất của anh. Lúc anh đem lửa nóng thật sâu thâm nhập vào thân thể của cô, bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Cảm giác hư không trong cơ thể lẫn nhau đều tại giờ phút này mà hoàn toàn thực hiện thỏa mãn. Đàn Thủy Giao rên rỉ mềm mại, hai tay càng thêm ôn sát lấy tâm lưng ẩm ướt đầy mồ hôi của anh. Nghe thấy tiếng kêu của cô, anh lại lập tức một lần nữa chiếm đoạt đôi môi của cô. Tứ chi cùng cô quấn quýt ôm lấy nhau. Một đêm này, anh muốn cô hết lần này tới lần khác, thỏa mãn đói khát lâu nay của anh. Hai tay thủy chung không rời khỏi thân thể của cô. Cho dù cuối cùng mệt mỏi mà ngủ đi, anh vẫn là muốn bá đạo ôm lấy cô. Cho dù đó là mộng, anh cũng sẽ không thể để cho cô một lần nữa từ bên người anh mà trốn đi. Kể hướng hòe là vì mũi không ngừng truyền đến cảm giác muốn hắt xì mà tỉnh lại. Anh cau mày mở mắt ra, vẻ mặt còn điểm hoảng hốt nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng của anh, trên giường còn có một con chó nhỏ đang lắc mạnh cái đuôi. Xem ra cảm giác muốn hắt xì làm cho anh tỉnh dậy chắc là do con chó này ở bên người anh thác loạn. Ngồi dậy, anh có chút không vui khi nhìn thấy chính mình toàn thân trần trụi, còn có dấu vết của một đêm hoan ái. Chết tiệt, cấp dưới của anh rốt cuộc là đang bày trò quỷ gì đây? Đêm qua không đưa anh về nhà mà lại đem anh ném ở địa phương quỷ quái gì thế này? Xem ra anh cần phải suy nghĩ lại việc tăng lương cho bọn họ. Đẩy ra cánh cửa nhỏ trong phòng là một gian phòng tắm. Anh liền đi vào rửa mặt chải đầu, bỗng nhớ tới hành vi phóng túng hoang đường hôm qua. Kỳ thực dùng đồ gối cũng biết tối hôm qua căn bản là do anh say quá mức. Vợ trước đối với anh hẳn là chán ghét đến cực điểm, làm sao lại có thể lần nữa xuất hiện trước mắt anh, thậm chí còn hảo tâm thu giữ anh. Anh cũng thật là bệnh không nhẹ, nhưng không biết cô gái như thế nào lại có thể khiến anh có thể tưởng lầm là Đan Thủy Giao, còn cùng đối phương phát sinh quan hệ. Hiện tại anh chỉ có thể cầu nguyện cô ta dễ dàng nói chuyện. Lấy khăn tắm màu trắng lớn quấn quanh người, anh chậm rãi đi ra ngoài. Kê hướng hòe một bên nhặt quần áo chính mình lên. Không vui khi thấy quần áo của mình dính không ít lông chó, mà caravat của anh cũng đang bị con chó kia chà đạp. Đồ con chó ngu ngốc, nhả caravat của tao ra. Anh vươn tay bắt lấy đầu kia của caravat, nhưng nó là không có ngoan ngoãn làm theo lời anh, ngược lại còn dùng móng vuốt cào vào tay anh. Thừa dịp anh đau tay mà thu về, nó nhanh chân chạy khỏi phòng. Chết tiệt. Anh không nhịn được mà thấp giọng mắng một tiếng. Con chó này thực sự là được giáo dưỡng tốt, xem ra anh phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với chủ nhân của nó. Nghĩ xem người này như thế nào lại dưỡng ra các loại cẩu chó này. Lạnh mặt đi ra ngoài cửa phòng, anh không có chú ý nhiều đến bài trí của căn phòng, bởi vì tất cả lực chú ý của anh đều tập trung vào một bóng lưng đang bận rộn ở trong bếp. Tốt lắm, thực sự là rất giống. Anh cũng thường ở trên đường đuổi theo những bóng lưng quen thuộc như thế. Khi bóng lưng trước mặt xoay người lại, anh cơ hồ là dừng lại hô hấp, không thể tin được vào mắt mình. Ông trời ơi, thế nhưng đúng là Thủy Giao, người vợ trước của anh. Sáng sớm tỉnh lại, Đan Thủy Giao không nhịn được, hít một hơi lạnh. Ngày hôm qua là cô bị ma ám sao? Làm sao có thể ốm ở cùng Kê Hướng Huệ ôn chuyện cũ? Biến cưỡng nhích cơ thể, toàn thân đều đau nhức, làm cho cô nhịn không được mà rên rỉ. Lại sợ đánh thức người nào đó còn đang ngủ, đành phải cứng rắn, cắn môi dưới, đem âm thanh mặn nuốt xuống. Sau khi cô mặc quần áo xong, không nhịn được quay đầu lại nhìn người trên giường. Khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ say, cũng giống như hôm trước, luôn làm cho người ta kiềm chế không được mà mê luyến. Dáng người tinh trắng, rắn chắc như là kiệt tác hoàn mỹ nghệ thuật được điêu khắc ra, làm cho người phụ nữ khắp thiên hạ động lòng không thôi. Đương nhiên cô cũng không phải ngoại lệ, càng không cần nói cô còn có thể tự trải nghiệm, tràn ngập tinh lực cùng dáng người hoàn mỹ như thế nào, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở trước mắt cô. Vừa nghĩ đến kích tỉnh đêm qua, cô nhìn không được mà đỏ mặt, bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa mới kéo cửa ra, vật cưng Đa Đa bị vắng vẻ một buổi tối, lập tức vọt tiến vào, chạy vòng quanh người cô như muốn lấy lòng chủ nhân. Hừ, nhỏ tiếng một chút, không cần đánh thức anh ta. Đan Thủy Giao ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dặn dò vật cưng. Quên đi, mặc kệ hiện tại là hối hận như thế nào, cũng đều vô dụng. Trước tiên phải làm cái gì đó để lấp đầy dạ dày đang kêu gào của cô đã. Còn về phần Kê Hướng Hòe, chờ đến lúc cô phục hồi tâm tình, lại suy ngẫm xem nên như thế nào cùng chồng trước chào hỏi. Nguyên lai đêm qua, thực sự là em sao? Đột nhiên tiếng nói khàn khàn của Kê Hướng Hòe vang lên sau lưng, làm cho Đan Thủy Giao giật nảy mình. Nhưng cô lại rất nhanh ổn định tâm tình, nhàn nhạt xoay lưng về phía anh.
Anh tỉnh rồi sao? Cô làm như không có việc gì mà hỏi. Tôi đang làm bữa sáng, muốn cùng nhau ăn không? Anh nhìn thấy cô thật lâu, thấy đáy mắt cô chợt lóe lên một tia xấu hổ rồi nhanh chóng biến mất. Cũng được, nếu như không phiền. Anh quyết định không nói đến chuyện tối hôm qua, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn cứ dính chặt vào người cô. Không phiền toái, nhưng là tay nghề của tôi so với đầu bếp của chúng tôi thì không được tốt cho lắm. Nhàn nhạt nói xong, Đan Thụy Giao lấy ra bánh mì đã nướng tốt, đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la đưa tới trên bàn cơm. Lúc này anh cho rằng cô đã chuẩn bị xong bữa sáng, muốn cùng nhau dùng cơm. Nhưng cô lại không ngồi xuống, ngược lại tiếp tục quay trở lại bếp, chuẩn bị một ly nước lớn hoa quả, còn có một chiếc sandwich kẹp chân giò hun khói và phô mai. Kê Hướng Huệ nhìn thấy cô làm ra một đống đồ ăn sáng, không nhịn được mà nói. Anh không ăn hết nhiều như vậy, em không cần bận tâm. Cô cũng không quay đầu lại mà đáp. Ai nói là tôi chuẩn bị cho anh ăn, đó là bữa sáng của tôi. Bữa sáng của cô, Kê Hướng Huệ như là nhìn đến một người khác hoàn toàn, nhìn chằm chằm vào ly nước lớn hoa quả, còn có sandwich, nhìn như đơn giản, nhưng lại có rất nhiều thứ. Cuối cùng cô còn mới lấy tủ lạnh, lấy ra một đĩa trái cây đã chuẩn bị sẵn. Nếu như anh nhớ không lầm thì bữa sáng của cô hình như cho tới bây giờ, trừ bỏ salad xà lách ra thì cũng không có gì. Thậm chí ngay cả nước trái cây cũng chính là nhất cho có. Hiện tại cô gái trước mắt này thèm ăn như vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không cần phải so sánh với một cô gái bình thường, chỉ so với anh thôi, anh cũng đều ăn không hết nhiều đồ ăn như vậy, huống chi là cô. Ý của em là tất cả đồ ăn đều là bữa sáng của em? Anh không dám tin mà hỏi. Cầm lấy thìa khuấy ly hoa quả, Đan Thụy Giao nếm thử một chút, rồi mới bút chút thời gian trả lời vấn đề của anh. Bánh mì nướng cùng chân giò hun khói, trứng ốp la là của anh. Còn nếu anh muốn ăn hoa quả, thì cũng có thể lấy một chút mà ăn. Cô không phải là không phát hiện ra bộ mặt kinh ngạc của anh, nhưng đối với cô thì không hề có vấn đề gì. Hiện tại cô cũng không cần vì bảo trì khí chất mà đem mình cùng dân chạy nạn châu Phi giống nhau. Cô có năng lực có thể làm cho mình ăn uống thỏa mãn, cần gì phải ủy khuất mình mỗi ngày cắn thảo lạm dương. Có chút chần chờ, cuối cùng Kê Hướng Huệ vẫn là không nhịn được mà mở miệng hỏi. Em ăn như vậy không biết là bữa sáng quá mức phong phú sao? Cô nở ra nụ cười ra tiếng, dùng khăn lau khóe miệng, kế tiếp lại hướng sandwich tiếp tục tấn công. Vậy sao? Phong phú mới tốt, có đồ ăn làm chi để ủy khuất mình? Người xưa nói rằng hoàng đế ăn cơm có rất nhiều món, mình ăn cao hứng là tốt rồi, làm gì tưởng nhiều lắm đâu. Giải quyết cái sandwich xong, cô vô tư nhìn anh. Huống chi sức ăn của tôi thì tốt, ăn nhiều một chút tôi cũng không có lãng phí, như vậy cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt. Kê Hướng Huệ nhịn không được mà ngẩn người, lập tức nghĩ lại, xác thực đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nhân chỉ động đũa cho có. Đôi khi anh thực sự cảm thấy ăn giống như không ăn đó quả thực rất lãng phí, cũng sẽ làm cho người ngồi cùng bàn có cảm giác đồ ăn giống như thể không ăn. Rời không khí vui vẻ ăn uống của Đan Thụy Giao làm cho đồ ăn xem ra vô cùng mỹ vị hơn. Càng xem cô ăn, càng cảm thấy chính mình rất đói, càng thèm ăn. Anh vội vã đem chân giò hun khói cùng trứng ốp la bỏ vào bánh mì nướng, há to mồm cắn một miếng. Đan Thụy Giao nhíu mày, có chút không thể tin được anh cũng như thế, sẽ há miệng lớn như vậy để dùng bữa. Nhưng chống lại cái nhìn của cô, anh chỉ có cười. Anh chỉ là bị lây bộ dáng thoải mái của cô mà thôi. Thoải mái ăn cơm này, không phải em nói sao? Anh đem lời cô vừa nói mà lặp lại một lần nữa. Cô không thể ngờ nhìn anh, sau đó lộ ra nụ cười. Hai người cười nhìn nhau. Cuộc gặp lại kỳ dị này, thực sự không nghĩ tới lại có thể bắt đầu được như vậy. Ăn bữa sáng xong, Kệ Hướng Huệ không lập tức rời đi, mà đi đến phòng khách, bắt đầu đánh giá gian phòng. Lam cụm lục là màu chủ đạo, bức tường được sơn màu lam nhạt, giống như một góc của bầu trời xanh. Trong phòng các góc tràn ngập cây cối lớn nhỏ, có thể ngẫu nhiên ở những bột hoa nhỏ phát hiện ra mấy đóa hoa trắng loãng. Phòng của cô làm cho người khác có một loại cảm giác thoải mái như không hề áp lực. Mà điều này làm cho anh lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, bởi vì anh biết vợ trước hẳn là yêu thích màu phấn hồng, vàng nhạt, cùng với đường viền hoa dành cho các công chúa mới đúng. Chứ không phải là giống như bây giờ, cả căn phòng thoạt nhìn rất thoải mái, màu sắc lại trung tính, không thuộc loại yêu thích của các thuộc nữ. Phòng này là lúc em đã mua như vậy sao? Anh không nhịn được mà bật thốt hỏi. Đan Thụy Giao đang pha cà phê, lắc lắc đầu. Gian phòng này là em mời người đến thiết kế.
Đưa cà phê cho anh, cô bưng trà sữa rồi ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ngửi hương vị ngọt ngào của trà sữa, vừa vui vẻ nở nụ cười. Bưng trên tay cà phê đen, mùi hương thơm nồng. So với lúc nhấm nháp nó, Kê Hướng Hòe càng để ý đến tiểu mỹ nhân, giống như một con mèo nhỏ đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Lại là một việc ngoài dự đoán đối với vợ trước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh không tin cô dùng tư thế thoải mái như vậy để ngồi trên ghế sofa, thậm chí còn uống cái thứ làm cho người ta dễ dàng béo phì đó. Xem ra một năm này, thay đổi của cô nhiều đến nỗi vượt xa ngoài sự tưởng tượng của anh. Ngồi xuống vị trí đối diện với cô, anh như có đăm chiêu nhìn cô. Một năm nay, em tự hồ đã thay đổi rất nhiều. Đàn Thủy Giao nhún vai từ chối ý kiến, nhấp một ngụm trà sữa hỏi lại. Em thay đổi rất nhiều, bất quá thay đổi như vậy, chính mình cũng rất thích. Thích? Anh nghĩ em cho rằng thay đổi sẽ là một loại xoa đạ sao? Dù sao trong ký ức của anh, cô lúc trước của các phương diện trong sinh hoạt đều yêu cầu cẩn thận. Sao đạ? Cô cười nhạo ra tiếng, ngước mắt lên khiêu khích nhìn anh. Em không cho rằng như vậy là sao đạ? Em cảm thấy cuộc sống hiện tại này rất hưởng thụ, so với một đống quy định nhàm chán vây quanh thì tốt hơn rất nhiều. Nhìn cô có vẻ mặt tự tin, anh không nhìn được mà cảm thán. Em thực sự đã thay đổi rất nhiều. Cô gật gật đầu. Em xác thực, em thay đổi rất nhiều. Một năm qua, một lần nữa em tìm được ý nghĩa của cuộc sống, cũng một lần nữa tìm được mục tiêu sống vui vẻ. Hiện tại cuộc sống với em làm cho em rất tự tin, cũng làm cho mình có thể hưởng thụ mỗi ngày, làm cho mình vui vẻ, rất thỏa mãn. Cô tự tin chậm rãi nói, so sánh với các việc bị lễ nghi đè ép cực hạn, cuộc sống như thế này thực sự tốt. Nhìn cô hiện tại tự tin, còn có thái độ hưởng thụ cuộc sống, Kê Hướng Hòe nhận ra mình kỳ thực cũng không chán ghét cuộc sống thoải mái này cho lắm. Còn có thói quen và thái độ của cô, cho dù hoàn toàn không phù hợp với hành vi, cử chỉ của tiểu thư khuê các nên có, nhưng anh lại dị thường cảm thấy nói chuyện như vậy rất thả lỏng, thậm chí có thể buông thả chính bản thân mình, tự nhiên cùng cô đạm tiếu. Về tối hôm qua. Anh chần chờ mở miệng, cũng trùng trước phát sinh quan hệ như vậy, cũng là nhất thời thay đổi của cô sao? Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, hai người đều lâm vào trầm mặc. Dù sao hiện tại bọn họ là vợ chồng đã ly hôn, ngay cả bạn bè cũng không hơn. Làm loại chuyện này xác thực làm cho người ta có chút xấu hổ. Em nghĩ chuyện đó cứ coi như là ngoài ý muốn đi. Đàn Thị Giao giả bộ không có vấn đề gì nói. Ngoài ý muốn? Anh lặp lại từ này, trong lòng anh cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhưng cô tối hôm qua đã nhiệt tình đáp lại, còn có hai người quen thuộc ngọt ngào cao trào, không ngừng nhắc nhở anh, đó là loại ngọt ngào cỡ nào mà lại ngoài ý muốn. Không sai, cứ coi như là ngoài ý muốn đi. Cô khẳng định, bằng không anh muốn là như thế nào, muốn cô phụ trách sao? Anh quyết định trước, sẽ không truy cứu vấn đề này. Thế nhưng chúng ta có thể là bạn bè hay không? Bạn bè, Đan Thụy Giao nhất thời có chút không biết vì sao. Cô không biết mình mỗi lần gặp anh đều có thể làm như không có việc đó hay không, cùng anh nói chuyện phiếm, không nghĩ gì đến quãng thời gian hai người đã đi qua. Không được sao? Đương nhiên là được. Giống như không có lý do gì để phản đối, cô nói với chính mình, chuyện gì đã qua thì sẽ cho nó qua đi, tốt nhất là không nên nghĩ nhiều. Bỗng nhiên oảng oảng, Kê Hướng Hòe dở khóc dở cười, nhìn ống quần bị con chó nhỏ gặm nhấn, so đo nói. Anh hy vọng nó không nghĩ lầm là anh muốn cùng nó làm bạn bè. Nói thực ra, anh thực sự không thích động vật có lông mao, lại càng không thích con nhỏ nhỏ này, vì nó thoải mái chiếm cứ, ôm ấp vợ trước của anh. Vậy tốt lắm, Đa rất ít đối với người khác thân mật như vậy, đúng hay không, Đa? Đàn Thủy Giao vuốt ve sủng vật, đùa nói với nó. Thân mật sao? Nếu nó biết hiện tại anh dự tính đem nó ném vào toilet, không biết nó có thể còn đối xử với anh thân thiết như vậy hay không? Lần đầu tiên, Kê Hướng Hòe đối mặt với bạn bè, sủng vật có suy nghĩ bài phích như vậy, nhưng anh lại còn chưa có ý thức. Sáng sớm, mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ôm gối to tựa vào thành giường. Hiếm lắm nhà hàng mới được nghỉ lễ, Đàn Thủy Giao lười biếng, cứ thế ngủ đến không biết trời đất là gì. Đang ngủ say, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, rục rã cô dậy mở cửa. Chớp chớp hai mắt nhập nhèm, cô buộc mình phải ngồi dậy, thả hai chân ra khỏi giường lớn mềm mại, một tay còn không ngoan, lôi kéo ga giường trắng mút, trông đáng yêu như cô nhóc mười mấy tuổi. Cửa được mở,
thân hình điển trai của ai đó đang đứng chắn ngang lối ra vào, đẹp như ánh mặt trời chói lọi. Giọng nói nam tính lịch sự vang lên trên đỉnh đầu của cô. Vẫn còn đang ngủ. Kê Hướng Hoè nhìn bộ dạng mê ngủ, vẻ mặt mờ mịt của cô, không nhịn được mà cười khẽ lên tiếng. Anh đóng cửa lại, lôi kéo cô đi đến phòng tắm, lại lấy ga giường trên tay cô, rồi đẩy nhẹ cô vào bên trong phòng tắm. Đánh răng rửa mặt đi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài ăn sáng. Đan Thụy Giáo mơ mơ màng màng, tay tự cử động theo câu lệnh. Khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô tỉnh hẳn ngủ, nhìn gương mặt mình trong gương, cô bỗng thét chói tai. Bên ngoài phòng tắm, nghe thấy tiếng thét, Kê Hướng Hoè vội vàng chạy vào. Sao vậy? À, anh đừng vào đây. Bấm chốt cửa khóa phòng tắm, cô mặt đỏ lên, hai tay níu chặt quần áo trước ngực. Đêm qua tắm xong một cái là cô lên giường ngủ luôn, chỉ mặc mỗi một cái áo rộng thùng thình, hạng họ bên trong ra ngoài ánh sáng là sẽ lộ ra hết. Nhất định vừa nãy anh ta đã nhìn thấy hết cả rồi. Làm sao vậy? Kê Hướng Hoè lo lắng hỏi. Anh, vừa nãy anh có nhìn thấy cái gì không? Cô vừa thẹn vừa vội hỏi. Nhìn thấy cái gì? Anh mới đầu còn chưa biết phải phản ứng như thế nào, rồi lại nhớ lại lúc kia, hình ảnh xuân mê người bên trong hiện ra. Rồi cô nàng chỉ khoác trên mình một cái áo rộng đi ra mở cửa cho anh. Lớp vải dệt màu trắng làm thân hình quyến rũ của cô khi ẩn khi hiện. Anh còn có thể thấy rõ ràng thứ đó vươn thẳng, hồng phấn qua lớp vải mỏng. Cặp đùi thon dài trắng nõn nà cũng lộ ra hơn phân nửa, thực sự rất mê người. Kê Hướng Hoè hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế chính mình, không nên ảo tưởng quá nhiều với người vợ trước. Sau đó rất kiên định trả lời vấn đề của cô. Không, mới nãy tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy. Có đôi khi nói dối lại tốt hơn. Cô với anh hiện tại chỉ là bạn bè, cho nên anh hẳn là nên bảo trì tâm tính thuần khiết trước mặt cô, chứ không phải nên nghĩ làm thế nào để bóc được cô. Thật chứ? Cô nghi ngờ hỏi lại lần nữa. Thật. Vậy anh vào phòng khách trước đi, tôi muốn thay quần áo. Được rồi, anh đến phòng khách chờ em. Anh nhận thấy lúc này mình cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại phòng ngủ tràn ngập hơi thở của cô. Vào phòng khách, anh cầm lên một cuốn tạp chí đang đặt trên bàn, mới lật được một trang, liền đóng lại, đầu óc miên man nhớ lại những hành động quá đối tự nhiên của chính mình dạo gần đây. Ngày đó, sau khi hai người xác định quan hệ bạn bè, anh chắc rằng cô đã cho rằng anh chỉ tùy tiện nói thế thôi, cho nên vào một ngày đẹp trời, cô đã vô cùng kinh ngạc khi anh gọi điện thoại cho cô. Nói thật thì ngay cả chính anh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ly hôn, đối với người luôn luôn yêu cầu sự hoàn mỹ như anh mà nói, thì đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu. Còn đối với cô ấy, anh luôn luôn cho rằng chính bản thân anh đã không còn tình cảm với cô từ lâu. Chỉ là sau khi ly hôn, anh bắt đầu không hiểu hành vi của chính mình. Trên những con đường trước đây anh và cô đã từng qua, anh đều cố gắng tìm bóng hình của cô. Đêm đêm hình ảnh cô gạo khóc giận dữ trước khi ra đi cứ mãi quẩn quanh trong đầu anh. Dẫn đến hiện tại, anh chủ động muốn cùng cô duy trì quan hệ bạn bè, ân cần gọi điện thoại nhằm tạo sự gần gũi. Để gia tăng mức độ gần gũi, anh đã tạo cuộc hẹn hôm nay với cô. Anh nghĩ có khi đầu mình bị hỏng rồi. Tôi xong rồi. Đan Thụy Giáo không thoải mái nói, cô vừa đi vừa cột tóc đuôi ngựa. Kê Hướng Hoè không tin nhịn cô, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay mình. Thật sốc khi thời gian nhanh đến bất ngờ. Mới 10 phút thôi mà. Căn cứ vào thời gian lúc trước anh phải chờ đợi, nhanh nhất cũng phải nửa giờ. 10 phút là đủ rồi. Đan Thụy Giao biết lý do mà anh kinh ngạc nên tự tốn giải thích. Hôm nay đi xe đạp mà, nên chỉ cần thoa kem chống nắng và trang điểm nhẹ thôi, không cần mất nhiều thời gian. Trước kia vì duy trì khuôn mặt hoàn mỹ, mỗi lần ra cửa cô đều mất ít nhất 30 phút. Sau khi ly hôn, cô trở về với cách sinh hoạt đơn giản của mình, thường mỗi lần ra ngoài chỉ thoa kem chống nắng. Vậy còn trang phục thì sao? Kê Hướng Hoè không nhận ra nổi một nhãn hiệu nào trên quần áo của cô. Anh chưa bao giờ thấy cô mặc áo phông hay quần jean, nhưng giờ thực sự anh đã thấy. Cô mặc một cái áo phông có in hình một đứa bé rất quái dị, kết hợp với quần jean trắng. Cái này. Đoàn Thị Giao kéo kéo áo phông trên người, cười sáng lạn. Tôi mua ở chợ đêm đó, một cái 19 đồng, tôi mua 3 cái, chủ hàng chỉ lấy có 50 đồng, siêu có lời. Phát biểu cảm kinh ngạc, cô đột nhiên ý thức được mình vừa mới nói một chuyện rất chi là buồn cười với anh. Vậy mà cô quên mất, người đàn ông này không phải hàng hiệu thì sẽ không mặt,
đặc biệt là bạn gái của anh ta. Chỉ có cái váy dài phiêu giật phong tao mới được sự chấp nhận từ anh ta. Hôm nay cô đã mặc đồ không của stylist anh ta thì thôi, lại còn khoe quần áo mới mua ở chợ đêm với anh ta nữa. Chẳng chỉ trong giây lát nữa thôi là anh ta sẽ giễu cợt gu thẩm mỹ của cô cho mà xem. Điều bất ngờ là Kê Hướng Huệ đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi mỉm cười, chân thành nhận xét một câu, làm cho Đan Thụy Giao chẳng thể nào mà hiểu nổi. Cô mặc vậy rất đẹp. Cô mặc vậy rất đẹp ư? Trong công viên, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, Đan Thụy Giao vẫn ngẩn ngơ nắm nhìn xa xăm, trong đầu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại lời khen của anh ta trước khi rời đi. Kiểu nói này hoàn toàn khác hẳn với Kê Hướng Huệ mà cô biết. Rốt cuộc thì anh ta nói nhầm hay là mình nghe nhầm nhỉ? Cô vỗ vỗ đầu, buồn rười rượi nghĩ. Cầm trong tay hai chai nước khoáng, nhìn những người xung quanh nói cười đi bên cạnh. Cử Hiếu Hòe đột nhiên dừng lại bên ven đường, nhìn Đan Thụy Giao đang ngồi trên bãi cỏ xanh. Trong lòng bỗng cảm thấy bàng hoàng, sự nghi ngờ bỗng chốc lan tràn. Gặp nhau mới chỉ vài ngày, anh đã sắp cho rằng người con gái đã gả cho anh lúc trước với người con gái hiện tại hoàn toàn không phải một người. Trước kia anh chưa từng nhìn thấy cô đặt mông nhỏ của mình ngồi lên một cái ghế nào mà không có ghế, huống chi là mặt cỏ. Nhìn ránh mặt trời, làn da thiếu nữ trắng nõn khỏe khoắn, do vừa mới đạp xe nên khuôn mặt kiểu diễm ửng đỏ, đôi chân dài tùy ý duỗi trên mặt cỏ xanh, những đường cong hoàn mỹ hoàn toàn biểu lộ. Có phải là do trước đây anh chưa từng quan sát kỹ cô, hay căn bản là do cô không dám thực sự đối diện với anh trong bộ dạng này? Đan Thụy Giao lơ đãng quay đầu lại, thấy anh ngẩn ngơ đứng ở chỗ cô không xa, liền vẫy vẫy tay với anh. Ở đây, tôi khát lắm rồi. Đấy, lại thêm một điểm bất động nữa. Nếu là cô trước kia, sẽ không bao giờ ở trước mặt bản dân thiên hạ, lớn tiếng kêu gọi anh. Cô nàng bây giờ tự nhiên, dễ thương, tự tin, không câu nệ tiểu tiết, suy nghĩ độc lập, tự do, khiến cho người khác hâm mộ. Tóm lại, cô hiện giờ cùng với cô trước đây là hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ bị chán ghét cô như vậy sao? Kê Hướng Huệ tự hỏi chính mình. Bước về phía cô, đưa cho cô chai nước khoáng mát lạnh. Cô nhanh chóng đón nhận lấy, nở một nụ cười xinh đẹp với anh. Má lúm đụng tiền, xinh đẹp như ánh mặt trời. Sự xinh đẹp đủ để hòa tan bất luận kẻ nào, làm anh lại thêm một lần nữa bàng hoàng. Bàn tay anh không tự chủ vuốt ra vuốt ve đôi gò má đỏ bừng của cô, khiến con người đen nhánh của cô ánh lên sự nghi ngờ. Còn nghĩ gì nữa chứ, đáp án đã quá rõ ràng. Ở trong lòng anh, căn bản là không có một tị tị ti nào là sự ghét bỏ cô gái hồn nhiên vô tư này. Anh cảm thấy lại một lần nữa anh đã thích cô gái nhỏ này mất rồi. Hai người một lần nữa trở thành bạn bè, ai cũng không có dự tính sẽ phát triển như thế nào. Thế nhưng thời gian hai người ở bên nhau lại cứ tự tự kéo dài hơn trước. Đầu tiên là lúc nghỉ lễ, hẹn nhau ra ngoài tập thể dục, nếu không thì ở nhà cô đọc sách, xem tin tức. Về sau, không chỉ ngày lễ mà Kê Hướng Huệ mới gặp cô, bình thường cũng sẽ đến nhà hàng của cô, dùng cơm rồi tán gẫu với cô. Hai người đều không ý thức được điều này, lâu dần hình thành kiểu vợ chồng già ăn ý. Trưa hè nóng bức, ôm đống khăn trải giường đã được tẩy rửa sạch sẽ, tiến vào phòng khách mát mẻ. Đàn bỗng thấy một cảnh vừa khiến người ta nhìn thấy đã ấm áp, lại vừa cảm thấy buồn cười. Buổi sáng phải giúp cô kê lại cái giá sách. Kê Hướng Huệ lúc này mệt bơ phờ, nằm dài ngủ trên ghế sofa. Đà Đà đang ngủ bên người anh ta, cảm thấy hơi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn cô một lát, rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Đan Thụy Giao rón ra rón rén tới gần kia, một người một chó, đánh giá về mặt của anh ta đang ngủ. Cô hơi do dự, vươn tay chạm nhẹ vào quầng mắt thâm đen của anh ta. Anh ta xong việc là chạy tới chỗ cô ngay. Thường một ngày nghỉ ngơi không đến vài giờ, hai mắt thâm quầng càng lúc càng rõ. Vậy mà dường như anh ta lại không hề để ý, luôn luôn nhẹ nhàng đối với cô. Anh ta đến tám chuyện với cô, chở cô đi đây đó, phụ giúp cô việc bếp núc. Ngay cả Đa Đa, anh ta cũng giúp cô chăm nom. Những lúc cô bận việc ở nhà hàng, anh ta sẽ giúp cô tắm cho Đa Đa, rồi dắt nó đi dạo trong công viên. Đa Đa hiện giờ càng ngày càng bám anh ta, gần như đã không thèm để mắt đến chủ nhân, chính là cô nữa. Cô khẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gò má của anh, cẩn thận mơn trớn mi, đôi mắt, đôi môi của anh ta. Mối quan hệ kia của họ hiện tại là gì chứ? Thời điểm gặp lại anh, cô cứ nghĩ mình sẽ dùng bộ mặt than để đối diện với anh, và anh cũng sẽ xem cô như người xa lạ. Rồi khoảnh khắc hai người lên giường, trong một phút chốc lại không thể làm chủ được. Để tránh xấu hổ, đành phải dùng quan hệ bạn bè đối mặt với nhau.
Cứ nghĩ khi ấy chẳng qua là anh thuần miệng nói thế thôi. Nên khi cô nhận được cuộc gọi lần thứ nhất của anh, cô đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cho dù thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến một đôi vợ chồng đã ly hôn còn có thể làm bạn bè. Mà thời gian gần đây, anh tỏ ra rất dịu dàng trong thân phận một người bạn. Cô không hiểu nhưng lại bị mê hoặc. Cô không rõ vì sao sau khi ly hôn, anh lại đối xử rất đối ân cần với cô, một người không nằm trong stylist girl của anh. Cô dám nói hiện tại, cô chính là cô, sống thoải mái tự do, hoàn toàn không có bộ dáng của một danh môn khuê nữ dịu dàng, vậy mà lại khiến cho anh ta để ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ là anh ta đã chấp nhận kiểu phụ nữ khác hay sao? Vấn đề này đương nhiên, cô không dám hỏi ra khỏi miệng, rụt tay lại, cô ôm đà đà rồi quay đi chỗ khác, đắp chăn cho anh ta một cái chăn lông mềm mại. Lại đây, đà đà, tao đưa mày đi dạo, để cho anh nghỉ ngơi. Thú cưng đà đà không chịu, đàn thủy giao dở khóc dở cười nhìn đà đà, cứ ngồi lì bên chân của cây hướng hòe. Anh ta mới qua lại nhà cô có vài ngày, thế mà cậu cưng của cô đã coi anh ta là chủ luôn rồi. Mau qua đây. Nhưng mà đà đà rất muốn ngồi bên chân cây hướng hòe, mà nó ô ô vài tiếng, ra vẻ ta đấy rất đáng thương. Cô buồn cười. Đà đà, mày dù có thích anh ta, cũng không được quên, mày là đực đấy, không phải là cái đâu nha. Nào, qua đây. Chú cậu nhà ta bị đả kích, cả thân mình run run. Chú ta dùng ánh mắt ai oán nhìn chỗ chủ chân của nhà mình, rồi ủ rũ, chậm chạp nhấc cái mông cậu của chú lên, tiến về phía chủ nhân. Đàn thủy giao ngồi xổm, vỗ vỗ đầu của nó. Cưng quá ạ, là chó mà cũng đồng tính. Ok, thôi đừng buồn nữa. Hôm nay ta sẽ mua cho mày thứ mà mày thích ăn nhất. Được chủ nhân hối lộ, đa đa nhà ta rất phối hợp hí hoáy cái mông. Sau khi một người một chó đã rời đi, kê hướng hòe nằm trên ghế sofa, từ từ mở mắt khi đã nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại. Cái chân lồng mềm cô đắp cho anh cũng có mùi hương của cô, làm cho anh bất giác nở nụ cười. Hạ Ấu Dung cúi đầu dùng cơm, coi như không thấy cái dáng vẻ thao thao bất tuyệt được gọi là bạn đang ngồi đối diện mình. Cái kẻ này không chừng chỉ trỏ một cách khiếm nhã với những người xung quanh. Thực ra cô có thể khéo léo từ chối lời gặp mặt này, nhưng bởi vì hiếu kỳ nên cô vẫn vác xác tới đây. Dạo gần đây cô đã nghe được không ít lời đồn đại về cái hướng hòe. Nghe nói anh ta dạo này gần như ngày nào cũng tới tìm vợ cũ. Hai người bọn họ hình như đang trong giai đoạn bốc lửa và rất thân mật. Vì lý do đó mà lúc này cô dùng cơm với Elin, tào nhã dùng xong bữa ăn, cô lịch sự cắt ngang rộ dưa lê của cô bạn. Thật xin lỗi, tôi phải rời bàn một lát. Từ toilet đi ra, Hạ Ấu Dung không trực tiếp trở lại chỗ ngồi. Cô đứng lại, nhìn về một góc trong nhà hàng. Một đôi nam nữ tự nhiên trò chuyện, hành động tuy không thân thiết, nhưng động tác của hai người lại cực kỳ ăn ý. Rồi mày đưa mắt lại, người ngoài nhìn vào để có thể đoán ra bọn họ là một cặp tình nhân đang yêu nhau. Người đàn ông kia đích thực là bạn trai của cô, đã mất tích một thời gian. Người phụ nữ kia thì cô chưa gặp bao giờ, hình như là người vợ đã ly hôn của anh 5 năm trước. Nhìn cái hướng hòe cùng vợ trước thân mật, còn có sự dịu dàng anh chưa từng dành cho cô, Hạ Ấu Dung không biết lúc này bị nên phải làm gì nữa. Thực ra cô đã sớm có dự cảm, mỗi lần gặp mặt anh đều thất thần như đang tìm kiếm bóng dáng của một ai đó. Cô biết nhưng lại vợ như không biết, bởi cô cho rằng cá tính của hai bên có thế nào cũng không thành vấn đề. Cứ từ từ gặp gỡ rồi thuận theo tự nhiên sẽ tiến tới hôn nhân. Người ta vẫn nói hôn nhân không lãng mạn, nhưng chỉ cần gia thế hai bên phù hợp, có thể nói với nhau vài câu là đã hội đủ điều kiện để kết hôn. Chỉ là cô không hiểu tại sao nhìn cách anh đối xử với cô vợ cũ lại khiến cho cô có cảm giác họ như đôi tình nhân đang yêu nhau. Vợ cũ của anh nói gì đó, kê hướng hòe đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ cô. Cô cùng tới nơi này dùng cơm sao? Kê hướng hòe đi tới trước mặt Hạ Ấu Dung, khuôn mặt đẹp trai có sự không thoải mái. Vâng. Một mình hay là đi với bạn trai? Đi với bạn. Hạ Ấu Dung so sánh chỗ ngồi của người bạn rồi ngẩng đầu nhìn anh. Còn anh, cũng đến dùng cơm hay là tìm ai đó? Trong lòng hai người bọn họ đều biết rõ ràng người anh tìm là ai. Vẻ mặt của cây hướng huệ rất nghiêm túc, giọng chậm xuống nói. Ấu Dung, không phải là chuyện của cô. Có một số việc lúc này tôi không thể nói rõ với cô. Nhưng một thời gian nữa tôi sẽ cho cô một lời xác thực. Hạ Ấu Dung đau lòng nhìn anh, lần đầu tiên cao giọng nói chuyện với anh. Mọi người đều biết anh chỉ thích thục nữ tao nhã, nhưng cô ta không phải. Tôi đã tới đây vài lần, cô ta lúc nào cũng mặc jean, trang điểm sơ sài, y chang như con trai, quá mức là xình xoàng. Cô ta
không thích hợp với anh. Kế Hướng Hòe giật mình, không thích hợp sao? Anh thích kiểu mẫu nào, ngay cả đến chính bản thân anh cũng không dám khẳng định. Anh chắc chắn mình đã bị cô vợ cũ hấp dẫn mất rồi. Cô bé Thụy Giao này không hề có khí chất cao nhã, không thèm a dua theo mốt thời thượng, thậm chí còn không thèm làm dáng khi ngồi. Đi đứng thì tự nhiên, còn rất ngây thơ khi cùng chú chó tán chuyện. Cô nàng ghét dạo phố vào đêm, thích phơi nắng mặc kệ làn da có bị hỏng. Nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cô. Thoải mái đến bên cô đến quá trưa, lúc nào cũng khiến anh muốn cười. Anh bị hấp dẫn, chính anh cũng không rõ. Anh có biết điều em muốn không phải là một lời giải thích? Hạ Âu Dung cúi đầu nói rồi quay trở lại chỗ ngồi. Kế Hướng Hòe không ngăn cản, không rõ thế là tốt hay xấu nữa. Anh hiểu điều cô ta muốn không phải là một lời giải thích, mà là một đáp án chính xác rõ ràng. Sáng sớm thức dậy, mưa dầm triền miên làm cho Đan Thụy Giao không muốn rời giường. Nhưng là vừa nghĩ tới đến Điện Tâm đã dặn hôm nay phải đến quán ăn để xem thực đơn mới, khiến cho cả người cô thật phấn khởi, vội vàng từ trên giường bỏ dậy. Thực đơn mới, đây chính là phúc lợi tuyệt nhất của lão bản. Ellen được tạp chí ẩm thực khen ngợi về việc thường xuyên thay đổi thực đơn. Cô cũng không phải là tự nhiên hay biến đổi như vậy, tất cả là đều là vì cô tham ăn, hay yêu cầu Điểm Tâm thử nghiệm nguyên liệu nấu ăn mới, làm cho ngoại quán ăn ý nghĩa giành được mỹ danh này. Bất quá dĩ nhiên là phỏng vấn cô không có nói ra cái lý do thực sự này. Cấp tốc rửa mặt chải đầu, cô chọn quần jean cùng áo sơ mi đơn giản, rồi nhanh chóng bước ra chuẩn bị bữa sáng. Chính là cho cô đến khi làm xong bữa sáng, cô không nhìn thấy Đa Đa đâu. Bình thường nó đã sớm lượn vượn bên chân cô, giờ thì cả bóng dáng cô không thấy đâu. Trong lòng cô hiện lên dự cảm không tốt. Đa Đa, Đa Đa, đừng náo loạn, mau ra đây, hôm nay có thức ăn hộp cho chó, người thích ăn nhất mà. Cô gọi khắp nơi trong gian phòng, thậm chí là dụ dỗ, nhưng trừ bỏ thâm anh của cô ra, căn bản không có tiếng cậu nhi nào đáp lại. Đan Thụy Giáo bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng tìm khắp nơi trong nhà, nơi nào chó cưng có thể ẩn nấp, cô đều cũng tìm qua. Đa Đa, Đa Đa, chạy đi đâu rồi? Lách ca lách cách, Đan Thụy Giáo lục tung khắp nhà, chỉ sợ chó yêu không cẩn thận mà chui vào cái lỗ nào bị kẹt, đang chờ cô đi cứu viện. Ngay tại thời điểm cô tìm mồ hôi đầy đầu, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô luống cuống tay chân vượt qua một đống chướng ngại vật rồi đi tìm để nghe điện thoại. Lão bản à, cho em leo cây hay sao? Thành âm của Điện Tâm miễn cưỡng chuyển đến. À, chị quên mất. Xem đồng hồ trên tường đã qua 1 giờ so với thời gian cô ước định. Chị rốt cuộc đang làm gì vậy? Đừng có nói với em là giờ này chị vẫn chưa rời giường đấy chứ. Ờ, không phải, không thấy Đa Đa đâu. Sau khi chị rời giường, không hề thấy nó. Còn tưởng nó chính là đi chạy trốn đi. Nhưng mà mặc kệ, chị dùng đồ chơi hay đồ ăn vẫn không thấy nó đâu. Điện Tâm khẩn trương lên tiếng. Chị tìm khắp nhà chưa? Chị tìm rồi, ngay cả bình hoa cùng bồn cầu cũng đã tìm qua. Đan Thụy Giao hoảng loạn nói. Bình hoa, bồn cầu? Chị cho rằng chó cưng của chị biết thoái cốt công hay là quy đức đại pháp hay sao? Tiểu thư, em phi thường nghiêm túc đề nghị chị đi, đừng nên tìm trong cái bình hoa hay cái bồn cầu nhà chị nữa, mà nên cầm chìa khóa và ví tiền đi ra ngoài tìm Đa Đa. Em đoán là khả năng Đa Đa lúc chị đang ngủ mà chạy đi ra ngoài rồi. Nhưng là Đa Đa chưa từng có rời nhà trốn đi. Đan Thụy Giao nức nở nói. Vậy thì tốt lắm, hiện tại chị có thể biết chủ thú cưng của nhà chị cũng có tiềm lực làm chuyện bất lương. Điện Tâm không chút khách khí mà nói. Muốn vật cưng nhà chị không có việc gì, hiện tại chị nên nhanh chóng ra ngoài tìm nó đi. Kế Hướng Hòe gọi điện thoại tới Ellen tìm Đan Thụy Giao, mới biết chuyện Đa Đa đi mất. Gọi vào di động của cô cũng không có người bắt máy. Anh vì thế vội vàng chạy đến nhà trọ của cô. Không nghĩ vừa mới đến tầng 2, liền nghe thấy âm thanh nức nở đứt quãng của một cô gái. Anh nhíu mày bước nhanh chạy lên phòng, quả nhiên nhìn thấy cô gặp rủi ro. Trên mặt nước mắt rơi lã chã. Đã xảy ra chuyện gì? Anh lo lắng ngồi xổm xuống ôm lấy cô. Oh, chân em đau quá. Đan Thụy Giao hoàn toàn không thể tin được chính mình, vận khí lại xui xẻo như vậy. Sau khi cô gác điện thoại xuống, vội vàng hướng trở về phòng lấy chìa khóa cùng ví tiền. Không nghĩ tới vừa ra tới cửa, giày cao gót của cô thế nhưng lại bị gãy, làm cho cô nhất thời phản ứng không kịp, cả người ngã xuống cầu thang, làm chật khớp chân, đau đến nỗi không thể nhúc nhích. Thảm hại hơn là cô quên mang điện thoại di động, cũng không thể gọi điện cầu cứu ai. Mà người trong dãy nhà trọ đều đã đi làm, giờ phút này căn bản không có ai ở nhà. Chân đau sao? Để anh kiểm tra. Kế Hướng Hòe nắm lấy bàn chân bạch ngọc của cô, thấy chỗ mắt cá chân bị sưng đỏ.
để anh đưa em đi bệnh viện. Nói xong, anh vươn tay chuẩn bị dịu cô đứng dậy, nhưng cô lại lắc lắc đầu. Làm sao vậy chứ? Anh bất đắc dĩ hỏi. Nhưng em muốn đi tìm Đa Đa. Đàn Thụy Giao cực kỳ tội nghiệp nói. Cô đã lâu không khóc, nhưng lại hiện tại cô thực sự không nhịn được. Một năm nay là Đa Đa làm bạn với cô, giúp cô vượt qua những buổi tối đau lòng. Thời điểm cô nuôi nó vẫn là một chú chó nhỏ. Nó giống như người nhà của cô. Nếu nó thực sự phát sinh điều gì ngoài ý muốn, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình. Kể Hướng Huệ như tới con chó nhỏ hay dính lấy anh, cũng có chút lo lắng. Nhưng là chân của cô bị thương như thế này, thì làm sao có thể đi tìm. Để anh chờ em đi bác sĩ trước, rồi trở về tìm nó được không? Không được. Cô một bực tự chối. Nhưng mà chân của em cũng không thể đi được, làm sao mà tìm nó được cơ chứ? Kê Hướng Huệ thở cùng cô nói phải trái. Không được, không được. Em biết anh nhất định rất hận Đa Đa vì đem tay trang của anh dính đầy lông mao, cho nên anh mới không giúp em tìm nó đúng hay không? Đàn Thụy Giáo trong lòng một mảng hoảng loạn, liền lập tức phát tiết, tức giận cùng anh lo lắng. Anh không có. Anh bất đắc dĩ phản bác. Nhìn cô miễn cưỡng dựa vào vách tường đứng lên, lại lảo đảo muốn ngã xuống. Kê Hướng Huệ luyến tiếc, anh nhẹ nhàng cùng cô thương lượng. Thôi được rồi, để anh đi qua nhà trọ tìm Đa Đa. Nếu không tìm được mà nói, thì anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Sau đó chúng ta sẽ làm áp phích hoặc dùng các phương pháp khác để tìm nó, có được không? Được, tôi cũng được. Ôi, chân của em. Cô vừa định bước đi, mắt cá chân liền chuyển đến kịch liệt đau đớn. Để anh cõng em đi. Anh ngồi xuống để cho cô leo lên lưng. Lên đi, chúng ta cùng đi. Nhưng... Lên đi mà. Kê Hướng Huệ lộ ra nụ cười nhạt nhạt, không có biểu hiện nào thể hiện một chút lui bước. Chần chờ một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn là đưa tay ôm lấy vai của anh. Anh không cần tốn nhiều công sức đỡ cô dậy, chậm rãi tiêu sái xuống cầu thang. Đàn Thụy Giao đỏ mặt, đem khuôn mặt tựa vào trên lưng của anh, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của anh xuyên thấu qua tay trang, làm cho mặt cô vốn dĩ đã ửng hồng bây giờ lại càng hồng hơn. Cô nhịn không được mà ôm chặt lấy cổ anh, khẽ thở dài. Anh đối với cô thật tốt, đối với việc vừa rồi cố tình gây sự anh cũng không hề tức giận, bây giờ còn cõng cô đi tìm Đa Đa, cô thực sự rất cảm động. Nguyên lai anh đối với bạn bè so với lão bà còn tốt hơn. Đi ra khỏi nhà trọ, hai người vừa đi vừa gọi tên Đa Đa, cùng cố gắng nhìn xung quanh. Đột nhiên ở trong bụi cỏ bên cạnh chuyển đến một trận cổ quái âm thanh. Đa Đa! Đàn Thụy Giáo vốn đã kinh hỉ, thét chói tai ra tiếng. Nhưng sau khi nhìn rõ ràng, thanh âm của cô nhất thời không thể ra khỏi họng, cả người xấu hổ không thôi. Không khó để nhìn ra trong bụi có hai con chó kia đang làm chuyện gì tốt. Há hốc mồm ngây người một lúc, cuối cùng vẫn là Kê Hướng Huệ đem cô lôi đi, làm cho một đôi cậu tình lữ được riêng tư. Đa Đa! Đa Đa! Thế nhưng cô không nói lên lời. Nó đang giao phối. Anh hảo tâm thay cô đưa ra kết luận. Đàn Thụy Giao mặt đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp nói. Anh làm sao có thể nói trực tiếp như vậy nữa? Hơn nữa, làm sao có thể? Đa Đa nó hẳn là hài tiểu tử. Làm sao có thể làm chuyện này chứ? Em nuôi con chó kia đã bao lâu rồi? Ước chừng một năm. Thời gian một năm cũng đủ làm cho một con chó trưởng thành. Trưởng thành cho biết làm xoài sự tình này cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Anh đương nhiên nói. Nhanh như vậy sao? Cô vẫn là không thể chấp nhận việc Đa Đa đến lúc muốn có bạn gái. Tốt lắm, đã biết nó không có bỏ đi, hiện tại em có thể đi ngoan ngoãn đi bệnh viện được rồi chứ? Cũng được. Cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Trong phòng bếp, một gã đàn ông không biết nấu ăn đang tiến hành quá trình chế tác vĩ đại của anh. Đàn Thụy Giao bởi vì hiện tại biến thành bàn tán nhân sĩ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ghế tựa, chờ Kê Hướng Huệ mang đồ ăn mà anh chuẩn bị sang. Chẳng qua cô thực sự hoài nghi, anh có thể mang cái gì sang có thể ăn được sao? Ăn thôi nào. Kê Hướng Huệ mang sang một cái nồi đầy, không biết là chứa gì này nọ có thể ăn được hay không, nhưng mà lại rất thơm nha. Anh múc một bát đưa đến trước mặt cô. Cô có chút há hốc mồm xem nguyên liệu trong bát, nhấc đôi đũa lên, gắp một mảng lá cây màu xanh. Cô hộ nghi liếc nhìn anh. Đây là cái gì? Rau cần. Kê Hướng Huệ cũng thấy chính mình múc một bát. Cô nghe vậy thiếu chút nữa thì té xỉu, nhịn cười. Cô chỉ ra chỗ sai nói. Rau cần là ăn thân nó, không phải là ăn lá cây. Còn có cái này thoạt nhìn rất là giống dây thun. Kê Hướng Huệ mặt lộ ra vẻ xanh xao trả lời. Cái kia là
Mì ăn liền. Mì ăn liền? Đan Thủy Sao lại một lần nữa há hốc mồm. Em có thể biết là anh nấu nó như thế nào không? Có thể đem mì ăn liền nấu thành như vậy sao? Thực sự là rất khoa trương. Cô cho rằng mì ăn liền trên thế giới này là đơn giản nhất đồ ăn. Chỉ cần chế nước sôi, chờ khoảng 3 phút là có thể thành công. Vậy mà một chén thoạt nhìn như quỷ dị này lại là mì ăn liền. Thật đúng là cuộc đời này cô lần đầu tiên nhìn thấy. Tuần Nhan lộ ra thần sắc xấu hổ, anh có chút khó có thể mở miệng nói. Anh đem mì ăn liền cho vào nước nấu với nhau. Sau đó bởi vì phải đợi trứng với rau chín, cho nên liền... Nghe xong câu giải thích của anh, Đan Thủy Giao đã cười dữ rồi. Bỗng cô nhìn thấy trên tay anh xuất hiện rất nhiều vết thương mới. Cô vội vã thu hồi nụ cười, chau mày lại quan tâm hỏi. Đây là chuyện gì? Trên tay anh làm sao lại có nhiều vết thương như vậy? Kê Hướng Huệ vốn xem thường như không có việc gì thu tay lại. Nhưng là tay nhỏ bé của cô đã gắt gao bắt lấy tay của anh không tha, bướng bỉnh kiên trì muốn có được đáp án. Anh khẽ thở dài. Không có gì. Vừa nãy anh gọt hoa quả không cẩn thận bị thương. Anh chỉ là không có thói quen dùng dao thái, cho nên không cẩn thận bị thương thôi mà. Em không cần lo lắng đâu. Anh cho rằng thói quen xỏ chỉ luyện kim là những việc tinh tế của anh, hẳn là nấu ăn chắc cũng không thành vấn đề. Bất quá thoạt nhìn tựa hồ đơn giản, nhưng thực tế lại không hề đơn giản chút nào. Ít nhất với anh mà nói, hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Hoa quả ở đâu? Anh lộ ra nụ cười xấu hổ. Nếu em không để ý, trên mặt có dính máu của anh mà nói, thì anh đã đặt nó ở trong tủ lạnh. Kỳ thực nói gọt tốt cũng thực miễn cưỡng, bởi vì lúc anh gọt vỏ trái cây, cũng gọt đi không ít thịt quả, cuối cùng căn bản là trong dĩa, nhìn không ra nó vốn dĩ là cái gì. Anh thật là ngốc, cái gì mà không cần lo lắng chứ? Đan Thủy Giao cắn chặt môi, vừa tức lại vừa đau lòng trách anh. Bị thương thành ra như vậy, thế nào mà anh có thể cầm bút được, làm sao mà đi làm được chứ? Miệng vết thương của anh lớn lớn nhỏ nhỏ, đều một bàn tay đều có, thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy đau lòng không thôi. Anh chẳng lẽ không biết đối với nhà thiết kế, tay là cỡ nào quan trọng sao? Bất quá là một bữa cơm mà thôi, gọi bên ngoài không phải là sẽ được sao? Vì sao lại muốn chính mình xuống bếp để bị thương như vậy? Xem tay anh, nước mắt cô muốn rơi ra khỏi hốc mắt. Cô đệ thấp thanh âm hỏi. Rất đau vậy không? Em lấy hòm thuốc, bôi cho anh nha. Cô vội vàng muốn đứng lên, bỗng lảo đảo, hướng mặt ngã xuống đất. Cẩn thận! Kê Hướng Huệ vội vàng bước tới chỗ cô. Ngay lúc cô sắp hôn môi với mặt đất, liền đem cô kéo vào trong lòng. Cô vội vàng níu chặt cổ áo của anh, kinh hoàng mở to mắt, nhìn thẳng tắp vào đôi con người đang lo lắng của anh. Trong phút chốc, cô tựa hồ có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của anh. Hơi thở áp sát bên tai, hai tay ôm chặt eo cô, bầu không khí đầy ám muội. Trong phút chốc, hai người lâm vào trầm mặc. Anh thử buông tay, nhưng cô lại sống chết ôm chặt lấy anh không tha. Em nghĩ, em nhất định là điên rồi. Đan Thủy Giao nhìn anh nói nhỏ, chủ động đưa lên bộ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng phủ lên môi anh, sau đó thì buông ra. Thực sự là em điên rồi. Anh cũng không làm cho cô lùi lại, ấn đậu cô, đôi môi vội vàng phủ lên môi cô. Anh không giống như cô, chỉ là hôn nhẹ, mà là nhiệt tình vươn đậu lưỡi cùng cô giao triền. Bị hôn mê màng choáng váng, Đan Thủy Giao trong đầu hiện lên một ý niệm. Cho dù điên rồi cũng vậy, hiện tại cô rất muốn anh. Nảy hôn, đảo mắt tựa như xuân hỏa thiêu đốt, thành lửa cháy lan ra đồng cỏ đại hỏa. Kê Hướng Huệ một phen ôm lấy cô, bước nhanh đến phòng ngủ đi đến, dọc theo đường đi, bọn họ môi cũng chưa từng tách ra. Anh vừa đem cô phóng tới trên giường, cô tựa như mèo hoang nhiệt tình, xoay người đưa anh cấp đặt dưới thân, bá đạo giành quyền khống chế. Đôi tay nhỏ bé của cô lôi kéo quần áo của anh, làm càn ở trước ngực của anh, nghịch ngợm miệng lưỡi của anh, còn ác liệt ở bên cổ anh, cắn để lại dấu răng, làm như muốn để lại chứng cứ. Bọn họ nhiệt tình mãnh liệt mà cấp tốc. Mặc dù đều có làm chưa đủ, nhưng bọn họ lại cảm thấy trong cơ thể dục vọng cơ hồ đã làm cho người ta cảm thấy đau đớn. Hai người nhiệt liệt giao triển, kích tỉnh lan tràn toàn bộ không gian. Thiêu đốt cả đêm, Đan Thủy Danh đứng ở ngoài cửa nhà trọ Đan Thủy Giao, lặng lặng chờ em gái tới mở cửa. Không nghĩ tới, người mở cửa lại là Kê Hướng Huệ. Cô chấn động. Hướng Huệ, cậu làm sao có thể ở trong này? Quan trọng là còn để trần nửa người nữa. Chị, Thủy Giao vẫn còn đang ngủ, em kêu cô ấy dậy. Kê Hướng Huệ không có đáp lại vấn đề của cô, tránh nặng tìm nhẹ, xoay người bước đi.
Đan Thủy Danh vẻ mặt nghi ngờ vào nhà, phát hiện dấu vết trên người anh, không nhịn được kinh hô ra tiếng. Phía sau lưng anh đều vết loang lổ, trước ngực cũng có lớn nhỏ không động nhất dấu vết, không cần nghĩ cũng biết được là do cô dâu mới hàng đêm kích tỉnh chứng cứ. Bất quá là cô dạo này cũng có chút hơi bận nên đã quên chú ý tới cô em gái. Cũng không thể nghĩ tới đôi vợ chồng đã ly hôn này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn mà phát sinh quan hệ lại như vậy. Này, đối với tình yêu chớp nhoáng, kết hôn chính là như vậy. Hiện tại muốn tái diễn tình huống năm đó sao? Đan Thủy Danh ngốc lăng ngồi ở trên ghế sofa, xem Kế Hướng Huệ đi vào phòng của Đan Thủy Giao. Dậy thôi, chị đến tìm em. Đan Thủy Giao cuốn chăn ngủ say sưa, Kế Hướng Huệ ngồi bên giường lay cô tỉnh dậy. Chị tìm em làm cái gì? Em không cần rơi xuống, để cho em ngủ. Than thở lung tung, Đan Thủy Giao lạm lũng, không muốn rời khỏi ổ chăn thoải mái. Không được, phải rời giường thôi, chị đang ngồi chờ em ngoài ghế sofa. Kế Hướng Huệ mặc dù rất thích nhìn bộ dáng của cô ngủ nướng trên giường, nhưng chị cô đang đợi ngoài phòng khách. Hôm nay em đã ngủ rất nhiều rồi, bây giờ cũng đã trưa rồi. Tối hôm qua hai người quấn quýt lấy nhau đến nửa đêm, ngay cả anh cũng đã ngủ đến khi mặt trời lên cao, cho đến vừa rồi nghe tiếng chuông cửa mới đứng dậy đi mở cửa. Tranh đấu một hồi lâu, cuối cùng Đan Thụy Giao cũng có thể rời được giường. Đan Thụy Danh nhìn hai người từ trong phòng đi ra, xem ra bọn họ bộ dáng thật thân mật, thậm chí Kế Hướng Huệ có thể cho phép Thụy Giao thô lỗ, còn mang theo mỉm cười sủng nịnh, nhìn chăm chú vào nó. Cô thập phần kinh ngạc, bọn họ trong mắt tựa hồ chỉ có nhau, mà cô tựa như cái bóng đèn không thức thời. Cô hò nhẹ vài tiếng, muốn nhắc nhở hai vợ chồng đã ly hôn kia rằng có cái bóng đèn này vẫn còn tồn tại. Thế này mới nhớ lại chị của mình, Đan Thụy Giao đầu tiên là thường Kế Hướng Huệ một cú đá vào chân, sau đó dường như không có việc gì, đi đến trước mặt Đan Thủy Danh. Chị, hôm nay chị thế nào lại đến đây? Chị gần hẳn nhất, cũng chuẩn bị cho hôn lễ mới đúng. Còn nói sao, hôm nay đến Ellen tìm em, mới biết được em bởi vì trẹo chân, muốn nghỉ ngơi vào ngày, cho nên chị mới đến đây xem em như thế nào. Chính là không nghĩ tới, Hướng Huệ cũng ở đây. Cô đưa ánh mắt thâm ý nhìn bọn họ. Chuyện này... Là lên giường cùng chồng cũ hay là bạn tốt đây? Vẫn là... Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Nhưng thật đáng tiếc, Kế Hướng Huệ lúc này không hề có phong độ chút nào, liền quay đầu bỏ qua ánh mắt cầu cứu của cô. Đối mặt với Đan Thủy Danh tào nhã hỏi. Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi. Em trước giúp mọi người mua cơm. Chị muốn ăn cái gì? Đan Thủy Danh mỉm cười trả lời. Cậu cứ tùy tiện mua là tốt rồi. Tôi ăn sao cũng được. Bọn họ có qua có lại đối thoại, tào nhã lễ độ giống như quý tộc ở trong cung đình, trừ bỏ Đan Thụy Giao ra. Cô giữ chặt ăn, nghiến răng nghiến lợi giống. Kế Hướng Huệ, làm sao em có thể bỏ trốn chứ? Bỏ lại cô một người ở trong này, nhận tra khảo sắp đến. Anh một mặt vô tội trả lời. Anh đâu có chạy trốn. Anh chỉ là đi ra ngoài thay mọi người mua cơm mà thôi. Hiện tại anh cũng không cho rằng Đan Thụy Danh sẽ hy vọng anh ở lại. Anh nhìn ra được cô hy vọng anh sẽ tránh đi một lát, để cho chị em các cô có thể thoải mái nói chuyện. Trong phòng khách to như vậy, chị em hai người đối mặt nhìn nhau. Chị nghĩ em hiện tại nên ngoan ngoãn trả lời chị, hai người các em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đan Thủy Danh thẳng thắn hỏi. Tụi em hiện tại cũng chỉ là... Đan Thủy Giao ấp á ấp úng, nói không nên lời. Nhìn bộ dáng của cô, Đan Thủy Danh thở dài một cái, trong lòng cũng biết rõ ràng. Kỳ thực lúc nhìn thấy hai đứa ở chung, chị cảm thấy cho dù các em muốn hợp lại cũng là có thể. Cô còn chưa nói xong, Đan Thủy Giao lập tức đánh gãy lời của cô. Không có, chúng em không muốn có hợp lại. Không có. Nhưng là những gì cô vừa nhìn thấy rất rõ ràng, cho dù là vợ chồng trẻ cãi nhau, nhưng là em gái cô vừa ầm ĩ vừa thay Kế Hướng Huệ sửa sang lại cổ áo, còn anh ta cũng là ôn nhu giúp đỡ ôm lấy nó, để cho nó đang bị thương ở chân cũng không phải chịu quá nhiều sức nặng cơ thể. Còn có Kế Hướng Huệ thế nhưng ra bên ngoài giúp nó thu quần áo và cho nó thay. Hai người ăn ý như vậy, cảm giác tựa như vợ chồng già. Em gái lại nói bọn nó không có ý định hợp lại. Vì sao? Đan Thủy Danh không hiểu hỏi. Đây là hai người các em ra quyết định sao? Hay là do chính bản thân em muốn như vậy? Em cùng anh ta vẫn còn chưa có thảo luận qua. Chính em cũng không có nghĩ tới sẽ thảo luận với anh ta vấn đề này. Là không nghĩ tới hay là có vấn đề khác?
Đan Thủy Danh biết em gái cô tuy rằng bề ngoài kiên cường, nhưng sâu trong lòng vẫn thực sự rất yếu ớt. Hiện tại nó không chịu thừa nhận hai người hợp lại. Tất nhiên, chính nó suy tính cho cùng lo lắng. Khẽ thở dài, Đan Thủy Giao không biết có thể gạt được chị mình hay không. Cô cắn môi, chậm ngâm một lúc lâu. Sau đó chậm rãi nói ra lý do thực sự. Em biết, anh ấy thay đổi rất nhiều, cũng trở nên ôn nhu. Thậm chí cũng không để ý em có phải là một khuê nữ dịu dàng hoàn mỹ. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian để nghe em nói chuyện, không đem công việc của anh ấy đặt ở trên hàng đầu. Anh ấy thậm chí còn có thể theo em ngẫu nhiên tùy hứng sủng định em. Chính là cho dù anh ta có trở nên tốt như thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô vẫn rất sợ hãi. Đan Thụy Danh không có lên tiếng, lặng lặng chờ em gái mình nói cho hết nỗi lòng. Em còn sợ sẽ giống như trước đây. Ôn nhu này, những tốt đẹp này, sợ là sau khi kết hôn tất cả đều biến mất. Em sợ anh ấy sẽ thay đổi nhất thời. Em sợ nếu thừa nhận em lại buông ra tâm phòng bị nhận anh ấy. Em sợ chúng em sẽ lại không ngừng cãi vã, sợ lúc nào cũng phải chờ đợi anh ấy trở về. Một lần bị thương, cô có thể lừa gạt bản thân miệng vết thương kia kỳ thực không đau. Cô có thể lừa chính mình là cô đã sớm quên đi những đau đớn đó rồi. Nhưng là từng bị thương, cho dù miệng vết thương khép lại, đau đớn này khắc lại sâu ở trong trí nhớ. Mỗi khi trời nó lại đau âm ỉ, nhắc nhở cho cô rằng cô đã từng bị thương, từng vì yêu sâu đậm để rồi đau đớn. Cho nên mặc dù cô biết anh đã thay đổi, anh đối với cô rất tốt, nhưng mà cô cái gì cũng đều không có nói ra. Cho dù hai người hiện tại sống giống như một đôi tỷ nhân, nhưng cô vẫn luôn dùng quan hệ bạn bè để bảo hộ chính mình. Nghe xong, Đan Thụy Danh không nhịn được mà thở dài. Chị hiểu rồi, chính là mặc kệ như thế nào, em cũng không thể vĩnh viễn mờ ám như vậy. Một ngày đó đó, em nên cùng anh ta nói rõ ràng, có biết hay không hả? Vâng, em biết rồi. Đan Thụy Giao gật đầu trả lời, cô cũng biết bọn họ lại không nên đi xuống như vậy, là lúc nên đem lời nói cho rõ ràng. Nhưng mà những ngày sau đó, Kỳ Hướng Huệ cũng không có cho Đan Thụy Giao thời gian để nói rõ ràng. Anh chỉ để lại lời nhắn cho cô, rằng anh đi Pháp công tác một thời gian, rồi liền biến mất khỏi sinh hoạt của cô. Như vậy là tốt hay là không tốt đây? Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy một chút mất mát. Cô phục hồi lại tinh thần, bởi vì Dada đang cắn ống quần của cô, lắc mạnh cái đuôi, muốn đem cô kéo ra bên ngoài, như là ở ngoài cửa có gì đó muốn cho cô xem. Dada, mày sao vậy? Đan Thủy Giao bị kéo đi đến cạnh cửa, Dada bỗng chốc liền chui ra ngoài. Trên cửa có thiết kế để cho Dada ra vào dễ dàng. Có cái gì ở ngoài cửa sao? Đan Thủy Giao hồ nghi mở cửa, bỗng nghe tiếng con chó nhỏ kêu, cô liền hướng tầm mắt nhìn xuống dưới. Đập vào mắt cô là những con chó nhỏ nằm trong hộp giấy, còn Dada thì đang canh giữ ở bên cạnh. Đan Thủy Giao tay run run chỉ vào hộp giấy, mắt trợn to, nhìn những con chó nhỏ có bộ dáng cùng màu sắc Dada có vài phần giống nhau. Cô khiếp sợ nhìn về phía chó cưng nhà Bình, không thể tin được mà khẽ lẩm bẩm. Thối Dada, không phải là mày mang con từ bên ngoài về đấy chứ? Cô nhớ tới hình ảnh Dada giao phối, trong đầu một trận hoa mắt chóng mặt. Cô vội vã đợi lấy cánh cửa. Ôi trời ơi, cô nhớ có lần Cây Hướng Hòe đã nhắc cô nên dẫn Dada đi tỉnh sản, nhưng cô lại quên mất. Hiện tại thì tốt rồi, nhất thời sơ sẩy, kết quả là cho chó cưng của cô ngay cả con riêng cũng đều có. Thanh âm của cô làm cho nhóm chó nhỏ thức dậy, toàn bộ mở mắt ra, đơn thuần hồn nhiên nhìn cô. Đan Thụy Giao chống cự không được vẻ mặt đáng yêu của chúng. Cô muốn đối với vật nhỏ này bỏ mặc, thực sự cô là không làm được. Ngồi xổm xuống ôm lấy hộp giấy đi vào trong nhà. Mà Dada cũng liền lắc mạnh cái đuôi, hưng phấn ở bên chân cô vòng đi vòng lại, tựa hồ như đang nói lời cảm ơn. Tại Paris, Pháp, từ trước đến nay, Kế Hướng Huệ luôn luôn nổi tiếng với hình tượng quý tử cao nã trong xã giao. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của anh lại lạnh lùng đến cực độ, ngay cả mỉm cười khách sáo cũng không nặn ra được. Nguyên nhân chính là vì các ngôi sao nhí đang gào khóc không ngừng, làm cho toàn bộ trường quay đều mệt rã rời, tiến độ cũng trở nên chậm chạp. Anh cùng với nhân viên chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi người dỗ bọn nhóc lại cho nín. Đứa nhỏ quả nhiên là tiểu ác ma, khiến mọi người trên thế giới này đều chán ghét. Điều này làm cho anh nghĩ tới trước khi ly hôn, Thủy Giao cũng tự nói muốn có một đứa nhỏ. Khi đó anh kiên quyết cự tuyệt, cũng làm cho quan hệ vợ chồng càng đi đến đổ vỡ. Từ lúc gặp lại Thủy Giao, hai người không hề có biện pháp phòng hộ nào.
Nếu thực sự vạn nhất lỡ có thì phải biết làm sao đây. Đứa nhỏ anh thực sự rất chán ghét, nhưng cô ấy lại không phải như vậy. Vài lần đến Ellen, thường thường có thể nhìn thấy cô ấy chủ động đùa với con nít ăn ở trong quán. Khi tính tiền, cô cũng sẽ đưa thêm một ít bánh kẹo linh tinh cho khách hàng có con nhỏ, trong mắt chứa đầy sủng nịnh cùng yêu thích trẻ con. Nếu như có một đứa nhỏ mà nói, cô ấy chắc chắn là sẽ rất vui vẻ. Nếu là con gái mà nói, anh sẽ dạy nó từ nhỏ, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một thục nữ hoàn mỹ. Kê Hướng Huệ đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhạo báng chính suy nghĩ của mình. Vì một cái không biết rốt cuộc có hay không đứa nhỏ, thế mà anh lại có thể nghĩ đến vấn đề tương lai, dạy dỗ cho một đứa nhỏ. Đợi chút, anh bỗng nhiên giận mình. Anh thế nhưng lại nghĩ đến vấn đề đứa nhỏ sinh ra thì nên làm cái gì bây giờ, lại còn bắt đầu ảo tưởng chính mình cùng với cô ấy sinh một đứa nhỏ. Anh không hề bài xích, ngược lại thậm chí còn rất chờ mong. Di động bên hông vang lên đánh gãy suy nghĩ của anh, vội vàng tiếp điện thoại. Alo, Thủy Giao. Là em. Đàn Thủy Giao khẩu khí nghe qua có chút bất an. Có chuyện gì sao? Tại sao còn chưa ngủ? Anh nhìn đồng hồ, hiện tại Paris đã là 6 giờ tối, giờ này bên Đài Loan ước chừng đã là hơn 1 giờ sáng. Anh mấy ngày nay không có nghe qua thanh âm của cô. Sau khi đến Paris, công việc quá bận rộn, mỗi khi có thể nghỉ ngơi thì Đài Loan cũng đã nửa đêm. Em không ngủ được, có chút việc muốn nói cùng anh. Hiện tại anh có rảnh không? Cô có chút khẩn trương hỏi. Cô không biết mình khẩn trương là do chuyện sắp nói mà khẩn trương, hay là do những ngày tháng gọi điện cho anh trước kia đã tạo ra bóng ma sợ hãi. Anh không sao. Âm thanh ôn nhu của anh đang nói chuyện, bỗng có một trận vật thể rơi xuống xen vào mà dừng lại. Đàn Thủy Giao chỉ nghe trong điện thoại tiếng của anh nói tiếng Pháp, vội vàng nói chuyện, còn có tiếng khóc của trẻ con, rất ồn ào. Cô cơ hồ không nghe rõ anh đang nói cái gì. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nắm chặt điện thoại, cô lo lắng hỏi anh. Một hồi lâu sau, thanh âm ẩm ý mới chậm rãi bình ổn xuống, Kê Hướng Huệ mới lại truyền vào trong tai cô. Vừa nãy có một đứa nhỏ khóc nháo lên, không biết gì mà phát tiết điên khùng, làm cho các tượng người mẫu ngã trái phải lung tung, còn ở đó mà khóc lóc không ngừng. Khẩu khí của anh trở nên ác liệt, sắc mặt lạnh đến nỗi có thể đóng băng người khác. Chết tiệt, đúng chưa, không nên nhận dự án quỷ quái này. Còn nói các ngôi sao nhỏ tuổi có thể dễ ở chung, căn bản chính là một đám tiểu ác ma, thực sự là làm cho người ta cảm thấy không thể chịu nổi. Nghe anh oán giận, Đan Thủy Giao nhất thời trầm mặc, có lẽ chuyện kia hiện tại không thích hợp để nói. Oán giận xong, Kê Hướng Huệ không nhớ tới cô tựa hồ có chuyện gì muốn nói. À đúng rồi, em vừa rồi hình như còn muốn nói chuyện gì đúng hay không? Không có, không phải chuyện trọng yếu gì. Cô vội vàng trả lời anh. Thực sự là không có việc gì sao? Anh sâu sắc nhận thấy được khẩu khí của cô có chút bất đồng. Không có việc gì. Thực sự thì điện thoại quốc tế phí rất là đắt tiền. Chờ anh trở về em nói sao cũng được. Nói xong không đợi anh trả lời, cô vội vã tắt điện thoại, thậm chí lấy pin di động ra, kinh hoàng để một bên. Có lẽ hôm nay không nên gọi điện thoại, như vậy cô cũng sẽ không biết anh ta vẫn như trước rất chán ghét trẻ con, giống như hai người trước khi ly hôn. Như vậy mà chán ghét. Phải quyết định thế sao? Bảo bối của cô thì phải làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, ánh mắt ôn nhu liếc nhìn tấm phim siêu âm trên bàn. Nếu như anh ấy có thể một chút yêu thích những đứa nhỏ mà nói, bọn họ liệu có thể hay không? Hướng Huệ. Kê Hướng Huệ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn cô gái đứng lại ở đại sảnh khách sạn. Ấu Dung, em làm sao có thể ở trong này? Hạ Ấu Dung nhàn nhạt mỉm cười. Là em cố tình đến tìm anh. Anh nhếch mày lên, tựa hồ đối với việc cô lao tâm khổ tứ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng anh không nói thêm gì. Anh mời em uống cà phê, nơi này cà phê rất nổi tiếng. Hai người chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống gọi cà phê, rồi đều trầm mặc cho đến khi nhân viên phục vụ mang cà phê lên. Em nghĩ em và anh cần một đáp án. Nhìn người đối diện do cà phê tỏa khói nghi ngút mà khuôn mặt có vẻ mơ hồ, Hạ Ấu Dung nhẹ giọng mở miệng. Kê Hướng Huệ sớm đã đoán được ý đồ của cô khi đến đây, thở dài nói. Thật xin lỗi, anh... Hạ Ấu Dung không hề ngạc nhiên, chính là không hiểu vì sao. Vì sao? Không phải là em. Là do em có chỗ nào không tốt sao? Cô từ nhỏ đã luôn luôn bị giáo dục phải trở thành một thục nữ hoàn mỹ,
vĩnh viễn ăn không đủ no để giữ dáng người tiêu chuẩn, đi đứng đều phải thể hiện phong thái đoan trang tao nhã. Có rõ ràng là đối tượng hoàn mỹ của anh, cô không hiểu vì sao anh lại không chọn cô. Không, em rất tốt. Kê Hướng Huệ lắc lắc đầu, thật tỉnh nói. Nếu em thực sự tốt giống như những lời anh nói, vậy tại sao anh chọn cô ấy mà không phải là em? Đây là vấn đề mà cô không thể nào hiểu được. Nghĩ đến Đan Thủy Giao, anh không nhịn được mà lộ ra thâm tình, ôn nhu cười nhẹ. Nói thực ra, lúc trước chưa phát hiện tình cảm của chính mình, anh cũng đã từng hoài nghi qua điều này. Bất quá hiện tại anh có thể nói do em vì sao. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy rất mỹ lệ, dáng vẻ cũng ông dung hào phóng, giống như thiên kim nhà giàu tiêu chuẩn. Khi đó anh liền động lòng, bọn anh đã nhanh chóng kết hôn. Chẳng qua sau khi kết hôn, anh mới phát hiện ra, anh đối với cô ấy nhận thức quá ít, không có chung đề tài trọng tâm. Đối với cuộc sống của bọn anh, cũng có rất nhiều việc không có chung nhận thức. Cho nên, cho dù cô ấy xinh đẹp như trước, nhưng bọn anh cũng không ngừng tranh chấp. Cuối cùng, cô ấy rốt cuộc không thể nào chịu nổi, và muốn cùng anh ly hôn. Về sau, khi gặp lại cô ấy lần nữa, anh mới biết được, anh chưa từng quên cô ấy. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng anh đã sớm vì cô ấy mà lưu lại một vị trí. Một vị trí mà bất luận kẻ nào cũng đều không thể thay thế được vị trí đó. Cho nên hiện tại cô ấy phù hợp với yêu cầu của anh. Hạ Ông Dung thực sự không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh. Không, không phải là như vậy. Kê Hướng Huệ mỉm cười đưa ra đáp án phủ định. Anh nghĩ cô ấy cả đời cũng sẽ không thể trở thành một thục nữ hoàn mỹ giống như em được. Nhưng anh chính là thích bộ dáng không hoàn mỹ đó của cô ấy. Không, chính xác mà nói là anh thích tất cả những gì thuộc về cô ấy. Cho dù cô ấy thích ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cho dù không có dáng người tiêu chuẩn, cho dù cô ấy nói chuyện lớn tiếng, tính tình cũng không đủ hào phóng, nhưng chỉ cần hết thảy là cô ấy, tất cả anh đều thích, thậm chí là thừa nhận. Những ngày ở chung với cô ấy, anh nhận ra được sự khác biệt của cô ấy không phải là do sau khi ly hôn mà thay đổi, mà nguyên bản đây vốn dĩ là bản tính thực sự của cô ấy, thoải mái không câu nệ, vui vẻ, nhiệt tình. Anh từng cho rằng chính mình khi hiểu biết được bản tính thật sự của cô thì vướng bận trong lòng đối với cô sẽ giảm bớt đi, có thể chỉ có thể làm bạn bè. Nhưng càng hiểu biết về cô ấy thì anh lại càng bị cô hấp dẫn, càng không thể không chú ý đến cô. Anh đem tất cả những gì không hoàn mỹ của cô trở thành một loại hoàn mỹ xinh đẹp. Anh biết vì chính mình yêu cô gái này cho nên đã chấp nhận hết tất cả. Bởi vì thích cho nên chấp nhận. Hạ Âu Dung thấp giọng nhấm nuốt ý nghĩa của câu này. Bị anh thẳng thừng cự tuyệt như vậy, trong lòng cô có điểm hơi lạc lõng, nhưng cũng không có nhiều lắm đau lòng, ngược lại lại có loại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Như vậy, em biết rồi. Môi cô nở đủ cười hoàn mỹ, nhẹ giọng chúc phúc. Vậy thì em chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn em. Anh hào phóng thừa nhận. Như vậy, em đi trước. Cảm ơn anh đã chiêu đãi. Xin lỗi, nhưng anh muốn nhờ em một việc. Không biết em có thời gian có thể giúp anh một chút được hay không? Hạ Âu Dung tò mò, thú vị gật đầu đồng ý. Rốt cuộc là chuyện gì mà anh ta lại lộ ra vẻ mặt này cơ chứ? Lát sau, hai người cùng nhau đi ra khỏi khách sạn, không chú ý tới bóng người lén lút tại góc đường, đang hướng máy chụp ảnh về phía bọn họ. Gã đàn ông đội nón màu đen, đang đứng ở trong góc tường, lộ ra nụ cười vừa lòng, nhìn qua góc độ chụp. Trong ảnh hai vị nhân vật chính thoạt nhìn giống như là tình nhân yêu cuồng nhiệt. Xem ra lần này mình thực sự nhặt được bảo vật rồi. Gã đứng trong góc khuất nở nụ cười lạnh nhìn cặp đôi nam nữ đã đi xa kia. Đàn Thủy Giao cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn tấm ảnh siêu âm 3D ở trên bàn. Hôm kia cô đã nôn khan một trận, nghĩ là ăn phải thức ăn hỏng nên đau bụng. Cô vội vàng đi khám, ai ngờ sau khi bác sĩ hỏi cô một vài vấn đề rồi lại muốn chuyển cô đến phụ khoa sản để kiểm tra. Cô bất an chuyển tới khoa phụ sản khám bệnh. Trải qua kiểm tra liên tiếp, nghe bác sĩ nữ tuyên cáo như sét đánh ngang tai. Đan tiểu thư, cô đã mang thai. Nữ bác sĩ nhìn vào hồ sơ, thấy cô Điển đã chưa kết hôn, khuôn mặt hơi biến sắc, khẽ thở dài nói. Đan tiểu thư, nếu cô có dự tính khác, tốt nhất là trong vòng 3 tháng đầu, nên tìm chỗ để xử lý. Chỗ xử lý ư? Đan Thủy Giao đột nhiên lộ ra biểu cảm hoảng sợ nhìn bác sĩ. Không không, tôi không có dự định gì khác, tôi muốn sinh đứa bé này ra. Không biết như thế nào, cô đem lời này thốt ra tự nhiên bên tai, hai tay vỗ về bụng còn bằng phẳng của mình. Nữ bác sĩ nghe vậy mỉm cười,
đưa tấm ảnh siêu âm 3D có hình dáng còn chưa rõ ràng của một đứa bé cho cô. Cô suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng lúc mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên, cô cũng đã tìm được đáp án. Có lẽ đứa nhỏ lại xuất hiện, muốn nhắc nhở cô nhanh chóng đưa ra quyết định về quan hệ của bọn họ. Rốt cục, thật vất vả, cô cố lấy dũng khí gọi điện cho anh ta. Không nghĩ tới cô còn chưa nói chuyện của cô mang thai, Kê Hướng Huệ lại trước mặt quăng cho cô một câu thật rung động. Anh ta lại nói tiểu hài tử tất cả đều là ác ma, làm cho người ta không thể nào mà chịu nổi. Cô nghe xong chỉ cảm thấy cổ họng nghẹt lại, không cách nào nói với anh ta là cô đang mang thai đứa nhỏ của anh. Anh không thích đứa nhỏ, nhưng là cô không thể đem đứa nhỏ bỏ đi, cho nên quan hệ của bọn họ nhất định chỉ có thể có một loại kết cục. Hiện tại không phải là vấn đề của bọn họ có yêu nhau hay không. Bây giờ cô nói cô lại yêu anh ta, thì có thể làm gì? Anh ta có thể yêu đứa nhỏ này sao? Hoặc là bọn họ lại dẫm lên vết xe đổ, lại lâm vào chiến tranh lạnh cùng tranh cãi. Tình cảm kia dành cho Đoan Thủy Giao không rét mà run. Sáng sớm ngày hôm sau, hầu như trên tất cả các sạp báo, các tờ báo và tạp chí đều xuất hiện các tiêu đề tin tức nóng. Kim Đồng Ngọc Nữ trong giới thượng lưu Pháp đang mua nhẫn kim cương. Theo bài báo, phóng viên đã chính mắt thấy hoàng kim quý công tử trong giới thượng lưu Kệ Hướng Huệ gần đây sang Pháp thiết kế trang phục cho một bộ phim điện ảnh chỉ là cách cớ. Lý do thực sự anh ta sang Pháp là để hẹn hò cùng mỹ nữ nổi tiếng Hạ Ấu Dung. Hai người tỏ ra rất thân mật, hơn nữa còn cùng nhau tới cửa hàng trang sức, ngọt ngào lựa chọn mua nhẫn kim cương. Từ điều này không thể khó đoán ra rằng chuyện tốt của hai người sắp xảy ra. Tiêu đề ở nằm ở trang bìa cùng với nhiều tấm ảnh của hai người xuất hiện dày đặc trên các mặt báo cũng lập tức trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người. Trong quán ăn của Ellen, Đan Thủy Giao xem tạp chí lá cải mới nhất, hai tay run cầm cập, nắm chặt lấy tờ tạp chí. Không thể tin hình ảnh nam nữ được chụp rõ nét, cô đọc kỹ một chữ trong đó. Kẻ lừa đảo, anh ta thế nhưng lại lừa cô. Cô còn tưởng rằng bọn họ gần nhất ở chung rất khá, cho rằng anh ta có thể chấp nhận cô như vậy, cho rằng hai người thực sự có khả năng làm lại từ đầu. Tuy rằng hiện tại bởi vì đứa nhỏ, cô là không có khả năng cùng anh ta ở chung, nhưng mà cô vẫn rất tức giận, thực sự đau lòng. Nguyên lai tất cả đều là nói dối. Đoàn Thụy Giao cảm thấy lửa giận tràn khắp cơ thể. Không được, tức giận này không giải tỏa thì không chịu được. Điền Tâm, cô đi vào trong phòng bếp gọi. Làm sao vậy? Ai chọc chị sao? Điền Tâm hơi nhướng mày, nhìn cô một mặt lửa giận. Này thì không có khả năng, rất ít người có thể làm cho Đan Thụy Giao nổi giận thành như vậy. Rốt cuộc là ai làm chuyện kinh thiên động địa, làm cho cô nội báo như vậy chứ? Nhà hàng này giao cho em, còn Đa Đa về làm cho con, cũng thuận tiện phiền em, chỉ muốn đi nước Mỹ một chuyến. Trước khi mở tiệm, cô bỏ vốn, Điện Tâm phụ trách phòng bếp. Công ty cổ phần mỗi người một nửa cùng nhau quản lý, đem nhà hàng quăng cho cô, thật là thiên kinh địa nghĩa. Nước Mỹ, chị muốn đi tìm bố mẹ chị sao? Chị không phải là đi thăm người thân. Không phải là đi thăm người thân, vậy thì làm cái gì? Vậy tại sao chị lại đi nước Mỹ? Đan Thủy Giao cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng. Chị đi sinh đứa nhỏ. Đây là một tuyên cáo lực sát thương thật mạnh, làm cho nhân viên trong phòng bếp cùng Điền Tâm đều bị dọa đến choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng thì liền nhìn thấy cô xoay người một cái, nộ khí đằng đằng bước đi. Cô ấy vừa mới nói muốn đi nước Mỹ sinh một đứa nhỏ hay sao? Không thể nào. Đan Thụy Doanh động dạng, cũng đã xem tạp chí bát quái, vội vàng chạy qua Ellen, không nhìn thấy Thụy Giao đâu, liền vội vàng đuổi tới nhà trọ của em gái. Đan Thụy Giao đang lôi một cái vali, đem tất cả quần áo vùi vào trong đó. Quăng xong một cái vali đồ, cô lại lấy ra một cái khác, lặp lại động tác tương tự như vậy. Thụy Giao, chị vừa mới đi qua Ellen. Em nói em muốn tới chỗ bố mẹ, sinh đứa nhỏ phải không? Là chị nghe lầm hay là em nói sai? Đan Thụy Danh vừa vào trong nhà trọ, lập tức hỏi ra một chuỗi vấn đề. Tay ngừng động tác, Đan Thụy Giao đi đến phòng bếp, giúp chị gái rót cốc nước, rồi quay lại tiếp tục thu thập đồ đạc. Không có, chị không nghe sai. Em cũng không có nói sai. Chính xác là em muốn đi Mỹ, để sinh con. Cô bình tĩnh nói xong, dường như tất cả lửa giận cũng trôi đi. Đứa nhỏ! Đan Thụy Danh vừa mới uống ngụm nước, tất cả đều phun ra ngoài. Em, đứa nhỏ... là của ai? Cô thế nhưng lại hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy. Thời gian này cùng em gái tiếp cận nhất chỉ có thể là Kê Hướng Huệ mà thôi. Đứa nhỏ nếu không phải là của anh ta thì là của ai? Bố đứa nhỏ đã chết rồi. Không ngờ Đan Thụy Giao lại cắn răng rủa ra như vậy,
Đứa nhỏ này là của một mình cô, cụ cưng của cô, mới không có loại bố nói dối mà sống, đem con gái của mình ra đùa giỡn. Thủy Giao. Đàn Thủy Giao đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, thống khổ nói. Chị, vì sao em lại ngốc như vậy chứ? Vì sao em lại không nhìn rõ bộ mặt thật của tên đàn ông này? Chị có biết không, em thực sự đã cho rằng anh ta lại một lần nữa yêu em. Thậm chí còn cảm thấy anh ta đã không còn yêu cầu hoàn mỹ như vậy nữa. Không nghĩ tới, hết thảy tất cả đều là nói dối. Anh ta thích vẫn là cái loại thục nữ lễ nghi phiền phức đó. Đan Thủy Dành nghe em gái than khóc, không nhịn được hốc mắt cũng đỏ lên. Cô vươn tay ôm lấy thân hình lung lay, sắp đổ xuống của em gái, muốn cho nó một chút an ủi. Nếu không thể thật tình yêu em, vì sao lại đối xử với em dịu dàng? Vì sao lại cho em hy vọng? Cô bất lực ôm chị mình, nước mắt cô không thể kiềm chế được mà rơi xuống. Lần này Đan Thủy Dành cũng không ngăn cản em gái lại, cô thậm chí còn hỗ trợ, đem hành lý sửa sang lại cho tốt. Trước khi tiện em gái lên máy bay, cô gắt gao cho nó một cái ôm. Sau khi đến nước Mỹ, hãy gọi điện thoại cho chị. Đan Thủy Dao cắn cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi nói. Em sẽ gọi cho chị, em đi đây. Trên bầu trời sân bay, trước một màu lam bao phủ, nhưng lòng của cô lại giống như bầu trời đen tối của đêm mưa, không còn trong xanh như thế nữa. Công tác cũng sắp sửa kết thúc, Kê Hướng Huệ dùng webcam liên lạc của phòng lập nghiệp Đài Loan để nắm bắt tình hình trong công ty. Chính là không biết vì sao, hôm nay lúc mở thiết bị nghe nhìn hội nghị, tất cả nhân viên đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn anh. Các người hôm nay có chuyện gì sao? Trên mặt tôi có gì không thích hợp sao hả? Kê Hướng Huệ ngữ khí có chút nhạt nhạt không vui. Giám đốc, đây là tạp chí ngày hôm qua mới xuất bản. Chủ nhiệm quan hệ xã hội báo cáo. Tạp chí? Thì làm sao? Bởi vì tờ bìa của tờ báo có liên quan đến giám đốc. Tin tức nháo siêu đại. Liên quan đến tôi? Kê Hướng Huệ nhíu mày. Tôi ở nước Pháp, không có mang theo bạn gái. Ước hội cái gì chứ, làm sao có thể lên đầu bìa tạp chí? Giám đốc, nhưng hiện tại trên tạp chí viết, giám đốc cùng với Hạ Tiểu Thư, hai người ngọt ngào hẹn hò tại Pháp, còn mua nhẫn kim cương, cùng ngắm cảnh đêm lãng mạn, sắp sửa kết hôn nữa. Chủ nhiệm ban quan hệ xã hội mơ hồ trần thuật. Cái gì? Nghe vậy, anh chưa từng có kích động như vậy, còn đánh nghiêng đi cà phê trên bàn. Không để ý cà phê chạy xuống hoen ố tài liệu trên bàn, anh chỉ nghĩ tới Thủy Giao có khả năng cũng sẽ đọc được những tin tức nói hiêu nói vượn này. Tất cả nhân viên đều bị anh đột nhiên tức giận, làm cho sợ hãi. Mọi người nhìn nhau dò xét, không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng là chủ nhiệm ban quan hệ xã hội, tự cho là thông minh nói. Giám đốc, chúng tôi biết giám đốc bị chụp ảnh rất tức giận. Bất quá, chuyện tốt gần mà nói, kỳ thực. Anh ta còn chưa nói xong, Kê Hướng Huệ liền độ khí đằng đằng, đánh gãy lời anh ta nói. Lập tức đem tất cả các tạp chí kia đều đưa sang đây cho tôi. Tôi muốn biết trên đó rốt cuộc nói hiểu nói vượt cái gì. Vâng vâng. Còn có, lập tức đặt một chuyến vé máy bay gần nhất, tôi muốn về Đài Loan. Nhưng giám đốc, công việc ở Pháp không phải là còn 3 ngày nữa mới có thể hoàn thất kết thúc hay sao? Kê Hướng Huệ lãnh đạm trả lời. Anh đã nhắc vậy, vợ tôi liền thuận tiện mua luôn một vé máy bay đến Pháp tiếp tục công việc, đến khi dự án kết thúc mới thôi. Nói xong, anh lập tức cắt phòng WeChat, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đan Thủy Giao. Điện thoại của cô thông báo không liên lạc được, anh nhấn số gọi điện thoại trong nhà trọ của cô, cũng không ai bắt máy. Gọi đến Ellen thì nhân viên ở đó cũng chỉ nói bà chủ không có ở đây, không biết đã đi nơi nào. Đáng chết, cô sẽ không trốn tránh anh chứ. Không được, anh nhất định phải lập tức trở về Đài Loan mới được. Vừa ra đến sân bay, anh ta lập tức tới Ellen. Vừa vào cửa, anh liền có thể cảm nhận được nhân viên phục vụ nơi đó không ngừng chuyển đến ánh mắt không tốt. Nhưng anh không có thời gian để ý tới bọn họ. Anh thậm nghĩ phải nhanh chóng tìm được Đan Thủy Giao, mau chóng cùng cô giải thích tin tức trên đầu tạp chí kia, tất cả đều là giả. Ánh mắt cấp tốc dạo qua một vòng, không phát hiện người anh muốn tìm. Anh bất đắc dĩ phải ăn nói khép nép, hỏi nhân viên phục vụ không muốn cho anh chút sắc mặt tốt nào. Cho tôi hỏi, Thủy Giao đâu? Không biết. Anh ta còn chưa nói xong, nhân viên phục vụ liền trả lời, rồi quay người đi chỗ khác quét dọn. Vậy có người nào biết? Anh nhìn những người khác tiếp tục hỏi. Không biết. Đúng là đồ bắt cá hai tay. Không cần cho anh ta sắc mỏ tốt xem. Tôi muốn tìm đầu bếp của các anh. Giận tái mặt, nhưng anh cũng không thể giải thích đám nhân viên phục vụ này có chuyện gì xảy ra. Thời gian trước thường đến Ellen, anh cũng điện tâm tuy rằng không có nhiều trò chuyện,
nhưng ít ra hẳn là sẽ không giống đám nhân viên phục vụ này. Có người đi gọi điện tâm, cô vừa đi ra, Kế Hướng Huệ lập tức vọt tới trước mặt cô. Xin hãy nói cho tôi biết Thụy Giao đang ở nơi nào. Anh thành khẩn nói. Tôi không biết. Đàm dò xét anh liếc mắt một cái, cô lãnh đạm trả lời. Gã đàn ông này hại cô, một người phải công việc của hai người, vừa phải chuẩn bị thực đơn, vừa phải quản lý nhà ăn, thực sự là mệt đến chết người. Cô nhìn thấy mặt anh ta sẽ không tức giận sao? Tôi đi tìm Thủy Giao để đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Anh nhíu mày, anh cũng đắc tội với cô sao? Ông trời ơi, rốt cuộc ai có thể nói cho anh biết Thủy Giao ở nơi nào? Kế Hướng Huệ xem tất cả mọi người ở đây đối với anh ta đều tản ra bầu không khí bất hảo. Anh biết chính mình sẽ không thể hỏi ra được cái gì mà đáp án. Tất cả hết thảy đều là do cái tạp chí lá cải kia. Hiện tại anh không chỉ tìm thấy người con gái mình yêu, còn bị tất cả những người bảo hộ cho cô liệt vào danh sách cự tuyệt lui tới. Đáng chết, anh thực sự muốn đạp đổ cái tạp chí bát quái đưa tin mà không chịu trách nhiệm kia, tức chết đi được. Đứng ở ngoài cửa sát cao ngất, Kế Hướng Huệ vò rối loạn mái tóc, trong lòng quyết định không mở cửa thấy anh, cô không sao. Anh liền mỗi ngày đứng chờ ở chỗ này, nhất định sẽ đợi được đến lúc cô ấy ra khỏi cửa. Kiên định ánh mắt nhìn tòa soạn sau cánh cổng cao ngất, Kế Hướng Huệ trong lòng chính mình tiếp thêm sức mạnh. Đàn Thủy Danh vừa chat webcam trò chuyện cùng em gái xong, vú nuôi liền đẩy cửa phòng vào, nhỏ giọng nói. Đại tiểu thư, người kia lại tới nữa. Lại tới nữa, Đàn Thủy Danh mở ra trong máy tính hình ảnh các camera ghi hình giám thị từ phòng bảo vệ. Quả nhiên, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Xem ra thân ảnh bướng bỉnh không chịu rời kia đi. Đàn Thủy Danh còn có vú nuôi không nhịn được nhịn nhau thở dài, bởi vì Cư Hướng Huệ đã đến đứng canh gác được 2 tháng rồi. Người này nghĩ được thực sự đáng sợ, xem ra anh ta hẳn là thật tình. Đàn Thụy Danh vẫn là không nhịn được mà mềm lòng. Vú nuôi, vú cho anh ta vào đi, con sẽ cùng anh ta nói chuyện. Nguyên bản cho rằng Kế Hướng Huệ chính là đến làm bộ dáng vài ngày, nhưng từ đó tới nay, anh ta cơ hồ là buổi sáng trời còn chưa sáng đã liền đến đây. Buổi trưa cùng buổi tối anh ta cũng tới, luôn luôn đợi đến nửa đêm mới về, bất chấp là mưa gió, cô không gián đoạn một chút nào. Cổng lớn chậm rãi mở ra, nhưng là anh đã không còn xúc động đến nỗi xông lên phía trước, bởi vì anh biết, bất quá là người trong Đan gia cũng ra ngoài mà thôi. Chính là lần này tựa hồ có điều bất đồng, người đi ra là vú nuôi, chiều cố hai vị đại tiểu thư Đan gia từ nhỏ. Bà hướng thẳng tới anh nói, Kê tiên sinh, mời vào, đại tiểu thư chúng tôi muốn gặp mặt cậu. Mời ngồi, nghe nói anh tới tìm tôi. Chị, em muốn biết Thủy Giao ở nơi nào, cậu xin chị nói cho em biết được không? Kế Hướng Huệ vội vàng hỏi. Uống trước chén trà đi. Đan Thủy Danh không có trả lời vấn đề của anh ta, cô còn suy tư muốn thế nào mở miệng. Trong khoảng thời gian này, dường như lễ nghi cùng dáng vẻ kiêu ngạo của cậu cũng không thấy. Ý cô nhìn thoáng qua trang phục nhăn nhóm trên người anh, trước đây anh ta sẽ không hề dễ dàng xuệ xọa như vậy. Kế Hướng Huệ cắn răng bắt buộc chính mình ngoan ngoãn ngồi định xuống uống chén chè, nhìn Đan Thủy Danh. Cậu có biết vì sao Thủy Giao rời đi không? Em biết, tất cả là do các tờ tạp chí lá cải kia nói hiêu nói vượt. Sau khi em biết được tin tức đó, lập tức tự pháp trở về, muốn cùng Thủy Giao giải thích rõ ràng. Nhưng thế nào cô không tìm thấy cô ấy? Anh vội vã trả lời. Nó không chịu gặp cậu, bài báo kia là nguyên nhân thứ nhất. Trước đó Thủy Giao cũng đã có suy nghĩ muốn cùng cậu chia tay. Vì sao? Vì sao? Chính cậu không biết sao? Cậu cho rằng Thủy Giao là gì của cậu? Là đối tượng an ủi lẫn nhau, bạn bè, vẫn là tình nhân? Cậu đối với Thủy Giao cho tới bây giờ chưa nói rõ ràng quá lẫn nhau là quan hệ gì. Cậu cho rằng nó sẽ không vì thế mà cảm thấy bất an sao? Chị, em chưa từng có đem Thủy Giao làm đối tượng chơi đùa. Có lẽ ngay từ đầu em không biết tình cảm của mình, nhưng là em dám nói, từ thời khắc lần đầu tiên gặp gỡ Thủy Giao, em liền thật sâu yêu cô ấy. Thậm chí trong 5 năm ly hôn, em cũng chưa từng quên cô ấy. Lần đầu tiên gặp phải, liền yêu sao? Cậu yêu chính là yêu cái bộ mặt bên ngoài của nó, giả mình làm danh buôn thục nữ. Không không, em yêu chính là yêu Thủy Giao. Danh buôn thục nữ Đan Thủy Giao trước đây em cũng không thích. Hiện tại Đan Thủy Giao không chút nào làm ra vẻ, chân chính là chính mình. Mặc kệ là người nào, chỉ cần hết thảy là Thủy Giao, em đều nói là đáng yêu. Đan Thủy Danh cũng không dễ dàng mà bị thuyết phục như vậy.
Cậu nói cậu yêu nó, như vậy vì sao trên tạp chí lại xuất hiện bài báo kia? Cô trầm chọc hỏi. Cái này không có lửa làm sao có khói. Cậu cùng với Hạ tiểu thư kia chụp ảnh cũng là sự thật. Bài báo kia căn bản chính là nói hiêu nói vượn. Nghĩ tới bài báo kia, Kê Hướng Huệ liền nhịn không được mà tức giận. Không sai, cái đó Âu Dung có tới tìm em, nhưng em cùng cô ta đã nói rõ ràng. Em chỉ là mời cô ta giúp em một việc, giúp em chọn lựa nhẫn kim cương, bởi vì em muốn cầu hôn Thủy Giao. Em chỉ mua một vật phẩm trang sức cho cô ta thích, để tả lễ với cô ta thôi mà. Ở tại cùng một khách sạn không sai, nhưng em với cô ta căn bản ở hai phòng khác nhau. Còn chụp ảnh, em với cô ta cả nắm tay cũng đều không có. Em không hiểu vì sao phóng viên lại biên câu chuyện như vậy. Viết giống như là em ở Paris một đêm vượt cỡ nào lãng mạn. Đan Thủy Danh nghe được mấu chốt của vấn đề. Cậu nói cậu muốn cầu hôn Thủy Giao. Đúng vậy. Đây là nhấn em dự tính một lần nữa cầu hôn Thủy Giao. Không nghĩ tới. Anh đã đánh mất vợ trước, còn bị mang ác danh là tên bắt cá hai tay. Đan Thủy Danh rốt cuộc cũng yên tâm, xác định cặp vợ chồng đã ly hôn này đối với nhau vẫn còn rất nhiều tình cảm. Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết Thủy Giao đang ở đâu. Cô lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xem ta, anh ta một mặt biểu cảm vui sướng. Nó hiện tại đang ở cùng với bố mẹ tôi ở Mỹ. Cảm ơn chị. Đúng rồi, có một chuyện nữa tôi sẽ nói cho cậu. Thủy Giao đang mang thai. Bật quá, tin tức này tựa hồ làm cho người chuẩn bị làm ba rất rung động. Kê Hướng Huệ thế nhưng nguội ngốc thất thần, không nói ra lời nào. Có thể nhìn đến quý ông tử nổi tiếng trong giới xã giao lại xuất hiện biểu cảm suy ngốc này, coi như là thật may mắn. Cô không nhìn được mà che miệng cười trộm. Cô có thể làm đều đã làm, kế tiếp bọn họ phát triển như thế nào phải nhờ vào chính bọn họ. Tại nước Mỹ, Đan Thủy Giao ngồi ôm gối, trong tay bưng một ly nước trái cây, hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Lái xe dừng lại, Đan Thủy Giao xuống xe, một người bắt đầu đi dạo phố. Nhưng cô không thể nghĩ rằng ở tại Mỹ cô sẽ gặp Hạ Ấu Dung, mà cô ta còn cùng một người đàn ông tóc vàng khác, dường như đang rất thân mật. Cô ta không phải là sẽ cùng Kê Hướng Huệ sắp kết hôn sao? Người đàn ông tóc vàng kia là ai? Không để ý chính mình vốn bụng bầu 5 tháng, cô vội vàng đi sau hai người bọn họ, vào đến một nhà hàng. Khi người đàn ông tóc vàng kia đi toilet, cô bước đến gần Hạ Ấu Dung. Cô hẳn là Hạ Ấu Dung tiểu thư. Đúng vậy, cô là Đan tiểu thư, có chuyện gì sao? Hạ Ấu Dung nhận ra cô hỏi. Cô làm sao có thể như vậy chứ? Đan Thủy Giao bất mãn chỉ trích nói. Cô không phải sắp sửa cùng với Kê Hướng Huệ kết hôn sao? Làm sao có thể ở nước Mỹ đi cùng một người đàn ông khác thân mật như vậy? Kết hôn? Hạ Ấu Dung kinh ngạc nhìn cô. Đan tiểu thư, cô không phải là hiểu lầm cái gì chứ? Tôi không có ý muốn cùng với Hướng Huệ kết hôn. Hiểu lầm? Hai tháng trước tạp chí đều đã nói cô cùng với anh ta hai người thân mật ở cùng một khách sạn, còn đi cửa hàng trang sức chọn nhẫn, không phải là muốn chuẩn bị kết hôn sao? Vốn cho rằng chính mình đã học không được thèm để ý, nhưng mà lời ra khỏi miệng vẫn là khó nén ghen tị. À, ở Pháp, bị chụp ảnh. Hảo Dung có chút giận mình. Sau hôm đó cô tự Pháp trực tiếp đến Mỹ, căn bản là không biết cái tin tức bát quái này. Đúng là tôi đi đến Pháp, nhưng là tôi không có khả năng cùng với Kê Hướng Huệ kết hôn. Bởi vì anh ta chỉ muốn tôi giúp anh ta chọn lựa nhẫn. Đối tượng mà anh ta muốn cầu hôn là một người khác. Hạ Ấu Dung cười giải thích. Cô cũng có lúc đó mới biết được thì ra Kế Hướng Huệ cũng có thời điểm đối với con mắt lựa chọn của bản thân lại không tin tưởng đến như vậy. Xem ra anh ta hẳn thực sự là yêu cô ấy mới có thể do dự như vậy. Một người khác. Đan Thủy Giao há to miệng, không thể tin được mà hô nhỏ. Người kia chính là cô. Hạ Ấu Dung cũng không có ý định trêu đùa cô, trực tiếp tuyên bố đáp án. Cô thực sự rất hạnh phúc. Anh ta nói cho tôi biết, hôn nhân lúc trước của cô đã gây cho cô ám ảnh không tốt để nhớ lại. Cho nên lần này anh ta nhất định phải chú ý tới từng chi tiết nhỏ, cho cô lại một lần nữa đáp ứng gả cho anh ta. Thuật lại những lời này, cô vẫn là cảm thấy thực sự cảm động. Cái gì? Đối tượng mà anh ta muốn cậu hôn là cô sao? Cho nên thực sự anh ta không có lựa gạt cô. Vậy rốt cuộc hai tháng nay cô đau lòng là bị cái gì chứ? Sau khi rời khỏi nhà hàng, Đan Thị Giao mở mịt đi trên đường, theo bản năng đi theo một đám đông lên một chiếc xe bus, ngồi dựa vào cửa sổ, trong lòng suy nghĩ lung tung. Anh không có lựa gạt cô, thậm chí anh hẳn là thích cô, bằng không cũng sẽ không có ý định muốn cậu hôn cô. Chính là nếu là như vậy thì sẽ không còn vấn đề sao?
cô đột nhiên đưa tay lên xoa bụng mình. Hơn một năm trước, cô với anh không phải vì yêu nhau nên mới kết hôn sao? Nhưng rốt cuộc cô với anh, cô không thể vượt qua sóng gió trong hôn nhân. Cuối cùng lại rơi vào kết cục ly hôn. Mà lần này cô có đứa nhỏ, cô muốn lo lắng không chỉ có chính cô, mà còn muốn thay đứa nhỏ suy nghĩ. Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ cần có tình yêu là có thể chung sống với nhau đơn giản như vậy. Trong lòng cô không ngừng bàng hoàng, đối với tình yêu, cô thiếu đi hồn nhiên, còn có vài phần lo lắng, làm cho cô do dự, không dám yêu quá lớn mật. Đột nhiên, tài xế phanh gấp, làm cho hành khách trên xe buýt đều giật nảy mình. Đàn Thụy Giao cả người nhào lên phía trước, cô theo phản xạ vội vàng che chở bụng, hoàn hảo hữu kinh vô hiểm. Cô chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, thấy cửa xe buýt mở ra, có một bóng người hẳn là sẽ xuất hiện tại nơi này, nhanh chóng đi đến trước mặt cô. Cô quả tưởng không thể tin đây là sự thật, xoa xoa mắt, hình ảnh của anh như tồn tại trước mắt cô. Cô không nhịn được thấp giọng gọi cái tên mà cô ngày đêm tưởng niệm. Hướng Huệ. Kể Hướng Huệ bằng tốc độ nhanh nhất đi đến nước Mỹ, đầu tiên anh gọi điện đến Đan Gia, người làm ở Đan Gia nói cho anh biết Thụy Giao đã đi dạo phố. Nhưng anh không thể cứ ngồi chờ đợi như vậy, cho nên quyết định đi trước vào nội thành tìm xem, nếu vận khí tốt có thể tìm được người. Anh ôm hy vọng, cứ chạy lang thang nhịn ngó xung quanh trên đường, đi vào mỗi cửa hàng có khả năng Đan Thụy Giao sẽ ở bên trong xem xét. Biện pháp tìm kiếm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Ngay khi anh muốn buông tha cho cách tìm này, thì lúc vô tình ngửa đầu nhìn lên chiếc xe buýt đang dần dần chạy qua trước mắt, lại phát hiện anh đang dựa đầu vào cửa sổ, một mặt trầm tư. Bất chấp trên chân là mang giày da, cũng không quản ánh mắt hoài nghi của người đi đường, anh chạy đuổi theo chiếc xe buýt đó. May mắn là xe buýt đó ngừng do đèn đỏ, anh thở hổn hển đuổi theo. Nhìn thấy xe buýt lại chuẩn bị chạy đi, dưới tình thế cấp bách, anh không kịp suy nghĩ, liền xông lên trước đầu xe, giang hai tay chặn nó lại, làm cho lái xe đột nhiên thắng gấp. Xe buýt dừng lại, anh gõ mạnh vào cửa xe, muốn lái xe mở cửa. Sau khi mở cửa ra, anh vội vàng xông lên. Hướng Huệ. Đan Thụy Giao không thể tin gọi tên của anh. Chết tiệt, làm sao anh có thể không nói tiếng nào? Liệu đột ngột biến mất như vậy chứ? Em... Cô còn kinh ngạc chưa khôi phục lại tinh thần, không biết nên xử lý như thế nào cho tốt. Anh muốn nói cho em biết, em hiểu lầm anh cùng với Âu Dung. Bài báo kia căn bản viết không đúng sự thật, cố tình thêu dệt mọi chuyện. Anh dám thề, anh thực sự cái gì cũng đều không có dám làm. Anh lợi thế sắt son giải thích. Trong lòng anh chỉ có em, mặc kệ em là người như thế nào, anh cũng chỉ đều thích một mình em. Em không thích tham gia yến hội, anh có thể không đi mà ở nhà cùng em. Em thích tự do, anh cũng có thể hạn chế, bởi vì anh biết anh thích là chính em. Mặc kệ em là bộ dáng gì đi nữa, cái gì cá tính, anh đều thích em. Cô thực sự kinh ngạc, nghẹn ngào không nói lên được lời nào. Nhưng mấy tháng sau sẽ có một đứa nhỏ hội nháo ầm ĩ xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Anh không phải là chán ghét con nít sao? Không phải là không muốn có con sao? Không sai, anh là chán ghét trẻ con, cho rằng tất cả bọn chúng đều là tiểu ác ma. Lời nói này làm cho lòng của Đan Thụy Giao phát lạnh, hốc mắt đỏ lên. Nhưng là con của chúng ta chính là thiên sứ, là ông trời cho chúng ta bảo bối. Sao? Kê Hướng Huệ ôn nhu nắm lấy tay cô. Anh chán ghét trẻ con, nhưng nếu là do em sinh ra, anh liền yêu thích nó. Anh không hề nghĩ rằng bóng ma này thế nhưng lại làm cho cô sợ hãi cùng bất an như vậy. Thụy Giao, tha thứ cho anh được không? Tự trong lòng của anh, cô ngẩng đầu lên, cô không hiểu vì sao nói. Tha thứ cái gì chứ? Tha thứ lúc trước, anh đã với em tạo lên những tổn thương. Là anh không biết cách duy trì hôn nhân, anh thậm chí còn không cố gắng thay đổi mình. Cứ nhất quyết lấy tiêu chuẩn cuộc sống của chính mình mà yêu cầu đối phương phải trở thành như vậy. Anh cũng không hiểu cách quan tâm em, cho tới bây giờ cũng không lưu ý tâm tình của em, làm cho em chỉ có thể lựa chọn bi thương mà rời đi. Con tay của anh nhẹ lau đi nước mắt đang chảy xuống cô. Những chuyện kia đều là quá khứ rồi. Em tha thứ cho anh, em tha thứ cho anh. Ôm chặt lấy anh, Đan Thụy Giao không ngừng nói. Nếu đã tha thứ cho anh, em nguyện ý lại gả cho anh không, vợ trước của anh? Cô gật gật đầu. Nước mắt lá chã chảy xuống, tất cả các hành khách trên xe buýt, kể cả lái xe, tuy rằng không hiểu hai người phương Đông này đang nói điều gì, nhưng nhìn biểu cảm cô hành động của hai người, có thể đoán ra được bọn họ đang nói gì. Nhìn thấy kết quả ngọt ngào này, không nhịn được mà tuôn ra những tràng vỗ tay chúc mừng.
gắt gao nắm chặt hai tay không muốn tách nhau. Cô cùng anh đều biết, lần này bọn họ, hai người lại tiếp tục nắm lấy tay nhau lâu dài, thẳng tiến đến già. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vợ trước đói như sói của tác giả Mã Kỷ Đoá qua giọng đọc Phương Thảo. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.